Huy Dạ thì muốn lại lấy, kết quả Huy Nguyệt Hải trên thân, truyền đến không thể chống cự lực lượng, quả thực là lôi kéo nàng đi. Cứu mạng a! À. Huy Dạ thì la to, tiếng khóc chấn thiên. Kể từ đó, mọi người lại nhìn đến không đành lòng. Đúng vào lúc này, xa xa trên đường phố, truyền đến một cái khô lão lại hòa ái, nhu hòa lão nhân thanh âm. Nàng nói, Huy Nguyệt Hải, buông nàng ra đi, hài tử trưởng thành, để tùy chính mình đi. Mọi người nhìn hướng người tới, liền vội cung kính hành lễ. Nguyệt Hà bà. Huy Nguyệt Hải thấy người tới là nàng, vội vàng buông tay, buông ra Huy Dạ Thi, cung kính nói, đúng, bà. Ta cũng chỉ là, quan tâm sốt ruột. Ai biết người có phải hay không, muốn báo thù Huy Nguyệt Độ. Nguyệt Hà bà thản nhiên nói. Tháng này bờ sông bà tuổi tác rất lớn, Nguyệt thần tộc đến đạp thiên chi cảnh, có thể sống ngàn năm hai bên, cái này một vị dáng người khom người, chống long đầu quải trượng lão phu nhân, tối thiểu đều có 700 tuổi. Đến số tuổi này, nàng tu vi tiêu tán không ít. Tuy nhiên không bằng lúc trước, nhưng loại này lão tiền bối, tại Nguyệt thần tộc danh vọng khẳng định rất lớn. Nghe được nàng câu nói này, Huy Nguyệt Hải sắc mặt khó coi, vội vàng nói, bà thật hiểu lầm ta. Cái gì hiểu lầm, Huy Nguyệt Độ chết mấy canh giờ trước, ta còn nghe người ta nói, các ngươi bởi vì con gái hôn phối sự tình nhau nhau một trận, ngươi không phải cảm thấy hắn xem thường ngươi sao. Hiện tại đến làm người tốt, hôm qua tộc hội ta không ở tại chỗ, ngươi dám hộ chuyện này, ta cho ngươi rút lui, về sau đừng quản đứa nhỏ này. Nguyệt Hà bà nói, ngươi sống đến thời gian dài, sự tình gì đều có thể thấy rõ ràng. Câu nói này để Huy Nguyệt Hải mặt đỏ tới mang tai, bởi vì trong lòng của hắn suy nghĩ, quả thật bị Nguyệt Hà bà phơi bày. Hắn vội vàng nói, bà nói đúng. Tuy nhiên rất mất mặt, nhưng cũng coi như tự tìm đi, ai bảo hắn anh họ vừa đi, lập tức liền nghĩ đến khi dễ người ta khuê nữ đâu. Lúc này thời điểm, Huy Dạ thì đã liền bò mang chạy trở về đến Lý Thiên Mệnh bên người, run lẩy bẩy nhìn lấy Huy Nguyệt Hải. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ sau gáy nàng, tâm tình của nàng mới bình ổn lại. Vị này bà là, Lý Thiên Mệnh nhẹ giọng hỏi. Chúng ta Huy Nguyệt gia tộc tộc phương mẫu thân, tộc phương đều nghe nàng. Huy Dạ Thi nói. Vậy ngươi không sao, đi cảm tạ đi, Lý Thiên Mệnh nói. Huy Dạ Thi liền vội vàng gật đầu, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đi cảm tạ cái kia Nguyệt Hà bà đi. Lão nhân ra khuôn mặt từ thiện, lôi kéo Huy Dạ Thi hỏi han ân cần, qua một hồi ánh mắt của nàng ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một chút, cười tủm tỉm hỏi, cái này liền là chính ngươi chọn phu quân đâu. Ta vừa nhìn hắn chiến đấu, cảm giác cũng không tệ lắm đâu, người ở nơi nào sĩ? Hồi bà, hắn là Vũ Sinh Thành quản hạt khu, giếng hồn sơn, nhân tộc, hắn cộng sinh thú là huyết thần khế ước ký kết, kỳ thật hắn thuộc về mệnh kiếp nhất tộc, chỉ là không có điều kiện giác tỉnh thức thần, hắn tự nguyện hiệu chung chúng ta Nguyệt thần tộc, đã vào chúng ta gia phả. Những thứ này Vũ Sinh La đã trợ giúp nàng đăng ký qua, gia phả bên trong đã có ghi chép, nhưng Huy Dạ Thi vẫn là chính thức cho mọi người giới thiệu một chút. Nhất là, nói huyết thần khế ước sự tình. Nguyên lai hắn cộng sinh thú, đến từ huyết thần khế ước. Vậy nhưng không được tốt lắm, trưởng thành không gian rất có hạn. Người này là làm sao đem Huy Dạ Thi lừa gạt tới tay. Huyết thần khế ước bốn chữ vừa xuất hiện, để rất nhiều người lắc đầu. Cái gọi là giếng hồn sơn, cái kia là phi thường cằn cỗi địa phương, ở lại chính là Nguyệt Chi thần cảnh cổ xưa nhất thổ dân. Chỗ đó có mệnh kiếp nhất tộc cũng có bản nguyên thú tộc, nhưng là kiếp hoàn đồng dạng rất ít. Mà lại, bên kia không có trăng thần huy quang điều kiện, rất nhiều mệnh kiếp nhất tộc hoàn toàn khai mở không được thức thần. Huyết thần khế ước là bọn họ tăng cường chiến đấu lực một loại phương thức, cho nên Lý Thiên Mệnh loại tình huống này, tại Nguyệt Chi thần cảnh, không tính hiếm lạ. Chỉ là loại phương thức này, so sánh Nguyệt thần tộc, sẽ có vẻ tiền đồ rất kém cỏi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Thi vẫn là muốn quản quản. Có người thấp giọng nói. Bất quá, nghe Lý Thiên Mệnh, tư liệu, cái kia Nguyệt Hà bà ngược lại là cũng không chê, nàng hỏi, đứa nhỏ này mấy tuổi? Huy Dạ Thi suy nghĩ một chút. Hiện tại không có cha mẹ chỗ dựa, Lý Thiên Mệnh nếu là không ra điểm danh tiếng, khi dễ người sẽ liên tục không ngừng. Vậy cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện. Chỉ cần không công bố hắn có 7 cái kiếp vòng, mà lại cộng sinh thú toàn bộ là thật, hắn liền sẽ không được đưa tới trật tự thiên tộc, thì có thể cứu đệ đệ của hắn, sẽ không có chuyện gì. Nàng nhưng không biết, Lý Thiên Mệnh có 10 cái kiếp vòng. Nghĩ tới đây, nàng liền thành thật trả lời, bà, Lý Thiên Mệnh năm nay 23 tuổi, còn nhỏ hơn ta 5 tuổi đây.
hắn là ta một lần ngẫu nhiên cơ hội, khai quật ra siêu cấp kỳ tài, ta đem hắn mang về sau, cha ta vốn là chuẩn bị toàn lực bồi dưỡng hắn, không nghĩ tới xảy ra ngoài ý muốn, ô ô. 23. Nguyệt Hà bà ngây ngốc một chút. Kỳ thật nàng nhìn ra được, Lý Thiên Mệnh rất không giống người lớn tuổi, tâm lý có nhất định suy đoán. Nhưng Lý Thiên Mệnh số tuổi, chỉ có nàng tính ra 1/3. 23. Huy Nguyệt Hải, Huy Nguyệt Dục, còn có tại chỗ tất cả Nguyệt thần tộc, đều mộng một chút. Phốc phốc, có người nhìn không được, cười ra tiếng âm tới. Thi Thi có phải hay không có chút ngu xuẩn, người nói với nàng chính mình mới 8 tuổi, nàng có phải hay không đều muốn tin. Đứa nhỏ này quang phát dục thân thể, không dài đầu óc. Buồn cười chính là, nàng vậy mà tin là thật, quang minh chính đại nói ra. Ta thật sự là, ha ha. Huyết thần khế ước, bản nguyên thú tộc, không phải Nguyệt thần tộc, đến từ Sơn Cốc, đây hết thảy nhãn hiệu, đều đang nói rõ Lý Thiên Mệnh có thể đánh bại Huy Nguyệt Dục, tối thiểu 100 tuổi, bình thường 300 tuổi. Thế mà, 23. Đừng nói Huy Nguyệt gia tộc, tất cả Nguyệt thần tộc, đều không có 23 tuổi, có thể so với đạp thiên đệ nhất giai chiến đấu lực người. Huy Nguyệt Dục trong người đồng lứa, đã là Huy Nguyệt thành đệ nhất. Bà, kiểm tra một chút liền tốt. Huy Dạ Thi nghe được những người kia cười nhạo đàm phán hòa bình luận, nàng nghiến răng nghiến lợi, ám đạo hôm nay phải tức chết đám này mũi vểnh lên trời, tự cho là đúng người không thể. Tuy nhiên, nàng trước đây tại Viêm Hoàng Đại Lục cũng là như vậy. Hiện tại, nàng bị Lý Thiên Mệnh hàng phục. Được. Nguyệt Hà bà cầm trong tay ra một cái hình tròn kết giới, cùng Huy Nguyệt Độ lần trước lấy ra đồ vật giống nhau. Nàng ném cho Lý Thiên Mệnh. Muốn triển lãm chút vốn, nếu không tiểu nhân vô hạn. Cái này bà không tệ, nếu có thể chiếu cố một chút ta, sau này đường tạm biệt một chút. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới đây, bước vào kết giới. Nguyệt thần tộc mọi người cũng không nhằm vào Lý Thiên Mệnh, chỉ là 23 tuổi quá không thể tưởng tượng, bọn họ đều chờ đợi chế giễu đây. Bao quát Huy Nguyệt Hải cùng Huy Nguyệt Dục, bọn họ lắc đầu cười khổ. Trong mắt bọn hắn, Huy Dạ Thi giống như thành một cái, bị ái tình mê hồn não tử thiểu năng trí tuệ. Tại sự chú ý của bọn họ bên trong, rất nhanh, từng đạo tinh quang theo Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu nổi lên. Nếu có 100 tuổi, liền sẽ có trên 100 đạo tinh quang. Nhưng, tinh quang gia tăng đến 17 nói thời điểm, đình chỉ. Sau đó, 10 hơi, 20 hơi thở, 30 hơi thở thời gian trôi qua. Khảo nghiệm kia kết giới, lặng yên không có động tĩnh. Bà, đổi một cái đi, khả năng hỏng, có người nhắc nhở. Nguyệt Hà bà biết rõ kết giới không có khả năng xảy ra vấn đề, nàng cũng nhịn không được hoài nghi. Như thế, nàng đổi một cái kết giới. Còn là kết quả giống nhau. Lần thứ ba, từ Huy Nguyệt Hải lấy ra một cái kết giới. Lý Thiên Mệnh như cũ khảo nghiệm, kết quả vẫn là một dạng, 17 tuổi. Trong thời gian này, mỗi một cái kết giới, Huy Dạ Thi cùng vài người khác, đều lên đi đo thử một chút. Kết quả, một chút sai lầm đều không có. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh tại sắp xếp của bọn hắn dưới, khảo nghiệm cái thứ tư kết giới. Hắn rõ ràng cảm giác được, theo khảo nghiệm gia tăng, những người này nhìn mình ánh mắt, từ lúc mới bắt đầu trêu tức, từng bước chuyển biến. Đến sau cùng, dù là cực lực tại khống chế, tại cùng người khác nói chuyện với nhau thời điểm, vẫn còn có chút mất tiếng. Cái này, không thể nào, đúng không? Cha! Huy Nguyệt Dục cổ họng khô cạn, khô nóng, lúc nói chuyện. Trên da đầu giống như có con kiến đang bò được. Không biết. Huy Nguyệt Hải quay đầu gầm nhẹ một tiếng. Nguyệt Hà bà vốn là để hắn có chút khó chịu. Hiện tại, càng lúng túng hơn. 23 tuổi, tiếp cận Đạp Thiên, vẫn là huyết thần khế ước bản nguyên thú tộc. Thực lực chân thật có thể đánh bại Đạp Thiên đệ nhất giai. Toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, cùng tuổi đoạn, hắn mạnh nhất. Mọi người não tử đều mơ hồ. Lý Thiên Mệnh lần này khảo nghiệm tuổi tác. Đối với những người này tạo thành trùng kích, so độ Nguyệt phủ lần kia mạnh hơn nhiều. Một lần kia, Huy Dạ Thi phụ mẫu liền biết hắn tuổi trẻ, nhưng lại không biết hắn lúc ấy thì có thể đánh bại Đạp Thiên chi cảnh. Bọn họ tính ra Lý Thiên Mệnh cơ sở rất kém cỏi. Mặc dù nói, Lý Thiên Mệnh chỉ muốn điệu thấp tu luyện, loại này chấn kinh chuyện của mọi người, hắn sớm lười nhác tham dự. Nhưng người khác áp bách đến cửa, lại thêm Huy Nguyệt Độ phu phụ không có, chỗ dựa không có. Cái kia xuất thủ thời điểm, vẫn là muốn sáng một tay. Nếu không, liền một cái Huy Nguyệt Dục, đều có thể đem chính mình chỉnh ra Huy Nguyệt Thành. Bất quá,
dù là hắn đã che giấu rất nhiều thủ đoạn, tuổi đời này khảo nghiệm vừa ra tới, so vài ngày trước lại nhỏ một tuổi, non đến 17 tuổi. Kết quả như vậy tạo thành rung động, giống như đều hơi lớn. Thật sự là ứng câu nói kia. Ta cũng muốn điệu thấp a, nhưng là, không biết sao, thực lực không cho phép a. Những vật này tựa như là mang thai giống như, chỉ cần ngươi đi ra gặp người, những cái kia thiên phú đều là trống lên cái bụng, vừa xem hiểu ngay. Dù sao, mất cả tháng trước thần điện đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Tất cả mọi người, đều một mặt quay cuồng nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Lúc này thời điểm coi như Lý Thiên Mệnh, nói mình nhưng thật ra là 23 tuổi, bọn họ đều sẽ không tin. 17 tuổi, tại Nguyệt Thần tộc là khái niệm gì? Nơi này 50 tuổi đều là người trẻ tuổi. 17 tuổi, cũng là Chu Tước Quốc 67 tuổi như vậy đi, khác nhau chỉ là phát dục tốt. Sau đó, Lý Thiên Mệnh cùng bọn hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, chừng nửa ngày. Bà, hắn rất tuyệt. Huy Dạ thì phát hiện tình huống có chút vượt qua khống chế, vội vàng yếu ớt đường. Nguyệt Hà bà run một cái, hướng về Lý Thiên Mệnh vẫy tay, để Lý Thiên Mệnh đến trước mắt nàng đi. Lý Thiên Mệnh đến về sau, nàng vươn tay, tại Lý Thiên Mệnh khuôn mặt, cánh tay, cái bụng cùng bắp đùi đều bóp một cái. Nàng còn đem lỗ tai tiếp cận đến, nghe ngóng Lý Thiên Mệnh nhịp tim, nàng bỗng nhiên cười, vỗ Lý Thiên Mệnh ở ngực, nói. Cái này cơ ngực, khí huyết này, thật sự là tuổi trẻ a. Thì cùng sinh ra tới oa oa một dạng, thật không có vượt qua 20 tuổi. Giải quyết dứt khoát. Những người khác, không tin đều phải tin. Tu luyện thế nào, trước kia liền thiên hồn đều không có a. Nguyệt Hà bà hỏi. Không biết, trời sinh, Lý Thiên Mệnh nói. Chúng người không lời. Không hề nghi ngờ, trước hôm nay, Huy Nguyệt Thành không ai nhận biết Lý Thiên Mệnh. Sau ngày hôm nay, đoán chừng Nguyệt Thần Thiên Thành, đều có thể nghe nói, bên này ra cái 17 tuổi biến thái. Gần nhất tình huống tu luyện như thế nào? Nguyệt Hà bà hỏi. Vừa tiếp xúc Nguyệt Thần Điện, tiến bộ rất nhanh, tại xông vào đạp thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, thêm chút sức thử một chút. Có gì cần giúp đỡ, để Thi Thi mang ngươi tìm đến bà. Chỉ cần là trong vấn đề tu luyện, bà giúp ngươi. Nguyệt Hà bà nói. Đa tạ bà. Lý Thiên Mệnh vội vàng cảm tạ. Cái này thỏa. Đây chính là Huy Nguyệt Thành tộc vương mẫu thân. Huy Nguyệt gia tộc là Nguyệt Thần tộc phân tộc, phân tộc tộc vương, cũng là Huy Nguyệt Thành vương. Nguyệt Hà bà câu nói này vừa ra, trên cơ bản, cùng loại Huy Nguyệt Hải loại này người, liền không thể đụng Lý Thiên Mệnh. Cho đến nay, Huy Nguyệt Hải cha con đều là mộng. Bọn họ càng thấy mặt đau rát. Đây hết thảy mặc danh kỳ diệu, nhưng lại thành sự thực, tâm lý đừng nói có bao nhiêu biệt khuất. Huy Dạ thì tâm lý mừng thầm. Nguyên lai, đây mới là trang bức đánh mặt, làm thiên tài, rất thư thái. Huy Dạ thì cảm thán. Thi, thật tốt đem nam nhân của ngươi, chộp trong tay, hiểu không? Nguyệt Hà bà dặn dò. Không có vấn đề, trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Huy Dạ thì nói. Mọi người cười. Trước đây, bọn họ cảm thấy Huy Dạ thi, phẩm vị quá kém, ngộ nhập kỳ đồ. Hiện tại, bọn họ trông cậy vào Huy Dạ thi, đem Lý Thiên Mệnh lưu tại Huy Nguyệt Thành. Mặt biến đến rất nhanh. Thì cùng vừa mới, bọn họ chưa nói qua trêu tức mà nói giống như. Được, tản, Nguyệt Hà bà khoát tay một cái nói. Đúng, bà. Mọi người vội vàng cáo lui. Nhất là Huy Nguyệt Hải cha con, đã sớm muốn tìm một cái lỗ, chui vào. Bà gặp lại. Lý Thiên Mệnh rất lễ phép nói. Gặp lại, người trẻ tuổi. Nguyệt Hà bà híp mắt cười cười, chống quải trượng, bước đi như bay, tiêu sái rời đi. Lý Thiên Mệnh đưa mắt nhìn nàng rời đi. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh phát hiện, Nguyệt Hà bà phía trước, có một người trẻ tuổi, đang nhìn mình. Người trẻ tuổi kia, người mặc trường bào màu đỏ tươi, trên bờ vai treo áo lông chồn. Hắn có một đầu trắng như tuyết tóc dài, có đến eo chiều dài, phiêu tán xuống tới, như là thác nước. Đây là một cái tương đương tuấn mỹ nam tử, mặt mũi của hắn yêu dị mà đặc biệt, liếc một chút khó quên, có nam nhân kiên nghị, cũng có nữ nhân ôn nhu. Hắn đặc biệt nhất, là một đôi tươi hai mắt màu đỏ, tựa như là hai cái huyết sắc ánh trăng, không minh mà sâu xa, lại dẫn một tia yêu dã. Lý Thiên Mệnh chú ý tới, hắn mỗi một viên dưới ánh mắt, đều có ba cái màu đỏ đốm nhỏ. Tựa như là một chuỗi nước mắt một dạng, treo ở ánh mắt của hắn phía dưới. Cái này khiến hắn xem ra, thời thời khắc khắc giống như tại chảy ra huyết lệ.
hai con mắt dưới, hết thảy 6 cái điểm đỏ. Cái này điểm đỏ bên trong ẩn chứa bàng bạc lực lượng, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn kiếp vòng. 6 cái kiếp vòng. Đây là Lý Thiên Mệnh thấy, trừ bọn họ 3 cái người Lý ra bên ngoài, một cái duy nhất kiếp vòng vượt qua 5 cái người. Mà lại, trực tiếp ở trên mặt, như thế dễ thấy. Làm Lý Thiên Mệnh nhìn đến hắn thời điểm, hắn nghênh hướng Nguyệt Hà bà, sau đó đỡ lấy nàng, quay người rời đi Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Rất lâu không gặp, kiếp ca ca, vẫn là đẹp mắt như vậy. Huy Dạ thì cũng nhìn thấy người kia, có chút hoa si mà nói. Nàng nháy nháy mắt, hướng Lý Thiên Mệnh nói, không có nhận biết ngươi trước, ta thế nhưng là kiếp ca ca số một tiểu mê muội, đời này mơ ước lớn nhất cũng là gả cho hắn. Kiếp, đây cũng là người trẻ tuổi kia tên. Đúng thế, hắn là Nguyệt Hà bà cháu trai, chẳng những có 6 cái kiếp vòng, hơn nữa còn là hiếm thấy huyết nguyệt thiên phú, trên cơ bản tương đương 6 cái nửa kiếp vòng, chỉ kém chúng ta Hy Hoàng bệ hạ nửa cái. Huy Dạ thì tự hào nói. Rất mạnh sao, Lý Thiên Mệnh hỏi. Chí ít hắn cảm giác, tại người trẻ tuổi lĩnh vực này, người này rất mạnh. Đương nhiên rồi, hắn sớm liền đạt tới đạp thiên chi cảnh, hiện tại hơn 40 tuổi, đã là tứ phong thiên cảnh giới. Còn có người nói, hắn đã là bên trong 4 ngày, ngũ huyền thiên cảnh giới. Huy Nguyệt dục cái gì, cùng hắn không cách nào so sánh được, nghe nói thiên phú của hắn, tại toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, tại người trẻ tuổi bên trong, đều có thể xếp hạng trước 3 đi, mà lại, kép ca ca ưu điểm lớn nhất, cũng là đẹp mắt. Huy Dạ Thi nói, ngũ huyền thiên, mức độ còn có thể. Hơn 40 tuổi, vậy hắn 20 mấy tuổi thời điểm, cần phải không khác mình là mấy. Đạp thiên chi cảnh, cũng là lên trời. Mọi người thường nói vô cùng khó khăn, có thể thấy được đạp thiên chi cảnh khó khăn. Đừng nhìn Huy Nguyệt Dục hiện tại cấp thứ nhất, chờ hắn đến kiếp, số tuổi, tầng thứ 3 đều chưa hẳn có. Thông qua cái này, kiếp, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn giải, Nguyệt Chi thần cảnh, thiên tài, cùng, cường giả, mức độ. Dù sao cũng phải tới nói, so Viêm Hoàng mạnh hơn vô số. Nhưng là, cùng cái kia cầm giữ có hằng tinh nguyên lại ngàn. Vạn lần đất đai trật tự chi địa, tuyệt đối không cách nào so sánh được. Ban đêm, sương trắng, đình viện, hương hoa, trà vận hương thơm. Một tòa trong lương đình. Nguyệt Hà bà vùi ở ghế nằm bên trong, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ban đêm gió mát. Tại bên cạnh nàng, một cái có tơ tròng mắt màu đỏ thanh niên ngay tại pha trà. Nguyệt thần trà là Nguyệt Chi thần cảnh đặc sản, có tẩm bổ thân thể, kéo dài tuổi thọ hiệu dụng, phải đặt ở Viêm Hoàng đại lục. Cái kia chính là bảo bối. Nguyệt thần tộc yêu thích phong hoa tuyết nguyệt, càng coi trọng phong cách. Đối bọn hắn tới nói, tốt nhất nguyệt thần trà, cũng là phong cách. Thanh niên đem phao tốt nguyệt thần trà, đưa cho Nguyệt Hà bà, ôn nhu nói. Nãi nãi, uống trà. Nguyệt Hà bà khẽ nhấp một cái, nghiêng đầu liếc nhìn thanh niên, nói, có tâm sự phải không hài tử. Nói đi. Nãi nãi, còn có không đến một năm, ta thì đầy 50. Thanh niên cúi đầu nói. Hắn dưới hai mắt 6 cái điểm đỏ, trong đêm tối lóe ra máu tươi quang mang, lộ ra càng yêu dị. Ta biết, nãi nãi tính toán đây. Nguyệt Hà bà sờ lên đầu của hắn, hòa ái nói. Đến lúc đó, tông tộc người sẽ đến đón ta, từ đó ở tại, Hy Hoàng cung, lại cũng không nhìn thấy ngài. Thanh niên nói. Ngươi không nguyện ý sao? Nguyệt Hà bà hỏi. Ta không muốn đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Thanh niên nói. Phụng dưỡng Hy Hoàng, đó là rất nhiều người mơ ước sự tình. Nguyệt Hà bà nói. Thế nhưng là, lúc đó đánh mất tự do, đánh mất tự mình, làm một cái phụ thuộc, một cái đồ chơi. Mấy trăm năm qua, bị đặt vào Hy Hoàng cung rất nhiều người, bọn họ chỉ có thể lưu tại thâm cung, cả một đời, thì như vậy. Thanh niên nói. Đây đều là lấy cớ, ngươi là có người thích đi. Nguyệt Hà bà hỏi. Thanh niên gật đầu. Tại cái này Nguyệt Chi thần cảnh phía trên. Nơi nào có nữ tử có thể cùng Hy Hoàng so sánh đâu. Người gặp qua nàng, nàng là Nguyệt Chi thần cảnh đẹp nhất nữ tử, năm tháng che giấu không được nàng phương hoa, dù là hiện tại, chúng sinh đều sẽ đắm chìm trong nàng xinh đẹp bên trong, người chỗ thích người, sao có thể cùng Hy Hoàng so sánh đâu. Dù là nàng nam nhân quá nhiều, một khanh dung mạo, đều là nhân gian mộng đẹp. Nguyệt Hà bà cảm khái nói, Hy Hoàng, rất đẹp, mà ta chỗ thích người, rất phổ thông, rất bình thường. Cùng ta lại nghĩ, cùng nàng bên nhau mãi mãi. Ta muốn cho chúng ta Huy Nguyệt Thành hiệu lực, muốn có chính thức thuộc tại cuộc đời của mình,
mà không phải dùng tính mạng của ta, đi phụng dưỡng một người. Thanh niên cắn răng nói. Ngươi ý nghĩ, nãi nãi minh bạch, thế nhưng là, nơi này là Hy Hoàng thiên hạ, chúng ta Huy Nguyệt gia tộc, không có quyền cự tuyệt, ngươi hiểu không? Nguyệt Hà bà giận dữ nói. Ta hiểu, thế nhưng là, tất cả mọi người minh bạch đi, nàng đem phân tộc, hoặc là những người khác tộc thiên tài, toàn bộ đều thu nạp tiến hậu cung, những người kia ngay từ đầu còn có động tính, về sau chậm rãi thì yên lặng, biến đến đờ đẫn, không thú vị, thậm chí bệnh trạng, hoang phế, thậm chí không tiếng thở nữa, cùng chết đều không khác nhau. Ai biết Hy Hoàng đối bọn hắn làm cái gì? Ta luôn cảm thấy, nàng đây là tại biến tướng gọt sạch, chúng ta những thứ này phân tộc tân sinh lực lượng, để tông tộc độc đại. Ta nghe nói ta còn có một cái lục thúc, hắn mới là ngươi thiên phú tốt nhất nhi tử, hắn theo Hy Hoàng, sau đó thì sao, ngươi có phải hay không cả một đời đều chưa thấy qua hắn rồi. Hắn có chết hay không, ngươi cũng không biết a. Hy Hoàng bệ hạ, nàng là nữ hoàng, vẫn là nữ ma. Thanh niên vô cùng kích động mà nói. Hồ nháo, lời này ngoại trừ nãi nãi, người nào cũng không thể nói, sẽ gây phiền toái, biết không? Nguyệt Hà bà quát lớn. Nói lên, lục thúc, nàng lòng đang rỉ máu. Biết, thanh niên nhắm mắt lại, nãi nãi, cái này 200 năm đến, Nguyệt Chi thần cảnh tất cả nam tính thiên tài, chỉ cần bộc lộ tài năng, lục kiếp trở lên, đều chạy không khỏi vận mệnh thẩm phán, thật sao? Đúng, là, đây chính là hiện thực, Nguyệt Hà bà yêu thương nói. Thế nhưng là, ta hôm nay nghĩ đến một cái, cải biến vận mệnh biện pháp. Thanh niên nói. Nói, Nguyệt Hà bà nói. 17 tuổi. Đánh bại đạp thiên chi cảnh, tướng mạo cũng không tệ, lại là thiếu niên, hắn có phải hay không so ta ưu tú? Thanh niên nói. Ngươi nói cái kia Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Hà bà hỏi. Ta đã từng nghe nói, Hy Hoàng giống như rất ưa thích bản nguyên thú tộc. Nguyệt thần tộc người trẻ tuổi, nàng nhanh ngán. Thanh niên nói. Không sai, nàng là tại trường hợp công khai, nói qua đối bản nguyên thú tộc thiên tài khao khát. Nàng gần nhất nạp 100 cái nam phi, đều là chúng ta Nguyệt thần tộc. Nguyệt Hà bà nói, người này quá trẻ tuổi, càng là tuổi trẻ, Hy Hoàng thì càng ưa thích, 17 tuổi, vẫn là không nhuốm bụi trần niên kỷ. Nếu như chúng ta, toàn lực bồi dưỡng hắn, không ngừng tuyên dương sự tích của hắn, để hắn danh tiếng che lại ta, để Hy Hoàng chú ý tới hắn, ta lại tìm cơ hội, tự hủy một cái thức thần, xuống làm ngũ kiếp, cứ như vậy, nếu như nàng có vật thay thế, ta loại này, kháng lệnh, cũng không rõ ràng a. Thanh niên vội vàng hỏi. Nguyệt Hà bà trầm mặc. Nãi nãi, ta không nghĩ tới cái loại người này sinh, ta sợ hãi, van cầu ngươi, mau cứu ta. Thanh niên quỳ gối trước người của nàng, bắt đầu dập đầu. Ai? Nguyệt Hà bà trùng điệp thở dài một hơi. Nãi nãi, ngươi ý nghĩ là đúng, đáng tiếc cái kia Lý Thiên Mệnh, xác thực quá nhỏ, mà lại trước mắt hắn thiên phú có chút kỳ quái, rất khó phán đoán hắn hạn mức cao nhất, muốn là hắn nắm giữ đánh bại thực lực của ngươi. Thậm chí để hắn tự mình phế bỏ ngươi một kiếp vòng, để ngươi xuống làm ngũ kiếp, đây mới là ổn thỏa phương thức, nếu không, hết thảy an bài, Hy Hoàng liếc một chút đều có thể nhìn thấu. Nếu là nàng đối với chúng ta Huy Nguyệt gia tộc tức giận, vậy chúng ta liền phiền toái. Nguyệt Hà bà lắc đầu nói. Không có việc gì, hắn còn có thời gian, để hắn thử một chút. Không dùng hắn đánh bại, chỉ cần hắn biểu hiện ra, mạnh hơn ta sức hấp dẫn liền tốt. Nếu như Hy Hoàng thật để mắt tới hắn. Vậy ta coi như không có phế bỏ một kiếp vòng, ta cũng có thể bị Hy Hoàng vứt bỏ, không phải sao? Thanh niên cắn răng nói. Ta và ngươi cha, thương lượng một chút đi, Nguyệt Hà bà nói. Nhất định, nhất định. Thanh niên nắm thật chặt Nguyệt Hà bà tay. Tất cả mọi người tại nói cho hắn biết, có thể bị Hy Hoàng coi trọng, đó là may mắn lớn nhất. Đó là bởi vì, tất cả mọi người không dám nói. Cái kia một tòa thâm cung, nó là vĩnh hằng ác mộng. Liền hắn cha cũng không dám nói. Hắn nhất định phải, bảo trì khoái lạc, đi đến Hy Hoàng cung, chỉ cần có một chút không sung sướng, liền sẽ có người, sẽ trả giá đắt. Nãi nãi, ta muốn cho hắn, đối với ta sinh ra phẫn nộ. Huy Nguyệt Kiếp nói. Vì sao? Vì tương lai làm nền, ta hy vọng có một ngày, hắn có thể hủy đi ta một kiếp vòng, một cái áp đảo thiên tài như ta, làm cho ta, thoát ly khổ hải. Ánh mắt của hắn thâm trầm. Ý vị thâm trường nói. Huy Nguyệt Thành trên đường phố. Một đám cô nương trẻ tuổi, ngay tại mạnh mẽ đâm tới, tùy tiện chơi đùa, nhắm chúng rất nhiều người giận mà không dám nói gì. Cái kia cầm đầu nữ tử, giữ lấy một đầu tóc ngắn, mặc lấy màu xám đen quần áo bó,
hiện ra nhu mì xinh đẹp tư thái. Làn da của nàng hiện lên màu vàng nhạt, ánh mắt 10 phần có xâm lược tính, trên lỗ tai treo sáng lấp lánh khuyên tai. Trong lúc các nàng tại góc đường vui đùa ầm ĩ thời điểm, chỗ góc cua đi tới một thanh niên kia dưới ánh mắt có 6 cái điểm đỏ kiếp vòng. Chính là kiếp, Huy Nguyệt kiếp. Ca, cái kia như là mèo hoang giống như nữ tử áo đen sửng sốt một chút. Nàng khoát khoát tay, để bọn tỉ muội đợi nàng, sau đó một đường tiểu chạy tới. Không nghĩ tới, người cái này người bận rộn, vĩ đại hy hoàng nam nhân, lại có hư không tới tìm ngươi tiểu muội. Nữ tử áo đen cười đùa nói. Giúp ta một việc, Huy Nguyệt kiếp nói. Nói thẳng, muội muội ta là thoải mái người. Nữ tử áo đen, Huy Dạ Âm, nói. Ngươi biết Huy Dạ thì sao? Huy Nguyệt kiếp hỏi. Đương nhiên nhận biết a, theo ta lẫn vào muội muội a. Có thể nghe lời, đáng yêu dí dỏm, làm sao, ca ca coi trọng. Ngươi thế nhưng là hy hoàng điện hạ nam nhân, cũng không thể coi trọng nàng loại này rong chi tục phấn. Huy Dạ Âm nói. Chớ nói nhảm, người đi giúp ta trêu cợt nàng, để cho nàng không có một ngày tốt lành qua, nhưng không muốn thương tới căn bản, hiểu. Huy Nguyệt kiếp hỏi. Vì sao đâu, Huy Dạ Âm hỏi. Đừng hỏi, ngươi làm tốt, lần trước ngươi cầu ta sự tình, ta liền giúp ngươi làm. Huy Nguyệt kiếp nói. Vì cái gì tới tìm ta, ngươi chính mình trêu cợt, không phải rồi. Huy Dạ Âm hiếu kỳ hỏi. Ngươi không phải tự xưng Huy Nguyệt thành nữ vương sao? Trêu cợt nữ hài tử thủ đoạn, ngươi so với ta hơn rất nhiều. Ngươi thế nhưng là chuyên nghiệp nhân sĩ, không phải sao? Huy Nguyệt kiếp thản nhiên nói. Vẫn là ca ngươi hiểu ta. Huy Dạ Âm vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười. Số tuổi không nhỏ, làm sao mỗi ngày còn giống đứa bé, khắp nơi hổ nháo. Huy Nguyệt kiếp lắc đầu nói. Kỳ thật, hắn hâm mộ. Không buồn không lo, tốt bao nhiêu. Ai, lại tới khiển trách ta, cái này cũng không thành a. Lão nương muốn là đàn ông, có thể không tới phiên ngươi đi hy hoàng cung, biết không? Huy Dạ Âm tề mi lộng nhãn nói. Huy Nguyệt kiếp cười. Đi hy hoàng cung, là một kiện ánh sáng tổ tông sự tình a. Tất cả mọi người, tựa hồ cũng cho là như vậy. Gặp lại, Huy Nguyệt kiếp khoát khoát tay. Gặp lại, kiếp. Huy Dạ Âm cùng hắn khoát khoát tay, trở lại nàng tỉ muội quần thể bên trong. Này này, ca ca ngươi nói cái gì nha? Hắn khí chất thật tốt, hy hoàng bệ hạ ánh mắt thật tốt. Mọi người lao nhao. Huy Dạ Âm nhấc tay, nói, đi, bọn tỉ muội, theo ta đi làm một chút Huy Dạ thi, nghe nói cái này muội muội tìm cái nam nhân, gần nhất thẳng ngang. Không tốt à, nàng vừa không có phụ mẫu. Đừng nói nhảm, lại nhảy đánh ngươi. Thì vũ cư. Bên ngoài có người kêu la, Huy Dạ thì nghe được là ai thanh âm. Nàng có chút mơ hồ đi ra, chỉ thấy tiền viện trong đình viện, tràn vào đến một đám tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nhìn đến dẫn đầu cái kia màu đen cô gái tóc ngắn, Huy Dạ thì cổ co rụt lại, hiển nhiên rất sợ vị này. Âm tỷ, là tới tìm ta sao? Huy Dạ thì hỏi. Huy Nguyệt gia tộc người trẻ tuổi không ít, nhưng có một người, quả thực để tất cả tiểu bối đều nghe tin đã sợ mất mật. Cái kia chính là Huy Dạ Âm. Nàng là tính cách đặc biệt người, theo lý thuyết công tử bột, hoành hành ác bá, đại đa số đều là nam, kết quả gia hỏa này không giống nhau, nàng một giới nữ lưu, mang theo một đám tỉ muội, tại Huy Nguyệt Thành khi nam phách nữ, làm sằng làm bậy, tự phong, Huy Nguyệt Thành nữ vương. Huy Dạ thì trước kia, cũng là lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhiều lắm là, Huy Dạ Âm làm chuyện xấu thời điểm, nàng thật không dám tham dự. Nguyệt thần tộc quy củ xâm nghiêm, nhưng là đối Huy Dạ Âm tới nói không dùng. Đệ nhất, nàng là tộc vương chi nữ. Thứ hai, nàng rất thông minh, làm việc không lưu sơ hở, không ai dám náo. Tộc vương độc sủng, ai cũng không quản được. Mọi người đều nói, cũng là bởi vì nàng ca ca quá ngoan, thiên phú quá xuất chúng, toàn bộ Huy Nguyệt thành người đều khích lệ hắn, mới đưa đến cái này tiểu muội đi ngược lại con đường cũ, từ nhỏ ưa thích dùng ngang ngược, đến hấp dẫn người khác chú ý lực. Nói thật, sự thật chính là như vậy. Một cái hoàn mỹ huynh trưởng, để cho nàng hết thảy nỗ lực, đều là chê cười, còn không bằng tùy tiện vui đùa. Đương nhiên là tìm ngươi, lăn ra đến, Huy Dạ Âm vẩy lên tóc ngắn, cười tủm tỉm nói. Âm tỷ, có dặn dò gì? Huy Dạ thi liền vội hỏi. Đây tuyệt đối là nàng tại Huy Nguyệt Thành, sợ nhất người. Nghe cho kỹ. Huy Dạ Âm không có trả lời Huy Dạ thi, mà chính là giơ tay lên. Đối bên người bọn nữ tử nói.
đem nàng quần áo cho ta xé, tóc toàn bộ cắt đứt, trên mặt cho ta khắc cái con rùa. Vâng. Vừa dứt lời dưới, này một đám tỷ tỷ thì hô nhau mà lên. A. À. Huy Dạ thì quả thực cho là mình nghe lầm. Nàng một mực rất nghe lời a. Vì cái gì? Không ai nghe nàng nói chuyện, cái này hô nhau mà lên, căn bản không cho phép Huy Dạ thì phản kháng. Có người lột y phục, có người cắt tóc, có người đè lại nàng, dùng tiểu đao tại trên mặt nàng khắc một cái rùa đen con rùa. Trên mặt đau rát khổ, đầu trong nháy mắt sạch sẽ bóng bẩy, váy đầm đều bị xé nứt. Huy Dạ thì một mặt mộng, bị ném xuống đất, vội vàng co lại trong góc, ô ô khóc lên. Âm tỷ, ta làm gì sai sao? Y phục không quan hệ, tất cả mọi người là nữ, trên mặt cái này con rùa cũng có thể tốt, mấu chốt là cái này tóc dài, cái gì thời điểm mới có thể một lần nữa mọc ra a? Sờ một cái đến chính mình biến thành đầu chọc, Huy Dạ thì triệt để hỏng mất. Lần sau nói cho ngươi. Huy Dạ âm khoát khoát tay, cùng bọn tỉ muội cùng một chỗ hống cười rộ lên. Lần sau, Huy Dạ thì nhanh ngất đi, còn có lần sau. Đúng vào lúc này, tại nội viện Khương Phi Linh, nghe đến động tĩnh bên ngoài, vừa tốt đi ra. Nàng nhìn thấy Huy Dạ thì bị khi phụ, cơ hồ không do dự, đi lên phía trước, cầm lấy một kiện rộng lớn áo choàng cho Huy Dạ thì đắp lên. Nhìn đến Huy Dạ thì tóc đều bị cắt, nàng có chút tức giận, hỏi, chuyện gì xảy ra? Dù nói thế nào, Huy Dạ thì còn tại để tang đây. Những người này, làm sao như thế quá phận? Người kia là ai? Không nghĩ tới, Huy Dạ âm còn để mắt tới Khương Phi Linh, ngẩng lên cổ hỏi. Thị nữ một cái, Huy Dạ thì vội vàng nói. Nàng hoàn toàn rụt lại, hiển nhiên thật sợ đám người này. Thị nữ, vậy thì cùng chủ tử có nạn cùng chịu, đến, thì vừa mới cái kia, ba kiện bộ, cho thị nữ này cũng xứng phía trên, làm cho các nàng khóc thành một đoàn. Huy Dạ âm cười nói. Tiếng nói vừa ra, các nàng lại động thủ. Ngươi chạy mau, Huy Dạ thì vội vàng nói. Nàng cảm thấy gặp quỷ, trước kia nàng hận không thể Khương Phi Linh gặp nạn, có thể là lần trước Khương Phi Linh an ủi nàng nửa ngày quan hệ, hiện tại nàng phản ứng đầu tiên, lại là để Khương Phi Linh chạy trước. Các nàng cũng quá đáng. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ, nàng một tay lôi kéo Huy Dạ thì, trực tiếp lách mình. Đằng sau truy đuổi mà đến bọn nữ tử, đột nhiên va vào một cái vòng xoáy bên trong. Tốc độ biến đến rất chậm. Thì cái này nháy mắt, Khương Phi Linh thì chấn động ba cặp thiên chi dực, trực tiếp biến mất tại các nàng trước mắt. Ồ, còn có thể chạy à? Truy. Huy Dạ âm cảm giác nhận lấy khiêu khích. Một đám nữ nhân kêu gào đuổi theo, ngoài miệng còn đang chửi bậy, thanh âm vô cùng khó nghe. Bất quá, các nàng không nghĩ tới, thì cái này nháy mắt, Khương Phi Linh còn thật không thấy. Các nàng đuổi theo, căn bản không có tìm được người. Âm tỷ, tiếp tục điều tra sao? Không dùng, hôm nay vui đủ rồi, lần sau lại đến. Huy Dạ âm nói. Nàng biết Huy Nguyệt Kiếp muốn hiệu quả, trêu cợt người kỹ xảo ở chỗ, không muốn duy nhất một lần đem người ngược thảm, mà chính là lần lượt tăng cường, mà lại một mực không kết thúc. Dạng này, đối phương ngược lại càng thêm sụp đổ. Lời nói có đúng hay không quá mức điểm, đến cùng tại sao muốn khi dễ thi thi a? Nàng trước kia thẳng ngoan, có người không quá nhẫn tâm nói. Im miệng, nàng khiêu khích ta, Huy Dạ âm dã man nói. Tốt a. Ban đêm, Lý Thiên Mệnh theo Nguyệt Thần Điện trở về. Hắn vừa mới tiến đình viện, liền thấy Huy Dạ thì nằm sấp khóc đây. Khương Phi Linh ngồi tại bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt liền thấy nàng đầu hết, nhìn không được trêu ghẹo nói, u, đây là coi nhẹ hồng trần, xuống tóc làm ni cô a. Nghe nói như thế, Huy Dạ thì khóc đến càng thảm hơn. Đừng cười nàng, khiến người ta khi dễ, Khương Phi Linh nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh vừa tiếp cận đến, để Huy Dạ thì ngẩng đầu, không nghĩ tới, chợt nhìn thấy trên mặt nàng con rùa. Hắn phủ một tiếng, kém chút cười ra tiếng tới. May mắn liền vội vàng che. Qua, ngươi người này còn cười, ngươi có lương tâm sao? Huy Dạ thì tuyệt vọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng liền đem sự tình nói một lần. Có chút mạc danh kỳ diệu a, cùng ta có quan hệ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Là bởi vì ngươi trước mấy cái đánh Huy Nguyệt Dục. Không đúng, nàng và Huy Nguyệt Dục không quan hệ, nàng là Nguyệt Hà bà cháu gái. Huy Dạ thì nói. Cái kia là nguyên nhân gì? Không biết, nàng còn nói lần sau lại đến. Ta xong đời, Huy Dạ thì sụp đổ nói. Vậy ngươi trước khóc chút.
Lý Thiên Mệnh lôi kéo Khương Phi Linh, hai người về tới nội viện. Bên ngoài Huy Dạ Thi khóc đến càng vang dội. Nàng không có chuyện gì sao? Khương Phi Linh quay đầu nhìn mấy mắt hỏi. Không có việc gì, nàng người này khóc khóc liền tốt, đối phương cũng là đùa bỡn nàng, không thương tổn cùng căn bản. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nhìn chăm chú Khương Phi Linh, nói, Linh Nhi, người không sao chứ? Ta không có gì, hôm qua vừa tới cấp thứ hai, nhị cực thiên, cảnh giới, tuy nhiên đánh nhau không được, nhưng là đào mệnh, ta vẫn là có thể. Khương Phi Linh nói. Không tệ không tệ, bất quá, bất luận ngươi đào mệnh năng lực lợi hại hơn nữa, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Thiên Mệnh thân thủ một nắm, hung dữ nói ra. Khoác lác, ta muốn chạy, người cái gì đều không đụng tới. Ân, lời còn chưa nói hết, thì lọt vào Lý Thiên Mệnh nhất kích chí mệnh. Khuôn mặt nàng trong nháy mắt đỏ thấu, tiểu quyền quyền một trận đánh. Ta đi, người điểm nhẹ, người bây giờ quyền lực rất mạnh a. Lý Thiên Mệnh lồng ngực bị nện vang ầm ầm. Đáng đời ngươi, Khương Phi Linh quyết miệng nói. Hai người náo trong chốc lát, liền tại đình nghỉ mát phía trên ngồi xuống. Người đây, tình huống như thế nào? Khương Phi Linh hỏi. Những ngày này lại ma luyện một chút, Nguyệt Thần Điện hiệu dụng quá lớn, bổ sung rất nhiều, buổi tối hôm nay hấp thu một chút Nguyệt Tinh Nguyên, ta đoán chừng có thể tới 11 tầng tử kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Người tốc độ này, cũng quá nhanh. Khương Phi Linh tán thán nói. Đúng thế, chuyên nghiệp thăng cấp, già trẻ không gạt. Lý Thiên Mệnh nói. Chúng ta khiêm tốn một chút, người tiếp tục xông vào đạp thiên chi cảnh, cũng không có vấn đề. Khương Phi Linh nói. Ta toàn thân tâm thả ở chỗ này, Huy Dạ Thi muốn là lại bị khi phụ, người chiếu nhìn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu như vẫn là hôm nay nhóm người này, nàng muốn là ở lại bên cạnh ta mang nàng đào mệnh không có vấn đề. Ta vừa nói với nàng, để cho nàng đừng có chạy lung tung. Khương Phi Linh nói. Cái kia không sao, gia hỏa này sợ cực kỳ, tuyệt sẽ không rời đi ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh cần tốc độ cao nhất tăng lên chính mình, đi cứu Dạ Lăng Phong. Những thứ này việc nhỏ không đáng kể, hắn không rảnh quản. May mắn có Khương Phi Linh, có thể vì chính mình phân ưu. Mỗi đến ban đêm, Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, theo trên mặt đất xuất hiện. Lộ ra càng thêm rõ ràng. Hào quang màu bạc kia, sẽ chủ động hội tụ tại trong cơ thể con người. Linh Nhi, gần nhất liên quan tới hung thủ kia sự tình, nghe nói không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe nói, hắn giống như ngoại trừ Nguyệt Thần Thiên Thành, còn lại 7 cái Thiên Thành đều đi, giết hơn vạn cái Nguyệt Thần tộc, hiện tại bắt Nguyệt Thiên Thành toàn bộ phong bế. Đoán chừng không bắt được hắn, cũng sẽ không giải phong. Khương Phi Linh nói. Đây đều là Huy Dạ Thi nói cho nàng biết. Một cái đỉnh cấp cường giả, chỉ cần không rơi vào bẫy dập, coi như hy hoàng xuất mã, đều bắt không được. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nguyệt Thần tộc xác thực phiền phức. Ta hồi tưởng lại đêm hôm đó cảm giác, hôm nay lúc tu luyện, ta bỗng nhiên có một cái kỳ quái ý nghĩ. Ta nói ra, người không nên cười lời nói ta đột nhiên cảm giác được, người kia có điểm giống là quỷ thần nhất tộc Quỷ Hoàng Bồ Đề. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn, làm sao có thể? Hắn không phải tầng thứ tư sao? Cái kia là chính hắn thuyết pháp. Nhưng hắn không tiếp nổi Huy Nguyệt giận một chiêu, là thật. Khương Phi Linh suy tư nói. Đúng, nhưng cũng có thể cùng hắn mới từ 9 tầng địa ngục đi ra, không có Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng có quan hệ, thiên tinh luân yếu kém. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng là ta nghe nói, hắn tại những thành trì khác xuất thủ, càng ngày càng mạnh, có người phán đoán cảnh giới của hắn, đạt tới đạp thiên chi cảnh tầng thứ 10 trở lên, cái này quá cao. 9 tầng địa ngục như thế cằn cỗi, mà lại theo huyết nguyệt thiên hồn phía trên nhìn, hắn tổ tiên đều không có cảnh giới cao như vậy. Còn lại quỷ thần nhiều lắm là tầng thứ 3, sao có thể xuất hiện một cái mạnh như thế người. Nguyệt chi thần cảnh nơi này có vô số thượng thần thiên hồn, rất nhiều đều vượt qua đạp thiên chi cảnh, nhưng trước mắt nguyệt thần tộc đạp thiên cấp 10, đều không có mấy cái. Điều này nói rõ muốn siêu việt tổ tiên, vô cùng khó khăn. Khương Phi Linh não tử rất rõ ràng, phân tích nói. Ngươi những ý nghĩ này, ta đều nghĩ qua, nhưng chính là, trực giác nói cho ta biết, là hắn. Nói đến, việc này ta không có cách nào xác định, nếu như ta run lên chuyện này, Nguyệt Thần tộc chỉ sợ lập tức sẽ đi xuống, mặc kệ thật giả, đều đem cái kia 1 tỷ quỷ thần cho diệt vong, thế mà, dạng này hung thủ kia vẫn tồn tại, vẫn sẽ uy hiếp Nguyệt Thần tộc. Nếu như Nguyệt Thần tộc, cầm 1 tỷ quỷ thần áp chế, ép hắn tiến bẫy dập, giả thiết người kia thật là Bồ Đề, áp chế quá trình này.
Nguyệt thần tộc không có khả năng đem 1 tỷ quỷ thần, bắt đến Nguyệt chi thần cảnh đến áp chế, chiến trường kia liền sẽ tại Viêm Hoàng Đại Lục. Những người này ở đây chúng ta cái kia khai chiến, ít nhất phải tác động đến chúng ta mấy trăm triệu người, nhất định sẽ có vô số người vô tội chết đi, Nguyệt thần tộc cũng sẽ không quản sinh tử của chúng ta. Lý Thiên Mệnh trầm trọng nói. Cho nên, mặc kệ người này có phải hay không bồ đề, người cũng không thể nói lung tung, đúng hay không? Khương Phi Linh minh bạch ý tứ của hắn. Lý Thiên Mệnh suy tính rất chu đáo. Viêm Hoàng nhân tộc, hiện tại thật vất vả sinh tồn. Một khi đem chiến trường lại dẫn đi qua, bọn họ sẽ rất thảm. Đúng, bởi vì hiện tại bồ đề đau hận chính là Nguyệt thần tộc, Hiên Viên Đại Đế sớm qua đời, hắn muốn báo thù, chỉ có thể tìm Nguyệt thần tộc. Với hắn mà nói, hiện tại Viêm Hoàng nhân tộc, căn bản không tính là đối thủ, hắn chỗ lấy không động vào, cũng có thể là sợ bại lộ 1 tỷ quỷ thần. Chúng ta Viêm Hoàng nhân tộc, mới bởi vậy đạt được một đường sinh cơ. Đó là cái hiếm thấy thăng bằng. Đến mức Nguyệt thần tộc, chính bọn hắn cường giả như mây, ta giúp không là cái gì, ta duy nhất có thể làm, cũng là tại sự cân bằng này đánh vỡ trước đó, cầm giữ lời nói có trọng lượng, chí ít như bồ đề một dạng, làm cho Nguyệt thần tộc kiêng kỵ như vậy. Lý Thiên Mệnh phân tích nói. Ca ca, nói thành dạng này, người đã ngầm thừa nhận, hắn là bồ đề sao? Khương Phi Linh hỏi. Vẫn là trực giác, khó mà cân nhắc được. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười nói. Đối phương rất cẩn thận. Lý Thiên Mệnh đối toàn bộ tinh không hiểu rất ít. Nói không chừng, cũng là một cái tinh không chảy cướp đâu. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, suy đoán của ngươi có đạo lý, bởi vì theo động cơ nhìn lại, hung thủ hành động, phù hợp bồ đề tất cả động cơ, trọng yếu nhất chính là cái gì, ngươi biết không? Khương Phi Linh ánh mắt hơi hơi phát sáng. Cái gì? Cái thứ nhất chết người, là Liễu Y Chiếu, Huy Nguyệt Thành chết tối cường giả, là Huy Nguyệt Độ phu phụ. Những người khác chết, giống hay không là che giấu tai mắt người? Khương Phi Linh hỏi. Cái này là được rồi, mà lại hắn đêm đó giết Huy Nguyệt Độ, còn trở về tới tìm ta cùng Huy Dạ Thi. Hắn thậm chí muốn lập tức giết ta, chỉ là gặp phải Huy Nguyệt Thành phong bế. Đây hết thảy đều làm theo, duy nhất không nghĩ ra chính là, hắn vì cái gì, có thể mạnh đến loại trình độ này. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Cái này liền không hiểu được, người này thật sự là khủng bố. Khương Phi Linh có chút sợ hãi nói. Như thế nói đến, chúng ta tình cảnh so trong tưởng tượng nguy hiểm, bao quát của ta Thiên Mệnh Hoàng Triều, chỉ cần ta chết đi, mạng của tất cả mọi người vận, sẽ càng bấp bênh, bây giờ chỉ cần Tôn Thiên Sáng trói kết giới triệt tiêu, ta liền sẽ cực kỳ nguy hiểm. Ta còn giết bồ đề nhi tử, hắn nếu như biết rõ là ta giá họa, để Huy Nguyệt Độ bọn họ giết nhiều như vậy quỷ thần, nhất định sẽ hận ta tận xương. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Duy nhất phá cục chi pháp, cũng là nắm giữ giống như hắn thực lực. Khương Phi Linh nói. Đúng. Nguy cơ tứ phía. Lý Thiên Mệnh nắm tay của nàng. Việc này nghĩ thông suốt, tâm lý ngược lại thông thuận. Chí ít Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới vẫn còn, bồ đề thì không động được hắn. Nếu không, chỉ có thể lại lần nữa rời đi, ẩn tàng. Chỉ cần bồ đề không muốn để cho 1 tỷ quỷ thần chết, Thiên Mệnh Hoàng Triều tạm thời an toàn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần bảo trụ chính mình. 1 tỷ quỷ thần cùng Thiên Mệnh Hoàng Triều, là bồ đề cùng Lý Thiên Mệnh nhược điểm. Bọn họ đều không muốn để cho chiến trường, tác động đến đi đến nơi đó. Hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Đường không dễ đi lắm. Nhưng là, bọn họ niềm tin rất mạnh. Đúng vào lúc này, phía ngoài Huy Dạ Thi kêu rên một tiếng, tóc không có, ta không sống được, oa. 10 ngày sau. Lý Thiên Mệnh tại Nguyệt Thần Điện bên trong, đạt tới tầng 12 sinh kiếp. Khoảng cách đạp thiên chi cảnh, hắn cho rằng còn có 2 trọng. Nhưng là, tại Nguyệt chi thần cảnh người xem ra, gọi là nhất trọng. Xông vào, đến lớn nhất giai đoạn mấu chốt. Hung thủ còn tại Nguyệt chi thần cảnh giết người, Lý Thiên Mệnh còn tại bắt lấy hết thảy cơ hội, trèo lên trên. Địa ngục, thiên đạo luân hồi kiếm, thậm chí thần hồn thiên thư, đều tại kề vai sát cánh tu luyện. Gần nhất. Thần hồn thiên thư phía trên tiến bộ rất lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, lập tức liền có thể tới bước kế tiếp. Hắn đứng dậy, trở về Thi Vũ Cư. Mấy ngày nay, Huy Nguyệt Thành nữ vương, Huy Dạ Âm, tới tìm Huy Dạ Thi 3 lần. Nhưng, đều bị Khương Phi Linh, mang theo Huy Dạ Thi, sớm tránh qua, tránh né. Chỉ là không nghĩ tới. Một ngày này, Huy Dạ Âm mang tới mới thủ đoạn. Các nàng một đám người. Đem Thi Vũ Cư hết bao vây hết. Các vị đám tỷ tỷ, hôm nay có thứ này,
cam đoan hai người bọn họ đều trốn không thoát. Để cái này Huy Dạ Thi chạy ba lần, ta mặt mũi đều nhanh ném sạch sẽ. Hôm nay có nàng dễ chịu, ếch xanh chuẩn bị xong chưa? Chờ một lát, rót vào trong bụng của nàng, để cho nàng cả một đời không muốn ăn đồ vật. Đến mức cái kia tỷ nữ, to gan lớn mật, luôn vướng bận, một hồi bắt được nàng, trực tiếp làm thịt, vứt xác ra khỏi thành. Lần này, những người khác cũng không dám hỏi nàng, tại sao muốn khi dễ Huy Dạ Thi. Bởi vì, các nàng đều biết. Huy Dạ Âm, tức giận. Thi Vũ Cư, đình viện trong lương đình. Huy Dạ Thi ghé vào trên bàn đá, trên tay cầm lấy một cái gương đồng. Nàng xem thấy trong gương chính mình, thỉnh thoảng than thở. Đều nhiều ngày như vậy, làm sao mới dài ra như thế gật đầu phát, ta năm nào tháng nào mới có thể ra đi gặp người, oa. Nàng cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Đã đến giờ, muốn giúp người bó thuốc sao? Khương Phi Linh ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá, ôn nhu hỏi nàng. Đương nhiên muốn, đây chính là ta vất vả nghe được, sinh sôi bí phương. Khương Phi Linh đã giúp nàng, đem một vài kiếp văn linh túy cho mài tốt. Nàng móc ra cầm tại lòng bàn tay, đơn giản bóp nhẹ một chút, sau đó giúp Huy Dạ Thi, thoa lên trên đầu của nàng. Bởi vì thảo dược là xanh biếc, cho nên Huy Dạ Thi trên đỉnh đầu, xanh mơn mởn một mảnh. Thấy được nàng cái này buồn cười dáng vẻ, Khương Phi Linh nhịn không được cười lên. Làm gì, cười cái gì cười, Huy Dạ Thi quẫn bách nói. Muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên đầu nhất định phải mang một ít lục. Bình tĩnh, Khương Phi Linh vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Tốt ngươi cái thối nữ nhân, ta sớm muộn bóp nát ngươi. Huy Dạ Thi táo bạo nói. Không biết tự lượng sức mình, Khương Phi Linh nói. Hừ, Huy Dạ Thi hừ một tiếng, tiếp tục soi vào gương. Ta dựa vào, thật lục, nàng khóc không ra nước mắt. Nàng nằm ngửa tại trên bàn đá, chồng vó, sụp đổ nói, ta trong khoảng thời gian này, làm sao xui xẻo như vậy a? Từ khi đụng tới các ngươi bắt đầu, một chút thuận chuyện lợi đều không có. Oán trách nửa ngày, nàng gặp Khương Phi Linh còn đang cẩn thận giúp nàng chỉnh lý trên đầu kiếp văn linh túy, liền bĩu môi, nói, cảm ơn ngươi a, không cùng ta tính toán. Không cần khách khí, Khương Phi Linh nói. Trong khoảng thời gian này, Huy Dạ Thi không dám ra ngoài, còn để Khương Phi Linh bảo vệ mấy lần, trong nội tâm nàng quái không có ý tứ. Bởi vì Viêm Hoàng Đại Lục sự kiện kia, trong nội tâm nàng vẫn luôn hổ thẹn, cho nên đối Khương Phi Linh thái độ đã khá nhiều, hai người giống như là bằng hữu. Bó thuốc về sau, Khương Phi Linh đang chuẩn bị đi về tu hành. Đúng vào lúc này, lại có nguy cơ rất chí mạng, đột nhiên buông xuống. Nàng đột nhiên quay đầu, bất ngờ nhìn đến sân vườn bên ngoài, có một đạo dữ tợn huyết quang, mãnh liệt mà thô bạo, hướng về các nàng bay tới. Cái này cái gì? Huy Dạ Thi kêu lên một tiếng sợ hãi, từ trên bàn đá nhảy lên một cái. Bất thình lình đồ vật, mang tới uy hiếp quá lớn. Hai người bọn họ, rõ ràng chuẩn bị không đủ đầy đủ. Cái kia tựa như là máu me đầy đầu long, dài đến 10 mét trở lên, nhưng nhìn kỹ liền biết, đây không phải sinh linh, mà là một loại long hình dáng xiềng xích thần binh. Nó tựa như là có ý thức một dạng, trực tiếp chui đi vào, để mắt tới Huy Dạ Thi cùng Khương Phi Linh. Lấy tốc độ khủng khiếp chạy nhanh đến. Khương Phi Linh đã đi ra mấy bước. Nàng biến sắc. Nếu như nàng trực tiếp chạy, ngược lại là có thể đi ra. Nhưng, nàng vẫn là lựa chọn trở về kéo Huy Dạ Thi, dẫn đến phương diện tốc độ chậm một bước. Cái kia long hình xiềng xích tuy nhiên có 5 tháng gông xiềng giảm tốc, có thể hắn bản thân tốc độ quá nhanh, coi như giảm tốc cũng như huyễn ảnh. Mà lại, Khương Phi Linh có chút không nghĩ tới chính là cái kia thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm long hình xiềng xích mục tiêu, cũng không phải là Huy Dạ Thi, mà chính là chính nàng. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, nàng chấn không quyền vừa thi triển đi ra, long hình xiềng xích thì giống như rắn độc quấn quanh trên tay của nàng, sau đó mãnh liệt vung vẩy, phát ra âm thanh gào thét, trực tiếp cuộn tại Khương Phi Linh trên thân, trong nháy mắt, đem nàng toàn thân trói gô. Nhất là một đôi tay ngọc, tức thì bị đầu rồng cùng đuôi rồng cuốn lấy. Xì xì xì. Cái này rõ ràng là tương đương đỉnh phong thần vật, cái kia kiên cường bén nhọn xiềng xích, lập tức đâm vào Khương Phi Linh huyết nhục phía trên đó huyết sắc hỏa diễm, càng là bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng. Cái này khiến Khương Phi Linh kêu đau đớn một tiếng, nếu như không phải thể chất nàng đặc thù, chỉ sợ lúc này thời điểm, đã toàn thân cháy đen, thậm chí bị đốt thành than cốc. Bị bực này lực lượng kéo chặt lấy, coi như không chết, hiện tại cũng phá lệ khó chịu. Sắc mặt nàng hơi tái nhợt.
dùng hết toàn thân lực lượng đang giãy giụa, có thể vẫn không thể nào bật nát cái này long hình xiềng xích. Đang tức giận ở giữa, cặp mắt của nàng dần dần biến đến trắng loá, như là thành tường một dạng đường vân, mơ hồ tại trên da nổi lên, kẹp lại xiềng xích thiêu đốt. Ánh mắt của nàng tại hỗn loạn biến hóa bên trong, thỉnh thoảng yếu đuối, thỉnh thoảng khủng bố. Cái này, đây là kiếp ca ca, nguyệt hồn huyết long. Sao lại thế? Huy Dạ Thi một mặt kinh hoàng, nàng vội vàng tới, muốn trợ giúp Khương Phi Linh giật ra xiềng xích này, kết quả tay cầm đụng một cái, lập tức liền bị thiêu đến cháy đen. Cái này khiến Huy Dạ Thi lập tức gấp khóc, nghẹn ngào nói, như thế đau, làm sao bây giờ a? Đi tìm hắn. Khương Phi Linh cúi đầu, thanh âm biến đến có chút khàn khàn. Chịu đựng. Huy Dạ Thi vừa mới chuyển thân, bên ngoài cửa lớn liền đã bị đá văng. Áo đen tóc ngắn, như là cú mèo một dạng mạnh mẽ, khắp khuôn mặt là trêu tức Huy Dạ Âm, mang theo một đám tiểu tỉ muội từ bên ngoài nghênh ngang đi đến. Đều đừng đi, các người đi không được, Thi Thi, nghe nói người ưa thích mỹ thực, hôm nay tỉ tỉ cho người đưa ăn ngon tới. Trong tay nàng ném cái kế tiếp bao tải, trong bao bố chuyển đến oác oác thanh âm, đương ma túi mở ra thời điểm, bên trong từng cái màu đen ếch xanh nhảy ra ngoài. Cái này ếch xanh đều có nắm đấm lớn, rõ ràng là hung thú. Toàn thân đều là độc dịch, trên da tràn đầy vấn đề cùng bọc mủ, mười phần xấu xí. Phải từ từ nhấm nháp u, Huy Dạ Âm cười nói. Sau lưng nàng bọn tỉ muội nhìn đến đều phát run, chỉ có thể vụng trộm lấy ánh mắt thương hại, nhìn lấy Huy Dạ Thi. Nói thật, các nàng đồng tình Huy Dạ Thi, nàng không có phụ mẫu chỗ dựa, Huy Dạ Âm mới sẽ như thế trắng trợn. Chỉ là các nàng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Huy Dạ Âm tại sao muốn khi dễ nàng. Chỉ là cái tiểu muội mà thôi. Nhìn đến cái này, Hắc Huyết Hoa, Huy Dạ Thi mắt tối sầm lại, kém chút hoảng sợ ngất đi. Nàng ngược lại là đầy đủ sợ, trực tiếp cho Huy Dạ Âm quỳ xuống, dập đầu nói, âm tỷ, van cầu ngươi cho cái lời chắc chắn, ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi rồi. Ta nhất định đổi. Hiện tại liền cáo trạng phụ mẫu đều không có, nàng xác thực thật đáng thương. Không, ta liền muốn tìm không có cha mẹ, đồ cái việc vui, hì hì. Huy Dạ Âm nói. Lời này không thể nghi ngờ để Huy Dạ Thi tuyệt vọng. Nàng té ngồi trên mặt đất thời điểm, Huy Dạ Âm liền đã mệnh mọi người. Đè lại nàng, hướng trong miệng nàng nhét, không thể nuốt vào, muốn nhai kỹ nuốt chậm, hưởng thụ mỹ thực. Huy Dạ Âm nói. Bọn tỉ muội thè lưỡi, hơi có chút do dự. Một đám rác rưởi, không có ta cho các ngươi chống đỡ, các ngươi từ nhỏ đến lớn, cũng không biết sẽ để cho những nam nhân kia, khi dễ bao nhiêu lần, kém cỏi. Ta tự mình đến. Huy Dạ Âm cầm bốc lên một cái Hắc Huyết Hoa, mang theo chân của nó, hướng về Huy Dạ Thi đi tới. Huy Dạ Thi dọa đến liền bò mang lăn, hết lần này tới lần khác toàn thân bất lực. Mấy tên phế vật các ngươi, việc này không làm thành, các ngươi đi đem cái này tỷ nữ làm thịt rồi, một cái hạ nhân, lão xấu ta chuyện, không là muốn chết sao? Huy Dạ Âm bĩu môi nói. Vâng, so sánh tới nói. Nàng bọn tỉ muội cảm giác chuyện này tương đối đơn giản, cho nên mấy người, vọt thẳng lấy Khương Phi Linh mà đến. Một bên khác, Huy Dạ Âm ỉ vào cảnh giới cao Huy Dạ Thi tứ trọng, nàng trực tiếp đem Huy Dạ Thi cho sách lên, đè xuống nàng. Mặc kệ nàng giãy giụa cầu xin tha thứ, cười híp mắt đem Hắc Huyết Hoa, hướng cô nương bỏ vào trong miệng. Ở trước đó, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, đã có một cái tỉ muội, tay cầm trường kiếm cực nhanh tiến tới mà đi, cái kia lưỡi kiếm sắc bén. Hướng thẳng đến Khương Phi Linh trắng nõn trên cổ đâm đi lên. Một kiếm xuyên qua yết hầu. Một cái tỷ nữ, tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàn toàn không lo lắng. Chỉ là Huy Dạ Âm vạn vạn không nghĩ đến, làm cái này sắc bén mũi kiếm đâm vào Khương Phi Linh trên cổ thời điểm, vậy mà phát ra đinh một tiếng đâm vang. Nàng ngốc trệ xem xét, chỉ thấy Khương Phi Linh cái cổ trắng ngọc phía trên, tựa như là lấp kín bạch ngọc thành tường, bị đâm một kiếm, vậy mà không có không đấu vết. Càng đáng sợ chính là, trên người của nàng hiện ra, nói không rõ quỷ dị lực lượng. Đôi mắt kia bộc phát ra quang mang chói mắt, một cái tỷ nữ, đột nhiên thành nhìn xuống chúng sinh chân chính thần linh. Liền huyễn ma huyền công đều biến mất, Khương Phi Linh khôi phục dáng vẻ vốn có, đó là khiến người ta nhìn lên một cái, đều cả một đời khó có thể quên khuynh thế dung mạo. Có như vậy trong nháy mắt, mấy người các nàng đều mộng một chút. Đang lúc vây công người lui lại mấy bước thời điểm. Bên ngoài đình viện vừa vặn xông vào tới một người. Chính là từ Nguyệt Thần Điện trở về Lý Thiên Mệnh. Hắn liếc mắt liền thấy, Khương Phi Linh bị khốn trụ, kém chút bị giết,
càng nhìn đến Huy Dạ Thi bị đè lại, bị cho ăn ếch xanh. Bởi vì Huy Dạ Thi lão bị khi phụ, Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay, tâm lý đều có hỏa khí. Bây giờ còn chứng kiến Khương Phi Linh mạo hiểm, hắn lửa giận trong lòng, lập tức liền nổ. Khí huyết phía trên, Đông Hoàng kiếm trực tiếp rút. Oa, nhanh cứu lấy chúng ta. Nhìn đến hắn về sau, bị dọa phát sợ Huy Dạ Thi, như là thấy được ánh dạng đông. Khương Phi Linh bên này, cũng có biến hóa rất nhỏ. Vừa mới, thân thể của nàng đã tự động bay lên không trung, lúc này thời điểm lại độ rơi xuống, mà lại trong mắt nàng quang mang cũng đã biến mất, tựa hồ là đang muốn bạo phát thời điểm, khôi phục bộ dáng lúc trước, ánh mắt cũng biến thành thanh minh. Rất rõ ràng, vừa mới đoạn thời gian đó, nàng như là đánh mất trí nhớ, hoàn toàn không biết, nàng kém chút bị một kiếm xuyên qua yết hầu. Nàng bạo phát biến mất, đến mức Huy Dạ Âm các nàng coi là, vừa mới cái kia chính là một cái, phô trương thanh thế chướng nhãn pháp. Làm Khương Phi Linh một lần nữa bị, Nguyệt Hồn Huyết Long, trói buộc, hoàn toàn không tránh thoát thời điểm, Huy Dạ Âm mang trên mặt trêu tức nụ cười, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói. Vị này chính là chúng ta Huy Nguyệt Thành mới lên cấp đệ nhất thiên tài. Liền đạp thiên chi cảnh đều không có, tốt ý tứ dạng này tự phong. Nhìn đến ta khi nhục nữ nhân của ngươi, cảm thụ như thế nào? Liền hỏi ba câu, nàng thì cùng bãi cỏ hoang hào kiệt một dạng, một miếng nước bọt nôn trên mặt đất, gật gù đắc ý khinh bỉ nói. Ta nhổ vào, cho ta ca lau giày cũng không xứng đồ chơi, không biết trời cao đất rộng. Lý Thiên Mệnh chưa từng tự phong qua đệ nhất thiên tài. Ngược lại, tại đánh bại Huy Nguyệt Dục về sau, hắn càng biết điều hơn, ngoại trừ tu luyện, hắn đều không gặp được người. Hắn hiểu được, Huy Dạ Âm khi nhục Huy Dạ Thi, quả nhiên cùng mình có quan hệ. Lý Thiên Mệnh cái gì cũng không làm, nàng đều dung không được, nói rõ độ lượng thực sự quá nhỏ. Kỳ thật không dùng Huy Dạ Âm nói chuyện, hình ảnh như vậy, nhất là, Khương Phi Linh gặp chí mạng uy hiếp, đã đầy đủ để Lý Thiên Mệnh nổ tung. Hắn cùng Khương Phi Linh liếc nhau một cái. Nàng nước mắt rưng rưng, có chút hủy khuất, hiển nhiên vừa rồi kinh lịch sinh tử kinh hồn, tâm lý tất nhiên 10 phần sợ hãi. Lý Thiên Mệnh một câu đều không nói, hắn nắm Đông Hoàng kiếm, chuôi kiếm nện ở ngực, nhân hoàng long giáp đột nhiên bao trùm toàn thân. Phanh phanh phanh, hắn từng bước một bước ra, trong mắt quang mang dữ tợn. Quản đối thủ của hắn là nam nữ, chiến. Không chỉ là hắn, kỳ thật Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoàng cùng Tiên Tiên bọn họ 4 cái. Đều đã tức nổ tung. Cái này xú bà nương, dám khi dễ như vậy ta, tiểu nương thân, tức chết Tiên Tiên. Tiên Tiên tuy nhiên một ngày cho người ta đổi một cái xưng hô, nhưng nàng thiên nhiên thì ưa thích Khương Phi Linh. Nếu như không phải tu luyện, nó càng ưa thích ở tại Khương Phi Linh bên người. Liền ngủ Miêu Miêu, vừa nghe đến Linh Nhi bị khi phụ, nhất thời xù lông, nhảy dựng lên kêu lên, ai dám động đến Linh Nhi, bóp nát bọn họ trứng. Mèo đệ, các nàng không chứng. Huỳnh Hỏa giải thích nói. Miêu Miêu thấy rõ ràng, phẫn nộ không giảm, nói, cái kia để cho ta gãi nát mặt của các nàng. Xông lên a. Một người 4 thú nổi giận, quản đối thủ của hắn mấy người, trực tiếp tại cái này thi vũ cư khai chiến. Đầu tiên, Tiên Tiên cái kia khởi nguyên thế giới thụ, liền đem toàn bộ thi vũ cư đều khống chế tại chính mình phạm vi bên trong, đem tất cả đối thủ đều áp chế ở dưới cây. Đến tầng 12 sinh kiếp về sau, vô cùng tiếp cận đạp thiên chi cảnh. Kỳ thật liền bọn họ, đều đến gần vô hạn hoàn toàn mới thuế biến. Lý Thiên Mệnh phản ứng mãnh liệt, để Huy Dạ Âm ngây ngốc một chút, sau đó trong mắt hung quang chợt hiện. Ta ca để cho ta khi dễ thi thi, cũng là đối vị này khó chịu a. Người ngoài này còn dám động thủ với ta, vậy cũng đừng trách ta làm tàn hắn. Liền Huy Nguyệt Thành là địa bàn của ai cũng không biết. Huy Dạ Âm tức giận hung hãn, hướng về phía bọn tỉ muội nói, các ngươi tiếp tục, ta tới thu thập hắn. Huy Dạ Âm tuy nhiên so ra kém huynh trưởng, nhưng ở toàn bộ Huy Nguyệt Thành, cũng là gần với kiếp, nhân vật đứng đầu. Nàng vừa qua khỏi 40, tu luyện đến đạp thiên chi cảnh tầng thứ 3, tam nguyên thiên, cảnh giới. Huy Nguyệt gia tộc tiểu bối bên trong, luận thực lực xếp hạng thứ 2. Đến mức Lý Thiên Mệnh, chút thời gian trước hắn thì tự xưng là tầng 12 sinh kiếp, hiện tại vẫn là sinh kiếp, lại cũng không thành thần. Dựa theo đạo lý, bản lãnh của hắn, không thể lại biến hóa. Lúc trước nghiền ép Huy Nguyệt Dục, gia tộc tính ra hắn cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, có thể cùng nhị cực thiên cảnh giới chiến đấu. Loại trình độ này, Huy Dạ Âm 5 năm trước, liền có thể giải quyết. Nàng lười nhác dẫn xuất thức thần, chính diện thẳng hướng Lý Thiên Mệnh.
tỉ muội của nàng nhóm thì tiếp nhận, tiếp tục ức hiếp Huy Dạ Thi. Thậm chí, gặp Khương Phi Linh giống như bình thường, lập tức có người đến muốn mệnh của nàng. Tại lúc này khác, Huỳnh Hỏa Thi triển luyện ngục hỏa ảnh, Miêu Miêu thì lại lấy thiểm điện phong bạo giống như tốc độ, một trái một phải vượt qua Huy Dạ Âm, xông về đám kia nhiều lắm là đạp thiên đệ nhất giai Huy Nguyệt gia tộc nữ tử, trong đó còn có mấy cái cùng Huy Dạ Thi một dạng, là sinh tử kiếp cảnh. Có một nữ tử, lại lần nữa cầm kiếm muốn giết Khương Phi Linh, Huỳnh Hỏa lóe lên mà đến, Cửu Thiên Hung Hồn kiếm trận bao phủ mà lên, bạo loạn kiếm khí gào thét bên trong, chín con hung thú trực tiếp cắn lấy người kia cầm kiếm trên cánh tay, trực tiếp mệnh trung kiếp vòng. Hung mãnh thiên kiếp kiếm khí, đem cái kia một đầu nắm giữ bốn cái kiếp vòng cánh tay, tại chỗ xé rách. A! À, nữ tử kia kêu thảm một tiếng, máu tươi vẩy ra bên trong, nàng thức thần toàn bộ tiêu tán. Huỳnh Hỏa cái này hung hoành tư thế, trực tiếp đem Khương Phi Linh phụ cận nữ tử dọa lùi. Nó phế đi ta thức thần. Trong lúc nhất thời, tiếng rít chói tai vang lên. Một cái phụ thuộc, dám phế chúng ta Nguyệt Thần tộc kiếp vòng, chết chắc. Ngươi nhất định phải chết. Không chỉ là Huy Nguyệt Thành, còn lại Nguyệt Thần tộc địa bàn, tỷ như Lý Thiên Mệnh loại này, con rể cũng không quá dám ngỗ nghịch Nguyệt Thần tộc, chớ nói chi là tại chỗ diệt thức thần. Chính vì vậy, các nàng mới khó có thể tin. Làm thịt hắn cộng sinh thú, đừng lo lắng. Huy Dạ Âm nhìn thấy màn này, nàng, nữ vương, địa vị nhận lấy khiêu khích, hỏa khí cùng sát tâm tất cả lên. Cùng một chỗ động thủ. Hết thảy 7-8 cái nữ, chia làm hai tổ, mỗi người dẫn xuất thức thần. Một nửa đối phó Huỳnh Hỏa, một nửa đối phó Miêu Miêu. Miêu Miêu đã đem Huy Dạ Thi bảo vệ xuống dưới, đem nàng ném tới Khương Phi Linh bên cạnh, sau đó tại chỗ hóa thành to lớn đế ma hỗn độn, toàn thân màu đen lôi đình nổ tung, một đôi hung hãn hai mắt, nhìn chằm chằm cái này mấy chục cái thức thần. Cùng lúc đó, tiên tiên thánh quang đằng mạn cùng phệ huyết kiếm vũ trợ giúp mà đến. Nó có thể càng tức giận, cái này hai đại sát chiêu, trực tiếp nhắm ngay cái này mười mấy cái thức thần, quất, bạo sát mà đi. Trong lúc nhất thời, vô số cành lá, dây leo bốn phía bay múa, đem thi vũ cư kiến trúc đánh cho ầm vang sụp đổ, dẫn phát ra động tĩnh khổng lồ. Bên này chiến đấu, đã khiến cho không ít người chú ý. Bất quá, bởi vì liên lụy đến tộc vương nữ nhi, cho nên tạm thời không ai ngăn cản. Chỉ là tiên tiên, Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu ba cái, đều áp chế này một đám, bao quát bốn cái đạp thiên chi cảnh ở bên trong tám người. Dưới sự phẫn nộ bọn họ, động thủ không chút khách khí. Tiên tiên tại khống chế đối phương thức thần phát huy, Miêu Miêu lấy hồn thiên điện ngục, hỗn độn thiên kiếp các loại thần thông oanh tạc. Huỳnh Hỏa thì giết tiến đám người, lấy nhỏ bé thân thể, cánh sở hướng, đều tại phun huyết. Không đánh như tử các ngươi, còn cho là chúng ta dễ khi dễ. Tiên tiên nghiến răng nghiến lợi, lúc nói chuyện, Mạn Châu Sa Hoa kiếm hình cánh hoa, hình thành phệ huyết kiếm vũ, hung hăng đâm vào thức thần phía trên. Tuy nhiên không thể hút máu, lại có thể dẫn phát nổ tung. Loại này bạo phát cũng có thể dẫn phát thức thần bị thương, linh thể bị hao tổn, chiến đấu lực hạ xuống. Cái này đại hỗn chiến tràng diện tuy nhiên loạn, có thể rất rõ ràng, Huỳnh Hỏa bọn họ đã để những người này, trong lòng sinh sinh sợ hãi. Các nàng chỉ có thể trông cậy vào, Huy Dạ Âm mau lại đây trợ giúp các nàng. Dù sao, Huy Dạ Âm là tam nguyên thiên cảnh giới, một cái liền có thể đơn đấu các nàng toàn bộ. Như các nàng nghĩ như vậy, Huy Dạ Âm đã sớm cùng Chấn Nộ Lý Thiên Mệnh, trùng sát ở cùng nhau. Lý Thiên Mệnh bên người, còn thừa lại Thái Cực Hồng Mông Quỷ Long Lam Hoang. Gia hỏa này hình thể to lớn, chính là Huy Nguyệt Thành nhất đẳng cự thú. Huy Dạ Âm thức thần sinh ra về sau, tiếp cận có 200 mét cao, như là lăng tiêu cự nhân, nhưng là tại Lam Hoang trước mặt, vẫn có chút không đáng chú ý. Lý Thiên Mệnh đang đứng tại Lam Hoang đầu rồng phía trên, tại Lam Hoang hai đại long thủ phát ra chấn thiên long hống, cùng Huy Dạ Âm thức thần chém giết thời điểm, Lý Thiên Mệnh cũng tinh chuẩn tìm được Huy Dạ Âm. Không thể không nói. Huy Dạ Âm người này tuy nhiên làm càn, nhưng nàng xác thực có càn rỡ tư bản. Tộc vương một mạch truyền thừa, đạp thiên tầng thứ ba tu vi, so Huy Nguyệt Dục, Huy Nguyệt Giận những người này, cường đại thực sự nhiều lắm. Mà lại, nàng cũng là lục kiếp thiên phú. Ngoại trừ trên cánh tay phải có tháng năm giữa trời bên ngoài, cánh tay trái trong lòng bàn tay, còn có một cái ngân sắc trăng sáng. Lục Nguyệt Lăng Tiêu. Đang xuất thủ thời khắc, nàng dẫn xuất sáu đại thức thần. Trong lúc nhất thời, sáu cái màu sắc rực rỡ cự nhân đằng không mà lên, nằm ngang ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Cái này sáu cái màu sắc rực rỡ cự nhân, nắm giữ khỏe mạnh thân thể,
10 phần khôi ngô thô bạo, thế mà đầu nó lại là đầu hươu. Cái kia đầu hươu phía trên nắm giữ 6 loại sắc thái quang mang vần quanh, chói mắt nhất chính là trên đỉnh đầu, cái kia như nhánh cây một dạng to lớn lộc giác. Nói thật, bọn họ thức thần, nếu là có giới tính đặc thù, bởi vì thức thần là địa hồn biến hóa, cho nên tại tính đừng tiến lên, khẳng định cùng bản thể giống nhau. Thế mà, thư lộc cũng không có dạng này lộc giác. Điều này nói rõ huy dạ âm dã man như thế, cùng nàng địa hồn vì nam tính, có nhất định quan hệ. Đó là cái khác hiện tượng, chỉ có thể nói rõ này tính cách lý do. Cái này, lục thải thần lộc, thức thần, mặc kệ hùng con mái, chiến đấu lực không có khác biệt lớn. Chỉ là thứ nhất mắt, liền để Lý Thiên Mệnh cảm giác, huy dạ âm người này nhất là cương mãnh. Nàng tất cả thức thần, đều giống như nàng, tay cầm hai thanh binh khí, đều là nhất đao nhất kiếm. Đao là rất nhỏ đao, trên thực tế cùng kiếm không có khác biệt lớn. Hai thanh thần vật, theo thứ tự là Tuyết Nguyệt Tâm kiếm cùng Phong Nguyệt Thiên đao. Tại lục thải thần lộc huy diệu phía dưới, huy dạ âm trên thân cũng lóng lánh ánh sáng rực rỡ mang, để cho nàng như là thành chiến thần một dạng tồn tại. Cái gì A Miêu A Cẩu, cũng có thể tại chúng ta huy nguyệt thành dương oai rồi. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương, nhìn xem chính mình có bao nhiêu cân lượng, một cái tiểu hài tử, biết cái gì gọi là xã hội đánh đập A. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh cái này dáng vẻ phẫn nộ, huy dạ âm chỉ muốn bật cười, người bộ dáng này, người không biết, còn tưởng rằng ta đoạt xương cốt của người ăn đâu. Đáp lại nàng, là Lý Thiên Mệnh cùng Lam Hoang liên thủ. Ong ong ong. Lam Hoang thi triển thần thông hồng mông ma bàn, cuốn lên vô số phá nát kiến trúc cùng bùn đất, hóa thành ma bàn đánh tới huy dạ âm. Cái kia lục thải thần lộc cương mãnh vô song, toàn bộ trầm xuống, ngăn tại huy dạ âm trước người. Trong lúc nhất thời đao kiếm tương giao, toàn bộ bổ vào Lam Hoang trên thân. Lam Hoang thiên trọng tinh hoàn vừa mở, hoàn toàn thành cao tốc xoay tròn rảo sát máy móc. Nó mạnh nhất cũng là loại này đập vào năng lực, thì cái này thứ vừa đối mặt. Sáu cái sáu màu thần lộc toàn lực chặt chém, vậy mà đều không có ngăn trở nó. Ầm ầm, một tiếng chấn thiên bạo hưởng. Tại Lam Hoang va chạm phía dưới, lục thải thần lộc bị đụng đến liên tiếp lui về phía sau, toàn bộ áp hướng về phía huy dạ âm thân thể. Nhìn ta đem các ngươi húc bay. Lam Hoang gào thét. Lam Hoang nhớ lại chính mình cùng thái cổ tà ma chơi game hình ảnh, nhất thời hào hứng bạo khởi. Ánh mắt nó cuồng nhiệt, đình chỉ cuốn lên. Hùng tráng long chảo đè xuống đất, một đôi đầu rồng đột nhiên một đỉnh, đem trước mắt hai đầu lục thải thần lộc cho đỉnh bay lên trời, kém chút theo huy dạ âm trên thân vãi ra. Cộng sinh thú so với thức thần như thế nào? Lam Hoang lấy một địch sáu. Đương 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 đương. Những cái kia thức thần quyền đấm cước đá, đao kiếm bổ vào trên người của nó, có xuyên thấu thiên trọng tinh hoàn, bổ vào Lam Hoang trên thân, cũng có thể xé rách ra vết máu. Có thể mấu chốt là gia hỏa này chỉ muốn đánh nhau. Hưng phấn phía dưới, tự động xem nhẹ đau đớn. Chỉ muốn đối phương một lần chặt bất tử nó trên thân thanh linh tháp lập tức liền có thể chữa trị huyết nhục thương thế. Thanh linh tháp hiệu dụng, lại lần nữa tại Lam Hoang trên thân phát huy đến cực hạn, để nó hoàn toàn biến thành Lý Thiên Mệnh siêu cấp đại thuẫn, vì hắn kháng trụ đối phương thức thần tiến công. Ngay tại Lam Hoang húc bay hai đại lục thải thần lộc thời điểm, Lý Thiên Mệnh tại cái này trong khe hở, xuyên qua Lam Hoang hai đầu ở giữa. Đột nhiên xuất hiện ở huy dạ âm trước mắt. Lúc này thời điểm, huy dạ âm đã để Lam Hoang dũng mãnh, cả kinh nhíu chặt mày lên. Từ nhỏ đến lớn ai cũng nói cho nàng, bản nguyên thú tộc cũng là ngu xuẩn phế vật. Ai biết, chánh thức đánh lên, nắm giữ chánh thức thực thể, nhục thân cùng thần thông bọn họ, hung mãnh thành dạng này. Chớ nói chi là huỳnh hỏa, liền thức thần ưu thế lớn nhất chiến quyết, đều phát huy ra. Thức thần thi triển chiến quyết, căn bản không dùng tu luyện. Chỉ là bản thể chiến đấu lực phóng đại. Cho nên so sánh tới nói, cái kia lục thải thần lộc thủ đoạn, xác thực càng huyền ảo hơn, nhạy bén, hắn đao kiếm tăng theo cấp số cộng, đối Lam Hoang uy hiếp to lớn. Đây là thức thần ưu thế. Mà lại, thức thần số lượng, thường thường càng nhiều, tỉ như huy dạ âm có 6 cái. Bị Lam Hoang húc bay 2 cái, còn lại 2 cái còn có thể chống đỡ được Lam Hoang, liền còn có 2 cái lục thải thần lộc. Quay người cùng huy dạ âm cùng một chỗ vây giết Lý Thiên Mệnh. Chỉ bất quá lúc này thời điểm, thì vũ cư trên mặt đất, đột nhiên duỗi ra vô số sợi rễ, đem hai đầu lục thải thần lộc quấn quanh, sau đó trực tiếp kéo đến áp trên mặt đất. Tiên tiên trợ giúp đến đây. Cái này khiến huy dạ âm hoàn toàn không có trợ giúp, trực diện người mặc nhân hoàng long giáp Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm, toàn bộ thì vũ cư, cơ hồ đều bị hủy diệt.
Lý Thiên Mệnh cường thế, lần nữa để Huy Dạ Âm nhíu mày. Nàng ý thức được cái này lại là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, tâm lý quyết tâm, trên tay kiếm thế biến đổi, cơ hồ có thể cùng Lý Thiên Mệnh một dạng, đồng thời thi triển kiếm quyết. Tuyết Nguyệt Tâm Kiếm, Hàn Tinh Minh Kiếm Thuật, Phong Nguyệt Thiên Đao, Lục Nguyệt Cuồng Đao Quyết. Nhất kiếm nhất đao, xen lẫn mà đến. Hàn Tinh Minh Kiếm Thuật, một kiếm như băng lam tinh mang, rất nhỏ, nhưng lại rất chí mạng, khóa chặt Lý Thiên Mệnh, lạnh cả người. Đây là nhất kích tất sát kiếm thuật. Lục Nguyệt Cuồng Đao Quyết, đây mới là Huy Dạ Âm bản sắc. Một đao kia từ tay phải thi triển, thẳng thắn thoải mái, dưới một đao, toàn thân tinh luân nguyên lực, kéo thành sáu mặt trăng, mỗi một vầng trăng đều là vô số đao cương, hướng về Lý Thiên Mệnh điên cuồng chặt chém mà đến. Nàng Lục Thải Thần Lộc, chính là thi triển hai loại chiến quyết, đã nhận lấy Lam Hoang ngay từ đầu đập vào, lúc này thời điểm phản công cực kỳ hung mãnh. Cái kia bị tiên tiên cuốn lấy hai đầu Lục Thải Thần Lộc, cũng gầm thét chém nứt màu đen sợi rễ, một lần nữa gia nhập chiến trường. Chết đi! Huy Dạ Âm đều lên sát cơ. Nàng biết, người vây xem đã rất nhiều. Nếu như nàng khống không ngừng, khả năng có người sẽ cứu Lý Thiên Mệnh. Nhưng nàng không quan trọng, bị dạng này khiêu khích, tối thiểu nhất, nàng muốn biểu hiện ra giết người tư thái, mới không coi là mất mặt. Lúc này thời điểm, nó tối thiểu có bốn đầu Lục Thải Thần Lộc khôi phục chiến đấu lực, toàn bộ thi triển hai đại chiến quyết. Vô số kiếm khí đao cương, cơ hồ đem Lý Thiên Mệnh chìm ngập. Mà lại lúc này thời điểm, cái này sáu đầu Lục Thải Thần Lộc, trên thân lục sắc quang mang lập lòe, làm những ánh sáng này đụng vào nhau thời điểm, vậy mà phát ra âm thanh chói tai. Thanh âm, hóa thành thực chất quang mang, hướng về Lý Thiên Mệnh đầu đâm xuyên mà đến. Loại thủ đoạn này, rõ ràng cũng không phải là chiến quyết, ngược lại cùng loại thần thông. Đây chính là, đạo kiếp là một loại cùng loại thần thông thủ đoạn, chỉ có mệnh kiếp nhất tộc thức thần mới có, vượt qua 5 cái kiếp vòng, mới có thể giác tỉnh, đạo kiếp, mỗi người thức thần, chỉ có thể sẽ có một loại đạo kiếp uy lực sẽ theo thức thần mạnh lên mà cường đại, là thức thần căn bản một trong thủ đoạn. Huy Dạ Âm, thức thần đạo kiếp, tên là Lục Sắc Thần Âm. Thức thần đạo kiếp rất khó giác tỉnh, cho nên 95% nguyệt thần tộc đều không có. Nhưng, một khi giác tỉnh, uy lực rất có thể nhìn. Cái này cũng là thức thần tu luyện giả rất tự tin nguyên nhân. Thức thần tu luyện nhanh, số lượng nhiều, có thể thi triển chiến quyết, còn có cùng loại thần thông thủ đoạn, đạo kiếp. Tuy nhiên chỉ có một đạo, nhưng cũng đủ rồi. Lý Thiên Mệnh bản thân trải nghiệm, thức thần cái này hệ thống tu luyện, xác thực có rất nhiều sở trường. Nhưng là, luận thần thông, cộng sinh thú vẫn là cường. Làm cái này Lục Sắc Thần Âm, hướng về Lý Thiên Mệnh gào thét mà đến thời điểm, Lam Hoang đột nhiên ngẩng đầu, một tiếng gào rú. Hồng Mông Âm Ba chấn động, ngưng kết thành một chùm. Lấy thanh âm phá thanh âm, đâm vào Lục Sắc Thần Âm phía trên. Dù là cái kia Lục Sắc Thần Âm đều ngưng kết thành thực chất, lúc này thời điểm đều cho Hồng Mông Âm Ba va nát. Thái cổ hỗn độn cự thú thần thông, hoàn toàn tan rã thức thần đạo kiếp. Lục Sắc Thần Âm một phá, càng là Lý Thiên Mệnh lúc bộc phát khắc. Bởi vì, Miu Miu đã giải quyết đối thủ, lấy đế ma hỗn độn xông vào chiến trường, trực tiếp cắn lấy một đầu Lục Thải Thần Lộc trên cổ. Nó đồng thời lấy, Vạn Cực Điện Võng, thần thông, cuốn lấy một đầu khác thức thần, lấy một địch hai. Nó Địa Ngục Truy Hồn Điện thần thông, càng là cực nhanh tiến tới mà đi, trực tiếp đâm vào Huy Dạ Âm thân thể, để hắn thân thể lôi đình nổ tung. Cái kia tia chớp màu đỏ ngòm tuôn hướng đao kiếm của nàng, vô cùng ảnh hưởng chiêu kiếm của nàng. Cùng lúc đó, tiên tiên thánh quang đằng mạn cũng gào thét mà đến. Nó lần này chẳng những cuốn lấy hai đầu Lục Thải Thần Lộc, càng đem hắn quất đến nghẹn ngào kêu khóc. Lớn nhất lúc nổ, tiên tiên thậm chí đem cái kia Lục Thải Thần Lộc một cái cánh tay, trực tiếp cho kéo đứt. Không có thức thần, Huy Dạ Âm lực sát thương, chỉ ít giảm xuống 2/3. Bất quá, nàng có thể tự hào. Bởi vì, đối phó nàng, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn dùng tam đại cộng sinh thú. Bên kia chỉ để lại Huỳnh Hỏa chống đỡ chàng bảo hộ. Bây giờ Miu Miu, Lam Hoàng cùng tiên tiên, toàn diện áp chế Huy Dạ Âm 6 đại thức thần. Lý Thiên Mệnh cũng sớm đã thi triển, Lục Đạo Sinh Tử Kiếm Quyết thứ 5 kiếm, Địa Ngục Luân Hồi Kiếm, cùng Huy Dạ Âm giết ở cùng nhau. Song kiếm nơi tay, thập bát trọng Địa Ngục Luân Hồi. Hỏa diễm, hàn băng, lôi đình, gió bão, còn có biển máu, oan hồn cùng ác quỷ, vô số gào khóc thảm thiết cùng đầy trời mưa máu, hội tụ tại trên song kiếm. Lúc này thời điểm Lý Thiên Mệnh, hung ác như ma.
cười người chớ vội cười lâu. Nguyên nhân gì, đều không trọng yếu. Nàng muốn giết Khương Phi Linh, thì đầy đủ để Lý Thiên Mệnh nổi giận. Không có thức thần bảo hộ, Huy Dạ Âm hoàn toàn bị hắn vòng xoáy địa ngục vây quanh. Mở mắt ra, nhìn xem ai mạnh hơn. Hắn gần nhất tiến bộ hung mãnh như vậy, chính là vì ở lúc mấu chốt, có thể chính mình chúa tể tánh mạng. Sinh tử kiếp cảnh, đánh bại đạp thiên đệ nhất giai, còn chưa đủ nổ tung. Như vậy, đánh bại tầng thứ ba, tam nguyên thiên đâu. Tại một tiếng gầm nhẹ bên trong, nhân hoàng long giáp lập lòe dưới, Lý Thiên Mệnh cùng Huy Dạ Âm đao kiếm tương giao. Song phương đều có hai đại binh khí, dứt bỏ thức thần cùng cộng sinh thú, đỉnh phong quyết đấu. Thế mà, Huy Dạ Âm vẫn là chúng địa ngục truy hồn điện. Nàng xuất thủ, nhận lấy Miêu Miêu thần thông ảnh hưởng, đã trình độ nhất định biến hình. Đương đương đương. Tại Lý Thiên Mệnh bạo loạn áp chế dưới, Huy Dạ Âm nhíu mày ở giữa, toàn diện sụp đổ. A! Nàng rít lên một tiếng, muốn áp chế Lý Thiên Mệnh, không biết sao Lý Thiên Mệnh địa ngục luân hồi kiếm, quả thực như là đại hải thủy triều. Dù là nàng thiên tinh luân chi lực hung mãnh hơn nữa, đều bị đâm đến thất điên bát đảo. Làm kiếm chiêu sụp đổ, lực lượng bị áp chế thời khắc, Lý Thiên Mệnh một kiếm xuyên thủng kiếm ảnh của nàng, xuyên thấu mà đến. Phốc phốc, màu đen đông hoàng kiếm, đâm xuyên qua bụng của nàng. Kiếm nhận nhuốm máu. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh là có thể làm thịt nàng. Chỉ là, nàng dù sao cũng là tộc vương chi nữ. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên phẫn nộ, nhưng còn có lý trí. Hắn biết nắm chắc một cái độ, có thể hung hăng trừng trị đối phương, lại có thể bảo mệnh. Bị một kiếm xuyên thấu, Huy Dạ Âm kêu thảm một tiếng, đao kiếm trực tiếp phung bay ra ngoài. Nàng còn muốn giận mắng, hoàn thủ, kết quả Lý Thiên Mệnh kim sắc đông hoàng kiếm hất lên, đập vào trên mặt của nàng, trực tiếp đánh cho nàng hàm răng đều bay ra ngoài. Trường kiếm kia đột nhiên biến hóa, càng đem Huy Dạ Âm một đầu tóc ngắn, toàn bộ tước bay. Tiếp đó, kiếm khí kia như ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, còn tại Huy Dạ Âm trên mặt, vẽ lên một cái con rùa. Ngươi! Huy Dạ Âm giận đến nổ tung, không biết sao trong bụng kịch liệt đau nhức. Đến đạp thiên chi cảnh, không có thánh cung, xuyên thủng đan điền, không đạt được phế nhân hiệu quả, Huy Dạ Âm dưỡng thương liền có thể khôi phục. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh lại vào lúc này, đem đại lượng, đế quân kiếm ngục, tràn vào thân thể của đối phương bên trong. Bây giờ hắn đối đế quân kiếm ngục trưởng khống càng tốt hơn, toàn bộ ẩn nặc tại thân thể của đối phương bên trong, có thể không phát làm. Một phát tác, liền có thể muốn Huy Dạ Âm tánh mạng. Cút đi nhé! Huy Dạ Âm còn không có mắng ra miệng, Lý Thiên Mệnh quất ra đông hoàng kiếm, một chân đá vào trên mặt của nàng, đem đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn quay người cùng Miêu Miêu bọn họ cùng một chỗ, công kích Huy Dạ Âm lục thải thần lộc. Chỉ cần Huy Dạ Âm không thu hồi đi, bọn họ liền có thể xé rách những thứ này thức thần. Kể từ đó, nàng muốn khôi phục thức thần, đều phải một hai tháng. Phốc phốc phốc! Tại Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu phối hợp xuống, con thứ nhất lục thải thần lộc, bị xé nứt thành phấn vụn. Huy Dạ Âm vừa đứng lên, liền tròn mắt tận nứt. Muốn chết! Trong nội tâm nàng đã sinh ra nhất định hoảng sợ, biết mình đánh không lại, chỉ có thể nhanh chóng thu hồi còn lại thức thần dừng tổn hại. Lục thải thần lộc trở về, chiến đấu kết thúc. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, mà ở trước mặt hắn, Huy Dạ Âm máu me khắp người, nàng bưng bít lấy bụng dưới, sắc mặt trắng bệch, đầu chọc, trên mặt con rùa như thế lóa mắt. Thậm chí miệng đầy là huyết. Nôn! Nàng lại nhổ một ngụm, lộ ra càng thêm chật vật. Khuôn mặt đã hoàn toàn bóp méo. Trận chiến đấu này, quá nhiều người thấy được. Đến mức, bọn họ đều lâm vào so với lần trước, càng lớn trong rung động. Sinh tử kiếp cảnh, để một cái cộng sinh thú, đều đánh tan đạp thiên tầng thứ ba. Phải biết, đạp thiên chi cảnh mỗi một giai, vậy cũng là khoảng cách cực lớn, chỉ ở giữa chênh lệch, so cùng cảnh giới sinh kiếp cùng tử kiếp ở giữa, lớn hơn. Huy Dạ Âm bị đánh cho hồ đồ. Tại chỗ rất nhiều nguyệt thần tộc, đồng dạng có chút mộng. Chỉ có một người cười. Cái kia chính là, kiếp. Hắn ngay từ đầu ngay tại. Nguyệt hồn huyết long, cũng là hắn tại trưởng khống. Hắn chỗ lấy cười, chỗ lấy thoải mái, là bởi vì. Hắn muốn kẻ chết thay, cũng là Lý Thiên Mệnh loại này, có một không hai tuyệt thế thiên tài. Không dung động Huy Nguyệt Thành, làm sao có thể để Hy Hoàng bệ hạ, trái tim loạn chiến đâu. Bởi vì hung thủ quan hệ, Huy Nguyệt Thành toàn thể Nguyệt thần tộc, đối bên trong thành chiến đấu 10 phần mẫn cảm.
đồng dạng đệ tử lại luận bàn chiến đấu, có chuyên môn trường hợp. Thì vũ cư chính là khu cư trú, vì bảo hộ ở lại hoàn cảnh, bên này đồng dạng cấm đoán tranh đấu. Sau đó, làm bên này truyền đến rất đại động tĩnh, toàn bộ thi vũ cư cơ hồ đều bị san bằng thời điểm, chiến đấu tuy nhiên tiếp tục đoạn nhỏ thời gian, lại đưa tới rất nhiều tháng thần tộc. Bọn họ tận mắt chứng kiến, rõ ràng còn là sinh tử kiếp cảnh Lý Thiên Mệnh, đem tộc vương chi nữ, Huy Dạ Âm, đánh tan. Hơn nữa, còn là tại Huỳnh Hỏa, không có đối Huy Dạ Âm xuất thủ tình huống dưới. 17 tuổi, thật sự là thần. Huy Dạ Âm tối thiểu so với nàng năm thứ nhất đại học nửa. Nghe nói hắn đến từ giếng hồn sơn, trước kia tài nguyên tu luyện thiếu thốn, lại có thể cầm giữ có tu vi như thế, quả thực tính toán kỳ tích a. Người này sẽ không phải là, trật tự chi địa, đại nhân vật con nối dõi, lưu lạc đến chúng ta Nguyệt chi thần cảnh a. Nguyệt thần tộc mặc kệ già trẻ nam nữ, đều vì này mà kinh thán. Đứa nhỏ này là chúng ta Huy Nguyệt gia tộc con rể, coi như chúng ta tự nhiên kiếm được. Thật nghĩ nhanh điểm về sau 10 năm. Xem hắn còn có thể sáng chế cái gì kỳ tích tới. Đây cũng là hiện tại Nguyệt thần tộc, đối Lý Thiên Mệnh phổ biến cái nhìn. Huy Dạ Âm tại sao cùng hắn đấu nhau? Không biết, nhưng nhà đầu này khi nam phách nữ quen thuộc, tộc phương lại phá lệ yêu thương nàng, đoán chừng nhìn Lý Thiên Mệnh không vừa mắt đi. Cái này đều khi dễ tới cửa, ai đúng ai sai, vừa xem hiểu ngay. Có điều, Huy Dạ Âm dù sao cũng là tộc phương nữ nhi, Lý Thiên Mệnh chẳng những đánh bại nàng. Còn làm nhục như vậy, hắn dù sao xuất thân thấp hèn, ta đoán chừng tộc vương một mạch người, có thể sẽ có ý kiến. Chính khi bọn hắn trò chuyện tới đây thời điểm, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một người nam tử, xông vào thi vũ cư. Hắn trực tiếp đối Lý Thiên Mệnh đối thủ. Lý Thiên Mệnh vừa đánh tan Huy Dạ Âm, chính buộc nàng giải khai, Nguyệt hồn huyết long. Chỉ là, Huy Dạ Âm tuy nhiên chiến bại, nhưng vẫn vênh vang đắc ý, đối Lý Thiên Mệnh nói hung ác. Thả người sự tình. Nàng không thèm để ý. Hiện tại ăn nhờ ở đậu, vì mạng sống cùng trưởng thành, loại này biệt khuất nhất định phải thụ lấy. Lý Thiên Mệnh liền trực tiếp dẫn theo, Đông Hoàng Kiếm, đi tới Khương Phi Linh trước mắt. Nhìn lấy cái này huyết sắc xiềng xích quấn quanh ở trên da rẻ của nàng, huyết hỏa tiếp tục bị bỏng, nếu như không phải Khương Phi Linh ra thịt, hiện ra, bạch ngọc thành tường, trạng thái, đoán chừng sớm đã bị đốt thành than cốc. Ngay cả như vậy, nàng vẫn còn có chút đau đớn. Nhưng lại cắn răng chịu đựng, chính là sợ Lý Thiên Mệnh yêu thương nàng, mất lý trí, ra tay ác hơn. Nói cho cùng, đây đều là Huy Nguyệt gia tộc địa bàn. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào một đứa cô nhi Huy Dạ Thi, mãi mãi cũng là người ngoài. Hắn ở chỗ này, cũng là nắm chặt thời gian, trộm phát dục. Ta dùng Đông Hoàng Kiếm, nhìn có thể hay không bổ ra. Một chút nhẫn một chút, Lý Thiên Mệnh đau lòng nói. Ta chịu đựng được, ca ca. Khương Phi Linh nhu thuận gật đầu nói. Lý Thiên Mệnh liền giơ lên kiếm, vận đủ toàn thân chi lực, hướng về cái kia, Nguyệt hồn huyết long, chặt chém mà đi. Đúng vào lúc này, bốn phía truyền đến một tiếng kinh hô. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được nguy cơ. Hắn đột nhiên quay người, một kiếm về sau chạm. Tại cái này đất đèn hỏa quang ở giữa, cặp mắt của hắn phút chốc bắt được động thủ với hắn người. Đó là một cái tóc trắng huyết nhãn nam tử. Dưới ánh mắt sáu cái giọt nước mắt hình dáng điểm đỏ cực kỳ dễ thấy. Ánh mắt của hắn rất lạnh lùng, bàn tay kia nhanh như huyết ảnh, động thủ thời khắc, hắn toàn thân trên dưới vô số giới tử bên trong, vô cùng bàng bạc, tinh luân nguyên lực, phóng thích, trấn áp tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Không hề nghi ngờ, hắn loại này tinh luân nguyên lực, so Tam Nguyên Thiên, Huy Dạ Âm mạnh mẽ thực sự quá nhiều. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Huy Dạ Âm lực lượng, đối Lý Thiên Mệnh tới nói. Cũng là một cái hồ nước nhỏ. Thế mà cái này một vị tinh luân nguyên lực, hạo hãn vô biên, quả thực là một vùng biển mênh mông. Nghe nói, đạp thiên chi cảnh, phía dưới 4 ngày, bên trong 4 ngày, phía trên 4 ngày, cái này 3 cấp độ, mỗi người khác nhau cũng sẽ khá lớn. Người này so Huy Dạ Âm mạnh mẽ nhiều như vậy, rất rõ ràng, tu vi của hắn rất có thể đạt tới, bên trong 4 ngày, trình độ. Bên trong 4 ngày cảnh giới thứ nhất. Cũng là đạp thiên chi cảnh tầng thứ 5, ngũ huyền thiên. Không đến 50, đến ngũ huyền thiên cảnh giới, thuộc về Nguyệt thần tộc tối đỉnh phong thiên tài. Hắn là Huy Nguyệt Kiếp. Lần này, đánh lén, xuất thủ, lấy thực lực của hắn, tới làm như thế hạ giá sự tình, đương nhiên hạ bút thành văn. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được là, lực lượng kinh khủng trấn áp. Hắn lần thứ nhất bản thân trải nghiệm,
đến từ đạp thiên chi cảnh cường giả chân chính, đối sinh tử kiếp cảnh áp chế lực. Huy Dạ Âm bọn họ chỗ lấy không áp chế nổi, là bởi vì bọn hắn chỉ ở đạp thiên mở đầu giai đoạn, lực lượng quá mỏng. Một khi hùng hậu như biển cả, bao phủ mà xuống, cái kia chính là bẻ gãy nghiền nát chân áp. Chỉ thấy cái kia Huy Nguyệt Kiếp tay cầm như đầy trời huyễn ảnh, nháy mắt, hắn xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Hai tay cùng thỉnh thoảng động, một tay huyết quang bao phủ, so Lý Thiên Mệnh càng nhanh, chộp vào hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm trên bàn tay. Cái kia lực lượng bá đạo nện trên ngón tay phía trên, Lý Thiên Mệnh tay phải nhất thời phún huyết, thậm chí kém chút bị kéo đứt. Huy Nguyệt Kiếp thuận tay cầm xuống Đông Hoàng kiếm. Hắn cái tay còn lại, thì lại lấy lôi đình chi thế đầu, mang theo như biển cả giống như tinh luân nguyên lực, đột nhiên hất lên, quất vào Lý Thiên Mệnh trên mặt. 3. Một tiếng đâm vang, Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào phế tích bên trong, đụng lên đầy trời bụi mù. Như thế tiếng vang, mọi người còn tưởng rằng, đầu của hắn, đều sẽ bị Huy Nguyệt Kiếp cho quất dẹp. Thậm chí tại chỗ tử vong, cái kia đều không đủ. Chỉ là mọi người không nghĩ tới chính là, cơ hồ sau đó một khắc, Lý Thiên Mệnh thì theo phế tích bên trong bỏ lên. Hắn phun ra một miệng màu đen tụ huyết, tay cầm che ở trên mặt, mọi người hoàn toàn nhìn không thấy, tại bàn tay của hắn dưới, phá nát mặt xương cùng huyết nhục, tại thanh linh tháp thẩm thấu vào, ngay tại tấn mãnh khôi phục. Lõm mặt, rất nhanh liền phồng lên. Bao quát mới vừa rồi bị cào thương ngón tay, lúc này thời điểm trên cơ bản đều tốt. Chưa ăn cơm đâu, thì cái này chút khí lực. Lý Thiên Mệnh trong hai mắt, tràn ngập ra âm trầm tơ máu. Loại này, thật đánh mặt, hành động, hắn cơ bản rất ít chạm qua. Đối phương cũng không có lưu tình, hắn chỉ đau đớn một hồi, đây chẳng qua là may mắn mà có thanh linh tháp. Sinh khí. Đó là đương nhiên sinh khí, thậm chí táo bạo, phẫn nộ. Chỉ là lăn lộn cho tới hôm nay, hắn không lại bởi vì người khác cướp đi Đông Hoàng kiếm, lại cho mình chí mạng một bàn tay, mà mất lý trí. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ đến đều là, về sau làm sao đem đây hết thảy, trả lại cái này, kiếp. Sớm tại đối mặt Huy Nguyệt giận thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền có thể co duỗi tự nhiên, đây là trưởng thành nhất định phải làm cải biến. Cường giả chân chính, cũng không phải là vĩnh viễn sẽ không bị ngăn trở người, mà là tại ngăn trở về sau, có thể đem gặp hết thảy, gấp 10 lần trả lại đối thủ. Cho nên, Huy Nguyệt giận chết rồi, còn thuận tiện giúp Lý Thiên Mệnh làm thảm rồi quỷ thần nhất tộc. Hắn phẫn nộ, nhưng hắn càng nghĩ, hơn sông lên mây xanh, tránh thức nhìn xuống đối thủ. Sự biến hóa này, có chút vượt quá rất nhiều người dự kiến. Huy Nguyệt Kiếp tại Huy Nguyệt Thành địa vị, so muội muội cao hơn quá nhiều. Cho nên, lại không người đến ngăn cản hắn. Tại chúng nhân chú mục bên trong, Huy Nguyệt Kiếp cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trên tay hắn vuốt vuốt trầm trọng Đông Hoàng Kiếm, chạm đến lấy mặt ngoài đường vân, sau đó hời hợt nói. Ta nghe nói ngươi thiên phú rất không tệ, hôm nay cũng xác thực thấy được. Tương lai của ngươi rất tốt, nhưng tuyệt đối đừng cho rằng, ta Huy Nguyệt Thành sẽ vì ngươi xoay quanh, đến Nguyệt Thần Tộc, đầu tiên muốn học quy củ. Tối thiểu nhất, tộc phương chi nữ, ngươi đều dám khi nhục, về sau, ngươi chẳng phải là càng thêm vô pháp vô thiên. Ca, không muốn cùng hắn nói nhảm, tiểu tử này vừa tới Huy Nguyệt Thành, ngay cả ta cũng dám đánh, hắn đại khái là tự cao thiên phú xuất chúng, cho là mình một bước lên trời. Hiện tại mới 17 tuổi, nếu là không quản giáo, về sau càng phách lối, đến lúc đó không chừng sẽ làm cái gì chuyện sai. Huy Dạ Âm nói. Nghe nói lời này, Nguyệt Thần tộc tộc người đưa mắt nhìn nhau. Có chừng một bộ phận cho rằng, bọn họ nói đến xác thực cũng có đạo lý. Dù sao cũng là ngoại tộc, dù sao còn nhỏ a, cần phải có người ép một chút hắn nhuệ khí. Thưởng một bàn tay, để hắn học tập điểm tộc ta quy củ, xác thực rất có cần phải. Huy Nguyệt Kiếp, vậy cũng là dụng tâm lương khổ đi. Dù sao, qua chút thời gian, hắn liền muốn đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Người trẻ tuổi bên trong, liền không có người có thể trị được cái này Lý Thiên Mệnh. Những lời này, nghe rất buồn cười. Rõ ràng là Huy Dạ Âm khi nhục người khác trước đây. Hiển nhiên, cái này Nguyệt Thần tộc cũng là coi trọng tôn ti, lại không coi trọng chân tướng địa phương. Chỉ cần thân phận cao, làm giết người phóng hỏa sự tình, đều tính toán chính nghĩa. Lý Thiên Mệnh, hôm nay một bàn tay, để ngươi biết rõ lễ nghi, ngươi có thể ghi hận ta, ta đều thụ lấy. Chỉ cần ngươi không có thực lực đánh bại ta, ngươi liền không có tư cách phách lối. Ta không sợ ngươi trả thù ta cho ngươi thời gian một năm, chúng ta có thể lập một cái một năm ước hẹn, nếu ngươi có thể đánh bại ta, thanh kiếm này,
ta thì còn cho ngươi. Mặt khác, ngươi muốn đánh ta bao nhiêu bàn tay đều được. Huy Nguyệt Kiếp nói xong, đem Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, bỏ vào tu di giới chỉ bên trong. Một năm ước hẹn a. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, không cần một năm a. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, hôm nay nói cái gì đều vô dụng. Không có địa vị, không có thực lực, cái gì đều đáng đời tiếp nhận. Có thể cái thế giới này, mỹ diệu ngay tại ở, ai cũng có thể tiến bộ. Không có người nào, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Được, ta đến lúc đó tìm ngươi, chính ngươi nói, đánh bao nhiêu bàn tay đều có thể. Đến lúc đó, cũng đừng lại chuyển ra các ngươi tộc vương con gái thân phận tới. Lý Thiên Mệnh nói, ha ha, chớ suy nghĩ quá nhiều, ngươi còn không xứng với. Huyết thần khế ước cộng sinh thú, bốn kiếp luân hồi, theo góc độ của ta nhìn, đừng nhìn ngươi bây giờ rất mạnh, ngươi hạn mức cao nhất, có thể hay không đến đạp thiên chi cảnh, cái kia đều không nhất định. Ai biết, thì cái này 17 năm, ngươi có phải hay không đã dùng hết thảy tiềm lực đâu. Huy Nguyệt Kiếp bĩu môi nói. Cái này cũng là Nguyệt thần tộc lo lắng vấn đề. Cái này cần Lý Thiên Mệnh tự mình chứng minh. Việc này đã rất rõ. Gần nhất cái này Lý Thiên Mệnh thiên tư, truyền đi quá mơ hồ, có người hiểu chuyện nói, hắn mới là Huy Nguyệt thành tương lai đệ nhất nhân, cái này khiến Huy Nguyệt Kiếp có chút khó chịu. Lại thêm Lý Thiên Mệnh làm nhục muội muội của hắn, hắn ngồi không yên. Có điều, hắn coi như vừa vặn đi, chỉ là cho một bàn tay, đoán chừng không dùng bao nhiêu khí lực, trả lại cho Lý Thiên Mệnh một năm khiêu chiến thời gian, trương hiển chúng ta Nguyệt thần tộc thiên tài đứng đầu phong độ. Ta cảm thấy hắn dụng tâm lương khổ, làm tiền bối, tại cho hậu bối chỉ rõ một đầu con đường phía trước, mà lại, còn không sợ Lý Thiên Mệnh ghi hận hắn. Nghe được chung quanh những thứ này thảo luận, Huy Nguyệt Kiếp rất hài lòng. Hắn muốn, cũng là một trận, hợp lý, mâu thuẫn, dẫn phát một năm ước hẹn xung đột. Như vậy thì tính toán sau cùng, hắn bị Lý Thiên Mệnh đánh tan, hết thảy đều rất hợp lý, không có chút nào thao tác dấu vết. Cố sự này bên trong, hắn sẽ bị giẫm, sẽ bị áp. Nhưng, hắn lại có thể chạy thoát. Có người thiên tài quật khởi, lại muốn thay thế hắn, đi hướng cái kia ác mộng một dạng thâm cung. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh không có khả năng biết. Thậm chí, toàn bộ Huy Nguyệt Thành, người biết chuyện không cao hơn ba cái. Liên quan tới Nguyệt Chi nữ hoàng lọt mắt xanh, tất cả mọi người sẽ hâm mộ Huy Nguyệt Kiếp. Lý Thiên Mệnh mất đi Đông Hoàng Kiếm, nhưng hắn không nóng nảy, bàn tay chi nhục nhớ ở trong lòng, đồng dạng không vội. Hắn nóng nảy là Khương Phi Linh trên người, Nguyệt Hồn Huyết Long. Cho nên, hắn đối Huy Nguyệt Kiếp nói, một năm thì một năm, đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ phò ước. Chấm, chờ ngươi, Huy Nguyệt Kiếp lãnh đạm cười một tiếng. Đây là binh khí của ngươi a. Lý Thiên Mệnh chỉ Khương Phi Linh trên người Nguyệt Hồn Huyết Long, nói, nàng là người vô tội, cái gì cũng không làm. Ngươi trước buông tha nàng. Ồ, Huy Nguyệt Kiếp hé mắt, nói, tại sao ta cảm giác cô bé này, đối với ngươi mà nói, so Huy Dạ Thi trọng yếu. Ngươi sẽ không phải ăn cây táo rào cây sung a. Khương Phi Linh huyễn ma huyền công giải trừ về sau, nàng quá chói lóa mắt, sớm đã có rất nhiều người, chú ý tới nàng tồn tại. Nói bậy bạ gì đó, nàng là thiên mệnh tỷ tỷ. Huy Dạ Thi đứng dậy, đỉnh lấy một đầu xanh mơn mởn linh túy, vì Lý Thiên Mệnh giải thích nói. Tỷ tỷ, nghe nói như thế, Huy Nguyệt Kiếp nở nụ cười, được, vì để cho ngươi có chút áp lực, vì để cho ngươi thật tốt nhớ kỹ, chúng ta Nguyệt thần tộc quy củ, liền để tỷ tỷ ngươi, thay thế ngươi bị phạt, nàng đến tiếp nhận cái này, Nguyệt Hồn Huyết Long, cầm tù, thiêu đốt một năm. Cái này liền có chút quá hèn hạ a, ta ai làm nấy chịu. Nói thật, Lý Thiên Mệnh vừa mới, còn không có lớn như vậy hỏa khí. Nhưng đối phương câu nói này nói ra miệng, hắn trong lồng ngực, núi lửa lăn lộn. Ai nói, một người làm sai, liên lụy cửu tộc, ta quy tắc hành vi của ngươi, đều muốn tốt cho ngươi. Không chịu khổ, ngươi như thế nào trưởng thành đại thụ? Huy Nguyệt Kiếp trầm giọng nói. Nói xong, hắn khoát tay chặn lại, hung hăng trừng Lý Thiên Mệnh liếc một chút, nói, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một năm. Một năm này, ngươi đừng nghĩ trước, có thể tại ta Nguyệt thần tộc được cái gì, muốn trước hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi có thể vì Nguyệt thần tộc làm cái gì. Ngươi đến cùng thiên phú như thế nào, một năm ở giữa, thì có đáp án. Sau khi nói xong, hắn lôi kéo Dương Dương đắc ý Huy Dạ Âm, xoay người rời đi. Bên ngoài rất nhiều Nguyệt thần tộc, tự động nhường đường cho hắn. Trong đám người đi ra, Huy Nguyệt Kiếp nhắm mắt lại. Ca, ngươi hôm nay thật là mạnh. Trước kia ngươi thẳng ngoan, không nghĩ tới người giáo huấn người,
nói đến một bộ, lợi hại. Huy Dạ Âm tán thán nói. Huy Nguyệt Kiếp không có phản ứng nàng. Hắn nhìn về phía nơi xa, bên kia đứng đấy một người nam nhân, cùng một cái bà lão. Cha, nãi nãi, chớ có trách ta hung ác, ta chỉ là muốn, vì chính mình, cầu một cái nhân sinh. Hắn khát vọng Lý Thiên Mệnh, có thể tại cái này thời gian một năm quật khởi. Đến lúc đó, hắn coi như sẽ không thua, đều phải đừng thua. Làm hắn bị nhục nhã bị đánh tan, bị đào thải, Lý Thiên Mệnh dẫm lên hắn, quang vinh đến Hy Hoàng Cung. Có lẽ tất cả mọi người, đều sẽ cảm giác được hắn Huy Nguyệt Kiếp là một kẻ đáng thương, tự đại ngạo mạn lại bị đánh mặt. Sẽ không có mấy người biết rõ nói ra chân tướng, lại càng không có ngoại nhân biết, đây hết thảy, đều là hắn trăm phương ngàn kế thiết kế. Hy vọng cái này Lý Thiên Mệnh, đừng để ta thất vọng a, dù sao, ta cũng chỉ có một năm. Tất cả giải tán đi. Phá nát thì vũ cư, một mảnh hỗn độn. Nguyệt thần tộc già trẻ nam nữ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ tán đi. Ta thế nào cảm giác, kiếp, có chút quá mức. Đúng a, ngay từ đầu là Huy Dạ Âm khi dễ Huy Dạ Thi, Lý Thiên Mệnh chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người, không tính quá phận. Ta cảm giác hắn loại phương thức này, sẽ để cho Lý Thiên Mệnh oán niệm hận chúng ta Nguyệt thần tộc, nếu như hắn thật có thiên phú, vậy coi như lãng phí. Không nghĩ tới, Huy Nguyệt Kiếp cũng có lòng ghen tị. Đúng vậy a, lấy đi binh khí, lại thưởng một bàn tay, như thế không có gì, còn muốn tra tấn Lý Thiên Mệnh tỉ tỉ một năm, cái này có chút không có nhân đạo. Đừng nói nữa, hắn là Hy Hoàng xem trọng thiên tài, tương lai là phải tiếp nhận Hy Hoàng sủng hạnh, tung bay một chút cũng không có gì. Đám người lao nhau tán đi. Đối với Lý Thiên Mệnh tao ngộ, bọn họ chỉ có thể biểu thị thương hại. Thi Vũ ở giữa. Thật xin lỗi, ta không biết vì cái gì, lại biến thành dạng này. Huy Dạ Thi bối rối ngồi dưới đất, một mặt mờ mịt nói. Lý Thiên Mệnh đứng tại Khương Phi Linh trước mặt, không có Đông Hoàng kiếm về sau, hắn sử dụng những binh khí khác thử một cái, vẫn không thể nào đánh gãy cái này, Nguyệt Hồn Huyết Long. Binh khí này có một ít gai nhọn, đã khảm vào, bạch ngọc thành tường, trên da thịt. Tuy nhiên sẽ không đổ máu, nhưng lại thẻ ở bên trên, có chút khó có thể xử lý. Cảm giác thế nào? Lý Thiên Mệnh lôi kéo một chút, tạm thời không có hiệu quả. Hắn chỉ có thể đem huỳnh hỏa bắt lên đến, để nó hấp thu tháng này hồn huyết long phía trên huyết hỏa. Ít như vậy bộ phận huyết hỏa thiêu đốt, Khương Phi Linh thuận tiện thụ một số. Không tốt lắm, tuy nhiên không phải rất đau, nhưng là tay chân đều bị trói chặt, hoàn toàn không động được, có chút khó chịu, ca ca. Khương Phi Linh u tiếng nói. Đây chính là ăn nhờ ở đậu khó chịu chỗ. Từ vừa mới bắt đầu, Nguyệt thần tộc liền không có cho Lý Thiên Mệnh bất luận cái gì ấn tượng tốt. Cho tới giờ khắc này, loại mâu thuẫn này nhảy lên tới đỉnh phong. Khương Phi Linh hiện tại chật vật, đều chuyển hóa làm Lý Thiên Mệnh lửa giận trong lòng. Ngoại trừ Huy Dạ Thi bên ngoài, nơi này mỗi người, cơ hồ đều thành trong lòng của hắn Huy Nguyệt giận. Vừa rồi cái kia chủ đạo hết thảy Huy Nguyệt kiếp, Lý Thiên Mệnh đối với hắn sát tâm, vượt qua Huy Nguyệt giận. Làm thế nào mới tốt ha? Cái này nếu như bị trói chặt một năm, Linh Nhi mỗi ngày đều sẽ khó chịu. Ta đi tìm Nguyệt Hà bà, để cho nàng cho chúng ta chủ trì công đạo, đúng. Huy Dạ Thi nghĩ tới, vội vàng để Lý Thiên Mệnh chờ một lát, nhanh như chớp đi ra ngoài. Ngươi cảm thấy nàng sẽ thành công sao? Khương Phi Linh hỏi. Rất không có khả năng sẽ, Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì, cái nào bà, không phải thật tốt sao? Khương Phi Linh hỏi. Ta đối Nguyệt thần tộc, một chút hảo cảm cũng không có, hết thảy hướng bi quan phương hướng nghĩ, không sai được, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ca ca, hiện tại là thời điểm khó khăn, Viêm Hoàng nhân tộc bấp bênh, còn phải đối bổ để nơm nớp lo sợ, Tiểu Phong không rõ sống chết, chúng ta muốn dựa vào Nguyệt thần tộc quật khởi, có chút quá khó khăn. Đáng tiếc, không có lựa chọn nào khác, người nói không sai, người nơi này, sẽ chỉ muốn lợi dụng chúng ta. Không thực sự chính đồng tình chúng ta. Khương Phi Linh nói. Không có gì, dạng này vừa vặn, ta không lại bởi vì ở chỗ này tu luyện, đối bọn hắn có gánh nặng trong lòng. Hắn hít sâu một hơi, nói, Linh Nhi, nếu như tiếp đó, Nguyệt Hà bà cũng không nguyện ý, vì ngươi quăng ra thứ này, ngươi khả năng đến nhẫn một đoạn thời gian ngắn, 10 ngày nửa tháng đi, cho ta một năm ước hẹn, thì quá coi thường ta, nếu ta có thể thành tựu đạp thiên chi cảnh, cái kia hãy cầm về ta Đông Hoàng kiếm. Sau đó rời đi nơi này. Ta cũng không tin, không có Nguyệt thần tộc, ta cái gì đều không làm được.
ca ca, không có chuyện, ta có thể chống đỡ, không phải liền là bị băng lấy sao? Cũng không trở ngại ca ca ngươi người thân, đúng hay không? Khương Phi Linh nháy nháy mắt, nàng gặp Lý Thiên Mệnh lửa giận trong lòng mãnh liệt, liền còn muốn dí dỏm một số, để hắn thả lỏng một ít. Linh Nhi, Lý Thiên Mệnh sờ soạng sờ mặt nàng, tay cầm rơi vào Nguyệt Hồn Huyết Long phía trên, lửa giận lại tại từ từ đi lên tăng vọt. Đây là, đế hoàng chi nộ. Đem ngươi theo chủ tước quốc mang ra thời gian dài như vậy, lại lần lượt để ngươi thụ ủy khuất. Xin lỗi, Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca, lời nói cũng không thể nói như vậy, không phải ngươi đem ta mang ra, mà là chúng ta cùng một chỗ xông xáo, biết không? Lại nói, chúng ta không có chỗ dựa, cái gì đều dựa vào chính mình, muốn khai sáng ra một con đường đến, tránh thức đi đến đỉnh phong, siêu việt sinh mệnh cực hạn, đi khiêu chiến truyền thừa trăm vạn năm thị tộc cùng quyền uy, làm sao có thể không động vào vách tường đâu? Chỉ cần bất tử, chúng ta liền sẽ có tương lai. Linh Nhi không phải hèn yếu người, chỉ cần có ngươi ở bên cạnh ta, chỉ cần có ngươi nhớ kỹ ta, ta chết đều không e ngại, huống chi cái này nho nhỏ xiềng xích, nó lại có thể cách trở ta cái gì? Khương Phi Linh lúc nói chuyện, con mắt của nàng đang nhấp nháy lấy ánh sáng nóng bỏng mang. Một số thời khắc, nàng tính tình vừa cứng, để Lý Thiên Mệnh vô số lần phát hiện, trên người nàng luôn có rất nhiều kinh hỉ. Ta đã biết, nói trắng ra là, người nào tìm phiền toái, chơi hắn chính là. Ta phải cảm tạ Huy Nguyệt Kiếp, hắn để cho ta gấp 10 gấp trăm lần, muốn bước thiết thành tựu đạp thiên chi cảnh. Nếu không, nhất định phải nhìn lấy người mình yêu mến, bị xem như tù phạm một dạng cột, cái gì đều không làm được. Được hai vị, chỉ cần vượt qua một bước này, chúng ta người một nhà, nhất định trời cao biển rộng. Huỳnh Hỏa duỗi ra cánh, khoác lên Khương Phi Linh được trợ giúp trên tay, bên cạnh Miêu Miêu cũng duỗi ra phấn nộn mèo con chảo, dựng tới, tiên tiên linh thể, thì vươn phấn nộn ngón tay, cùng bàn tay của bọn hắn, dựa chung một chỗ. Còn có ta, Lam Hoang vội vàng duỗi ra long chảo, nhưng nó thực sự quá lớn, hoàn toàn tiếp cận không lên đây, chỉ có thể đem long chảo che ở Lý Thiên Mệnh trên đầu. Cái này long chảo đem nó tầm mắt của mình, đều chặn lại, cho nên nó la hét nói, các vị, nghi thức kết thúc rồi à? Còn phải dựng bao lâu à, quy ra ta cánh tay đều chua. Quy đệ, chịu đựng, còn có một năm meo, Miêu Miêu lười biếm nói. Lam Hoang luống cuống. Khương Phi Linh để chúng nó đều chọc cười, trong mắt nước mắt lấp lóe. Nàng xem thấy trên tay mình những cái kia cánh nhỏ, móng vuốt nhỏ, cảm động đến ào ào, nói, cả một đời có thể gặp được đến các ngươi, ta làm sao cũng đủ, cảm ơn các ngươi, cảm ơn. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh dùng hai tay, cầm bàn tay của bọn hắn. Tay phải của hắn ngón tay thật ấm áp, tay trái hắc ám tí, tuy nhiên băng lãnh, có thể bên trong chảy huyết, đó là nóng rực. Linh Nhi, người sai, cái này còn thiếu rất nhiều, về sau con đường, chúng ta vĩnh viễn không rời, sẽ còn có càng nhiều tiểu đệ đệ muội muội thêm vào chúng ta, không ai có thể áp đảo chúng ta, bởi vì, chúng ta là lớn nhất tương thân tương ái người một nhà. Lý Thiên Mệnh nói, phảng phất là nghe được hắn, lúc này thời điểm, liền cái kia tiểu hôi trứng đều theo cộng sinh không gian đi ra, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, cứ thế mà hướng bên trong chen chúc. Nó giống như tại hiếu kỳ. Lý Thiên Mệnh bọn họ đem tay nắm cùng một chỗ, là cất giấu cái gì chuyện thú vị. Cái này xuất quỷ nhập thần ra hỏa, xuất hiện đến ngược lại là thẳng hợp với tình hình. Lan, ta không muốn cùng ngươi Lý Thiên Mệnh tương thân tương ái, ta thích mở hậu cung. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nói đúng lắm, có tương thân tương ái thời gian, bản mèo ngủ nó một giấc, há không mỹ quá thay. Miêu Miêu ngáp nói. Ta cũng không muốn cùng tiểu Lý Tử tương thân tương ái, ta chỉ cần Linh Nhi. Toàn thân đều thơm ngào ngạt. Tiểu Lý Tử xú xú, Tiên Tiên trợn trắng mắt nói. Tất cả mọi người cười. Lý Thiên Mệnh muốn a, nhân sinh dù sao cũng phải có chút cảm động sự tình, dù sao cũng phải có yêu đến chết đi sống lại người, đó mới gọi viên mãn không phải sao. Nếu không, tại cái này rối bời thế giới, cứ như vậy đi một chuyến, hồi tưởng lại, liền rơi lệ sự tình đều không có, cái kia chuyến này nhân sinh hành trình, cùng không tồn tại, khác nhau ở chỗ nào đâu. Tại bọn họ đều vui sướng thời điểm, Lam Hoang kẹp hai chân, lấy ngồi cầu động tác co do, cứ thế mà chui vào. Nó long chảo còn che ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, lúc này thời điểm đều đang phát run. Sau đó hắn gào một cuống họng, kêu ầm lên, uy, nghi thức xong chưa a, quy ra tay ta chua a. Ha ha. Nửa canh giờ về sau, Huy Dạ Thi hai mắt sưng đỏ, từ bên ngoài trở về. Như thế nào, Lý Thiên Mệnh đứng tại cửa ra vào.
khoanh tay hỏi. Oa, tốt quá phận, Huy Dạ Thi vừa nhìn thấy hắn, lập tức nước mắt rơi như mưa, nức nở đến không ngừng. Nói thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Bà căn bản không thấy ta, Huy Dạ Thi nói. Cái này không bình thường, đó là người ta nãi nãi, nhìn đến cháu gái bị ta đánh một trận, còn cạo đầu chọc, vẽ lên con rùa, có thể vì chúng ta nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tốt a, chủ yếu là những người khác, hiện tại cũng tại truyền, nói ta có một thiên tài hôn phu, thì nhẹ nhàng, liền Huy Dạ Âm đều không để vào mắt, kết quả chúng ta hai cái bị Huy Nguyệt Kiếp giáo huấn một trận, bọn họ hiện tại gặp mặt đều giáo dục ta, nói ngươi tuổi tác quá nhỏ, dễ dàng đi đường nghiêng, nói ta trách nhiệm trọng đại, một đám tên khốn kiếp. Huy Dạ Thi nghiến răng nghiến lợi nói. Vậy ngươi còn là hắn tiểu mê muội sao? Lý Thiên Mệnh nói. Đánh rắm, ta thoát phen. Hiện tại phen ngươi, Huy Dạ Thi nói. Được, mấy ngày nay giúp ta chiếu cố Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nói. Ân, ngươi có thể được mau chóng, tranh thủ một năm giải quyết. Linh Nhi quá đáng thương, ta rất áy náy a. Huy Dạ Thi nói. Thì vũ cư hết hủy sạch, chúng ta về Độ Nguyệt Phủ ở a. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Thương lượng xong về sau, bọn họ chuyển về Độ Nguyệt Phủ. Độ Nguyệt Phủ rất lớn, Lam Hoàng đã có thể tại hậu viện núi rừng bên trong bôn tẩu đùa bỡn. Lý Thiên Mệnh đem bọn nó bốn cái, đều lưu tại nơi này, đều dùng đến bảo hộ Khương Phi Linh. Dù sao, hắn đi Nguyệt Thần Điện tu hành thiên ý, không dùng được bọn họ, buổi tối trở về cùng một chỗ hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, mới cần cộng sinh hệ thống tu luyện. Một năm. Sáng sớm. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia như trăng sáng một dạng Nguyệt Thần Điện. Hiện thực áp lực cùng phẫn nộ trong lòng, chồng chất cùng một chỗ. Mỗi lần nghĩ đến Khương Phi Linh trên người Nguyệt Hồn Huyết Long, hắn toàn thân đều tại thiêu đốt. Hắn không biết, những người khác như thế nào thành tựu đạp thiên chi cảnh. Hắn chỉ biết là, chính mình muốn, phẫn nộ thành thần. Huy Nguyệt Thành, Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ, cũng là tộc vương phủ đệ. Đây là Huy Nguyệt bên trong thành lớn nhất phủ đệ, chiếm diện tích to lớn, cũng là Nguyệt Tinh Nguyên chân chính phun trào chi địa. Tại phủ thành chủ một cái trồng đầy hoa anh đào trong đình viện, có một mặt thanh tịnh thấy đáy hồ nước trung ương có cái lưu quang giật thải đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát bên trong, có lão trung thiếu ba người, phân biệt ngồi tại thạch bàn đông nam bắc ba phương hướng. Lão nhân là Nguyệt Hà bà. Thanh niên là Huy Nguyệt Kiếp. Ở giữa trung niên nhân, tóc dài chỉnh tề đâm thành một chùm. Người mặc trường bào màu xanh nhạt, giữ lấy một túm tròm râu, xem ra phong độ nhẹ nhàng, tao nhã nho nhã. Hắn là Huy Nguyệt gia tộc tộc vương, Huy Nguyệt Thành thành chủ, tên là Huy Nguyệt Thiên Ngự. Lúc này thời điểm, hắn đang đem Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng Kiếm, trả lại cho Huy Nguyệt Kiếp, nói, không phải vật gì tốt, không phát huy được bao nhiêu uy lực, người đánh giá cao. Ta còn tưởng rằng, đây là hắn vượt cấp khiêu chiến năng lực một bộ phận. Huy Nguyệt Kiếp đã suy nghĩ một đoạn thời gian. Thanh kiếm này rất nặng nề, uy lực lại rất bình thường, đối với thần vật trải rộng Nguyệt Chi thần cảnh tới nói, lộ ra rất phổ thông. Hắn tiện tay thu vào. Hai chuyện, chuyện thứ nhất, Huy Nguyệt Thành ra cái tuyệt thế thiên tài, 17 tuổi có thể đánh bại đạp thiên tầng thứ ba, dung mạo khí độ xuất sắc, vẫn là bản nguyên thú tộc. Chuyện thứ hai, tên thiên tài này cùng Huy Nguyệt Thành ban đầu đệ nhất thiên tài Huy Nguyệt Kiếp, bởi vì Huy Dạ Âm náo động lên mâu thuẫn, Huy Nguyệt Kiếp bất mãn Lý Thiên Mệnh mục đích không quy củ. Ý đồ quản giáo, hình thành tranh phong, còn lập xuống một năm ước hẹn. Hai chuyện này, ta đã khiến người ta cố ý truyền phát ra ngoài, đoán chừng lúc này thời điểm, những cái kia vì hy hoàng tìm kiếm thiên tài người có quyết tâm nhóm, hẳn là sẽ nghe được. Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cảm tạ phụ thân. Huy Nguyệt Kiếp vô cùng kích động, nếu không phải đã dập đầu mấy lần, hắn đoán chừng còn phải quỳ xuống. Hai tử, quá khó khăn, nếu như phương pháp kia thật có thể thực hiện. Cái kia chính là trời không chết ngươi. Huy Nguyệt Thiên Ngự nói. Cha, ngươi rốt cục nói ra khỏi miệng sao. Hy Hoàng Cung, cái kia là địa ngục, đúng không? Huy Nguyệt Kiếp trong mắt chứa nhiệt lệ. Hôm nay trước đó, Huy Nguyệt Thiên Ngự còn tại nói cho hắn biết, đó là tiên cảnh một dạng địa phương, đó là Nguyệt Chi Thần cảnh thiên tài quy túc. Im miệng đi, về sau, cái gì cũng không cần nói, làm tốt ngươi, nhân vật phản diện, người thiết lập, chờ đợi, nhân vật chính, quật khởi. Đem ngươi đánh bại, sau đó ngươi chẳng khác người thường, qua ngươi hèn mọn sinh hoạt, cũng không tiếp tục muốn ngoi đầu lên. Huy Nguyệt Thiên Ngự đứng lên, vỗ vỗ nhi tử bả vai, trùng điệp thở dài một hơi. Minh bạch, Huy Nguyệt Kiếp hít thở sâu một hơi. Hiện tại, hy vọng duy nhất, chính là,
nhân vật chính, có thể tại năm cuối cùng này, tranh giành một hơi. Nguyệt Hà bà bà đưa trong tay Nguyệt Thần trà, uống một hơi cạn sạch. Độ Nguyệt Phủ. Bên ngoài phong ba không ngừng, Khương Phi Linh cùng Huy Dạ Thi, đều không có lại ra ngoài. Bây giờ Độ Nguyệt Phủ rất quạnh quẽ, hộ vệ cùng bộc người cũng đã rõ ràng tản. Tiên tiên khởi nguyên thế giới thụ, trực tiếp cắm rễ tại Độ Nguyệt Phủ Trung ương. Bọn họ đều cùng một chỗ, thủ vệ Khương Phi Linh. Trong đình viện, Khương Phi Linh tựa ở tiên tiên trên thân thể, ngồi dưới tảng cây. Nàng rất khó động đậy, chỉ có thể duy trì một động tác. Tiên tiên linh thể vùi ở trong ngực của nàng, dán tại ngực nàng, nâng cằm lên, làm bộ đáng thương nhìn lấy nàng. Huy Dạ Thi thì ngồi tại cách đó không xa trên tảng đá. Đoạn này thời gian quá mức hỗn loạn, nàng tâm tư hỗn loạn, cũng không có thời gian xông vào đạp thiên chi cảnh. Nàng có chút tâm phiền ý loạn, nhảy xuống dạo bước, thỉnh thoảng hỏi thăm Khương Phi Linh một câu, cảm giác sẽ khó chịu sao. Trước kia, Khương Phi Linh đều sẽ mỉm cười lắc đầu. Nhưng là lần này, nàng hỏi ra lời, lại không có người trả lời. Nàng sửng sốt một chút, vội vàng hướng về Khương Phi Linh bên kia đi đến. Chỉ thấy cái kia làm váy thiếu nữ, co chân tựa ở trên cây khô, cúi đầu, mà trong ngực nàng tiên tiên, tựa hồ tại ngơ ngác nhìn con mắt của nàng. Linh Nhi, Huy Dạ Thi đi vào trước mặt nàng. Nàng lo lắng Khương Phi Linh ra chuyện, vội vàng dựa vào tới. Lại đúng vào lúc này, Khương Phi Linh đột nhiên ngẩng đầu. Cái kia một đôi trắng lóa ánh mắt, đột nhiên bắn ra một vệt thần quang, đâm vào Huy Dạ Thi trên mặt. A! À, Huy Dạ Thi bị sợ nhảy lên, bối rối lui lại, lăn trên mặt đất một vòng. Ngươi thế nào? Nàng một mặt mờ mịt. Ổn định lại về sau, nàng phát hiện Khương Phi Linh, cũng không có phản ứng chính mình. Lúc này thời điểm, kia cây hạ thiếu nữ, thân thể run nhẹ nhẹ, từng đợt huỳnh quang theo hắn trên thân nổi lên. Khí chất của nàng phát sinh biến hóa rất lớn, dẫn đến cái kia vây khốn nàng, Nguyệt Hồn Huyết Long, đều tựa hồ đang rung động, phát ra từng đợt rên rỉ. Vù vù, thì cái này nháy mắt, huỳnh hỏa từ trên cây xuống tới, liền vội hỏi. Linh Nhi thế nào, không thoải mái. Nó trước mắt Khương Phi Linh, tựa hồ nghe không đến thanh âm của nó. Nàng có chút nặng hiện tại Hiên Viên Hồ, nghiền ép thái cổ tà ma dáng vẻ, biến đến phẫn nộ, táo bạo mà lạnh lùng. Cái này một cỗ khí tức, làm người ta kinh ngạc run sợ. Miêu Miêu cùng Lam Hoang cũng xông tới. Giống một cuống họng. Huỳnh Hỏa đối Lam Hoang nói. A, à, Lam Hoang hướng về phía Khương Phi Linh gào thét một tiếng. Trong lúc nhất thời, tiên tiên cái kia khởi nguyên thế giới thụ đều run một cái, không ít lá cây ào 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 rơi xuống. Thanh âm chấn động về sau, bọn họ phát hiện Khương Phi Linh trong mắt quang mang, dần dần khôi phục thư thái, hắn trên người khủng bố khí chàng cũng tại biến mất. Không lâu sau đó, nàng lung lay đầu, có chút mờ mịt nhìn lấy mọi người, hỏi. Các ngươi vây quanh ta làm cái gì đây? Đừng lo lắng, ta không sao. Nói xong, nàng gạt ra nở nụ cười. Có thể nói thật, Nguyệt Hồn Huyết Long vẫn còn, cái kia tiếp tục tính khó chịu, liền không khả năng biến mất. Không có chuyện gì sao? Huy Dạ Thi tiếp cận phía trên đến nhìn hồi lâu, nói, hiện tại xác thực bình thường, vừa mới có chút đáng sợ. Thật sao? Khương Phi Linh mình đương nhiên rõ ràng, theo Phương Thanh Ly ám sát chính mình lúc đó bắt đầu, nàng cho đến nay, biểu hiện qua nhiều lần loại kia trạng thái. Tuy nhiên mỗi lần đều có thể tiêu trừ gian nan khổ cực, nhưng nói thật, chuyện này đến cùng ý vị như thế nào, là Hiên Viên Si không chết, vẫn là cái kia vĩnh sinh thế giới thành chủ tái nhập, đều khó mà xác định. Cái này chưa hẳn là một chuyện tốt. Cùng lần trước không sai biệt lắm. Huỳnh Hỏa hiếm thấy nghiêm túc, nhíu mày nói. Không có chuyện gì, không cần lo lắng. Khương Phi Linh nói. Buổi tối chờ hắn trở về, nói với hắn một cái đi. Huỳnh Hỏa nói. Ừm, Khương Phi Linh gật đầu. Chuyện này tạm thời giống như kết thúc. Nhưng là, người nào đều không nhìn thấy, cái kia cuốn lấy Khương Phi Linh tay cầm, Nguyệt Hồn Huyết Long, có một bộ phận, đã nứt ra mấy đạo vết nứt. Thi Thi, sau lưng ta giống như có chút ngứa, giúp ta xem một chút, là bị Nguyệt Hồn Huyết Long ghìm sao? Khương Phi Linh nói. Được rồi. Huy Dạ Thi ngừng lại một chút nàng đằng sau đi. Nàng lấy tay sờ một chút, trước cùng Khương Phi Linh xác định vị trí. Không có a. Vừa tốt, Khương Phi Linh nói ngứa vị trí, cũng không có bị quấn đến. Vậy làm sao lại đâu? Ngươi nhìn một chút. Khương Phi Linh hơi khẽ cau mày nói. Kỳ thật, không chỉ là có chút ngứa,
mà là phi thường ngứa, thậm chí mang theo một số nhói nhói. Huy Dạ Thi giải khai bộ phận quần áo, lộ ra trơn bóng phía sau lưng. Nàng dùng bàn tay chạm đến một chút, nghi ngờ nói, Linh Nhi, người phía sau lưng bóng loáng cực kỳ, không có vết thương nha. Có còn lại kỳ quái địa phương sao? Khương Phi Linh hỏi. Chính là, cái này hai khối địa phương, giống như hơi có chút nhô lên. Huy Dạ Thi nói, bất quá biên độ không lớn, có thể là trời sinh. Không sao, Khương Phi Linh nhẹ gật đầu nói. Không có việc gì liền tốt, Huy Dạ Thi không có hỏi nhiều. Thế mà, nàng lại không chú ý tới, Khương Phi Linh lâm vào u buồn bên trong, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt khẽ run. Nguyệt Thần Điện. Khoảng cách cùng Huy Nguyệt Kiếp, bình tĩnh năm tiếp theo ước hẹn lúc đó tính lên, đến bây giờ đã có hơn 20 ngày. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh thì bước lên một bước cuối cùng, tiến vào tầng 12 tử kiếp. Đây là lúc trước Độc Cô Tấn cảnh giới. Phá sau cùng nhất trọng tử kiếp, thì có thể đến tới đạp thiên chi cảnh. Cái này cũng là mọi người trong miệng, cái gọi là thành thần. Đạp thiên chi cảnh, cũng là thần chi cảnh giới. Chỉ là phàm nhân nhóm không biết, đây chỉ là thượng thần bắt đầu. Thành tựu thượng thần, liền có thể thoát ly thiên nhất giới diện, ôm ấp tinh không. Thế mà, tinh không vô tận. Đến tầng 12 tử kiếp, chỉ cần thiên ý viên mãn, lột xác thành thần ý. Tùy thời đều có thể, bước ra một bước cuối cùng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tại những ngày qua, vẫn là để huỳnh hỏa bọn họ bốn cái, cùng mình một đạo, thuận tiện nắm lấy cơ hội, xông vào cuối cùng cảnh giới. Những ngày qua, Huy Nguyệt Thành quay về bình tĩnh. Hung thủ tựa hồ cũng hành quân lặng lẽ, che giấu. Lý Thiên Mệnh lại biết, nếu như hung thủ là Bồ Đề, như vậy hiện tại bình tĩnh, có lẽ cũng là trước bão táp, lớn nhất đè nén một khắc an bình. Huỳnh Hỏa, những ngày qua, Linh Nhi tiến vào loại kia trạng thái, hết thảy có 8 lần, đúng không? Lý Thiên Mệnh ở trên vạn nguyệt thần thiên hồn chen chúc bên trong, tại quan sát thời điểm, trong lòng suy nghĩ, lại là Khương Phi Linh sự tình. Mấy ngày nay giống như thiếu giờ rồi, Huỳnh Hỏa nói. Nói thật, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên ở chỗ này một đường phi nước đại. Nhưng là, Khương Phi Linh hết thảy, đều chiếm cứ hắn rất lớn tâm. Nguyệt hồn huyết long cầm tù. Còn có dị thường của nàng trạng thái. Tối thiểu nhất hắn cảm giác, cái kia dị thường trạng thái, không phải chuyện gì tốt. Hiện tại, họa vô đơn chí. Mọi người thường nói, càng là cuống cuồng, càng là táo bạo, thì càng không có khả năng về mặt tu luyện, có cái gì đột phá. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cần khắc chế. Để cho mình hoàn toàn trầm xuống tâm, đuổi theo Nguyệt Thần tộc tiền bối quý tích, tham khảo bọn họ thành tựu đạp thiên chi cảnh kinh nghiệm. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại phát hiện, không có một con đường, tránh thức thích hợp bản thân. Bởi vì, hắn tu luyện đế hoàng thiên ý, đó là đế quân con đường, cùng trên thế giới này phổ thông pháp tắc, có căn bản khác biệt. Hết thảy đều chỉ có thể tham khảo. Mười mấy ngày nay, ta càng là áp lực phẫn nộ, càng là bảo trì lý trí, ta thì càng khó chịu. Lý Thiên Mệnh nói, vậy cũng chớ áp chế thôi, ta cũng nghĩ không ra, nếu như muốn để một người quên cừu hận, quên áp lực. Say mê về mặt tu luyện, vậy tu luyện ý nghĩa lại là cái gì? Làm lục căn thanh tịnh không tranh quyền thế hòa thượng A. Cái kia mạnh lên ý chí lại ở đâu? Khả năng rất nhiều người đều sẽ tuyên dương, lòng yên tĩnh mới có thể lĩnh hội đại đạo, nhưng đó là bọn họ nói, không nhất định thuộc về ngươi. Huỳnh Hỏa nói, ngươi nói không sai, ta càng là áp chế, càng là không quên mất. Nguyệt hồn huyết long hiện tại tương đương với, quấn quanh ở ta đế hoàng thiên ý phía trên. Nó khóa cứng ta con đường đi tới. Ta coi như quên đi nó y nguyên tồn tại, y nguyên hạn chế ta tiến lên. Của ta thiên ý, nếu là một thanh phong mang chi kiếm, nên trực diện phẫn nộ, để áp lực trở thành trong lòng lực lượng, đi đánh nát nó. Hắn càng ngày càng cảm thấy, quên gông xiềng, lựa chọn an bình, tĩnh tâm tu hành, với hắn mà nói, ngược lại là một loại sai. Đi không thông đường, cũng là trong tay kiếm đi đánh mở, khốn cảnh cùng gông xiềng. Một kiếm nát chi. Cái này không phải liền là ta một mực phong cách đâu. Vì sao muốn tại đạp thiên chi cảnh trước, khúm núm. Nó chỉ là cảnh giới mới bắt đầu, mà không phải tu luyện điểm cuối. Nắm giữ thần ý, mới có thể tính toán tại vũ trụ mênh mông trật tự bên trong, lấy được không quan trọng một đạo, mượn nhờ thiên địa ý chí, trưởng khống tự thân lực lượng. Lý Thiên Mệnh trong lòng liệt hỏa, tại suy nghĩ trong lúc nổ tung, mãnh liệt thiêu đốt. Hắn đột nhiên mở ra liệt hỏa giống như hai mắt, lấy quyền đầu đem quanh thân Nguyệt Thần Thiên Hồn,
toàn bộ đánh bay ra ngoài, để chung quanh xuất hiện một cái trống không khu vực. Bọn họ, làm cho ta cha để lọt bổ sung, để cho ta học tập đến vô số khác biệt hệ thống tu luyện. Nhưng là, bọn họ lại không thể trợ giúp ta, đi ra một bước cuối cùng. Bởi vì, của ta thiên ý, là bọn chúng đế hoàng. Trong óc của hắn, không ngừng tái hiện một số hình ảnh. Thiên tinh cảnh, chém giết huyết ý quỷ vương. Thái cực phong hồ, liền giết Phương Thái Thanh, Độc Cô Tấn, Địa Tạng cùng Khương Vô Tâm. Thế mà quỷ thần tái nhập, nhân tộc nguy nan, càng có nguyệt chi thần cảnh cao cao tại thượng, không nhìn chúng sinh sinh tử. Là hắn tuân theo tiền bối ý chí, cùng người yêu, huynh đệ, cùng một chỗ giết ra một đường máu. Lúc này kiếp nạn chưa trừ, quỷ thần vây quanh, càng có nguyệt thần tộc ức hiếp, huynh đệ trầm luân, sinh tử không biết. May mắn, hắn thành lập thiên mệnh hoàng triều, trở thành viêm hoàng nhân hoàng. Tối thiểu nhất tại viêm hoàng đại lục, hắn đã được đến vạn chúng quy tâm. Như thế nào đế quân? Vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Một câu nói kia, định trụ lý thiên mệnh trái tim. Cái này khiến hắn toàn thân trên dưới, như là dung nhập viêm hoàng đại lục, nhìn lên vô tận tinh không, phát ra một tiếng, đến từ hạt bụi thế giới gào thét. Cái này hữu tự thế giới bên trong, cường giả ở trên, hạt bụi tại hạ. Cường giả vĩnh hằng truyền thừa, đời đời cường thịnh, người yếu cúi đầu như súc vật, đẳng cấp xâm nghiêm, tại sao xoay người? Tất nhiên cần đánh vỡ cục diện người, mang vạn dân ý chí, xông lên mây xanh. Theo viêm hoàng, đến nguyệt chi thần cảnh, hướng thế giới tuyên cáo, sinh mệnh dù thấp hèn đến đâu, đều có sinh tồn được tư cách. Bọn họ, không nên bị không để ý tới. Theo sinh linh chi nộ, lại đến cá nhân chi nộ, theo bấp bênh viêm hoàng nhân tộc. Đến bị nguyệt hồn huyết long cầm tù Khương Phi Linh. Bọn họ đều cần lý thiên mệnh, đi vì bọn họ, cầu được một cái sinh tồn, cầu được một cái thủ hộ. Thời khắc như vậy, hắn trả tại học tập trăm vạn năm nhàn hạ nguyệt thần tộc, lòng yên tĩnh thành thần. Lý thiên mệnh tĩnh không được. Hắn triệt để minh bạch, thấu triệt. Ta muốn là, thần phục. Viêm hoàng nhân tộc, cần cải biến vận mệnh, cần quyền lực sinh tồn. Theo trời mệnh hoàng hướng thành lập một khắc kia trở đi. Lý thiên mệnh tâm, thì cùng ước ước vạn chúng sinh, lấy đế quân ý chí, ký kết ở cùng nhau. Ta, cần muốn các ngươi. Lý thiên mệnh cần đi lên, mới có thể tại quỷ thần cùng nguyệt chi thần cảnh trong khe hẹp, tránh thức thủ vệ gia viên của hắn, thủ vệ cái kia chút còn tại viêm hoàng đại lục người thân. Thiên tinh cảnh, thiên mệnh thần thành, thái cực phong hồ ba đại chiến trường, để lý thiên mệnh, tránh thức thành thế người thần trong lòng. Mà giờ khắc này, lý thiên mệnh muốn lột xác thành chân chính thần. Hắn cần chúng sinh nắm nâng. Bởi vì, đây chính là thiên ý chi hoàng căn bản. Đây là một đầu, bá thiên con đường. Tâm lực lượng, lớn nhất chỗ thần kỳ, chính là có thể vượt qua thời không hạn chế, để cho ta cảm nhận được, sự hiện hữu của các ngươi. Tại vô số nguyệt thần thiên hồn trung ương, Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, nhắm mắt lại. Hắn đang chờ đợi. Khương Phi Linh kiếp nạn, là một cái để hắn nghĩ thông suốt cơ hội. Cái này khiến hắn triệt để từ bỏ nguyệt thần tộc tiền bối thiên hồn, thật sự hiểu, hắn không phải muốn học tập, mà chính là muốn chinh phục. Bây giờ suy nghĩ biến đổi, lại thêm hắn tại viêm hoàng đại lục chinh chiến làm nền, làm hắn vì bước ra thành thần một bước, phát ra hô hoán thời điểm, hắn chỗ chờ đợi những cái kia tâm lực lượng, rốt cuộc đã đến. Bọn họ theo trong lúc vô hình mà đến. Có lẽ viêm hoàng đại lục ở bên trên mỗi người, chỉ là nhìn ánh trăng liếc một chút, có lẽ chỉ là muốn niệm một chút bọn hắn người hoàng. Làm thành tín số lượng, đạt tới ước vạn, hội tụ đến Lý Thiên Mệnh trên người, chính là vô tận thần lực. Trọng yếu nhất chính là, chúng sinh, mới là đế hoàng thiên ý căn bản. Mất đi chúng sinh thiên ý đế quân, chỉ là một cái không xác. Đây chính là Lý Thiên Mệnh, tại Nguyệt Thần Điện tìm không thấy câu trả lời nguyên nhân. Lại nhiều người thành thần kinh nghiệm, đối với hắn đều vô dụng. Hắn thật đang cần, là hắn hoàng triều, hắn thế nhân, ở thời điểm này. Đột nhiên đẩy hắn một thanh. Để hắn leo lên mây xanh, đi vì nhân tộc nghịch thiên cải mệnh. Làm vô tận thiên ý, hội tụ tại hắn đế hoàng thiên ý phía trên thời điểm, Lý Thiên Mệnh ý chí, tại thời khắc này, chưa từng có bạo tăng. Lại thêm, trong lòng như núi lửa một dạng phẫn nộ, ầm vang nổ tung. Xông lên đi, để bọn hắn, nhìn đến ta thiên mệnh hoàng hướng lực lượng. Cái này hoàng triều, chỉ là một cái ban đầu. Lý Thiên Mệnh sẽ mang lấy bọn hắn lớn mạnh. Ong ong ong. Thức hải của hắn, phát sinh bàng bạc oanh minh.
Cái kia, Đông Hoàng kiếm, hình dáng thiên ý, hội tụ ức vạn chúng sinh lực lượng, tại thời khắc này đăng phong tạo cực. Năng lượng biến đến cực hạn thời điểm, chính là biến chất phát sinh thời khắc. Theo trời ý đến thần ý, cũng là biến chất. Mà thiên ý biến chất, cũng là còn lại biến chất chìa khóa. Cầm tới cái chìa khóa này, chính là đại đạo bắt đầu. Oanh, 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 Đông Hoàng kiếm, biến chất, trong đó bộ như là tinh vân nổ tung, phát sinh từng đợt bạo phát. Đây là quy tắc thuế biến. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, trên người mình, một loại căn bản tầng thứ tại thuế biến. Làm hắn thiên ý, chuyển biến làm thần ý cái này nháy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được, mình tại trong vũ trụ vị trí, phát sinh cải biến. Trước kia, chỉ là bi bô tập nói đứa bé. Mà bây giờ, trưởng thành. Vũ trụ là một cái cự nhân, nó có vô hạn tri thức, nắm trong tay vô tận lực lượng. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh học xong một đạo tri thức, hắn lập tức liền sẽ cùng cái này cự nhân, đổi lấy càng nhiều lực lượng. Trong thức hải, cái kia, Đông Hoàng kiếm, điên cuồng lớn mạnh. Trước kia trói buộc ở trên đây, Nguyệt Hồn Huyết Long, giờ khắc này, đã sớm vỡ nát. Làm cái này thần ý lớn mạnh tới trình độ nhất định thời điểm, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác được, chung quanh cái này 1 triệu thiên hồn, giống như sống lại một dạng. Bọn họ, rên rỉ run rẩy, về sau thần phục. Dạng này một màn, chính là Lý Thiên Mệnh thành thần khó khăn nguyên nhân. Cái này một bước vượt qua, sau đó hết thảy, tất lại chính là vùng đất bằng phẳng, không thể ngăn cản. Bước đầu tiên, thiên ý hóa thần ý. Đến đón lấy bước thứ hai, thần ý phân hóa ức vạn, vào ở giới tử. Một bước này, không dùng Lý Thiên Mệnh phiền nhiễu. Làm thần ý triệt để lột xác thành công thời điểm, cái kia thức hải bên trong to lớn, Đông Hoàng kiếm, trực tiếp phân thân ức vạn, hóa thành vô số, Đông Hoàng tiểu kiếm, theo thức hải bên trong tản ra, chạy về phía Lý Thiên Mệnh toàn thân giới tử. Thiên ý, rốt cục rời đi thức hải. Sau đó thức hải, chỉ có mệnh hồn. Cái này là sinh mệnh tầng thứ thuế biến bắt đầu. Làm ngàn tỷ thần ý tiến vào giới tử về sau, Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, chính mình đối lực lượng trưởng khống, đạt tới trình độ khủng bố. Hắn phảng phất có, thần niệm, đó là một loại mới cảm quan, loại này cảm quan, tựa như là trong cơ thể ánh mắt. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh cơ hồ có thể thấy rõ ràng, trên thân thể mình mỗi một cái giới tử trung ương, đều có Đông Hoàng kiếm tọa chấn. Mỗi một cái giới tử, đều là lực lượng mới hạch tâm. Bọn họ so thánh cung muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng là, bọn chúng số lượng, là thánh cung vô số lần. Bọn họ rất nhỏ, nhưng nói thật, có thần ý tọa chấn, bọn họ cũng thành trở thành, vô biên vũ trụ. Tiếp đó, bước thứ ba. Cái kia chính là, lấy thần cấp cảnh giới công pháp, phá nát thánh cung, tan rã mệnh tuyển kiếp hoàn. Để sinh tử kiếp lực chuyển hóa làm thiên tinh luân, tiến vào vô tận giới tử, trở thành giới tử ban đầu lực lượng. Một bước này, Lý Thiên Mệnh sớm thì chuẩn bị xong. Làm hắn thiên ý, lột xác thành thần ý thời điểm, huỳnh hỏa bọn họ 4 cái cũng giống như thế. Bọn chúng thần ý, cũng đã phân hóa đến toàn thân giới tử bên trong. Ngay sau đó, Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết, Thái Cực Hồng Mông Điển, Khởi Nguyên Thế Giới Thuật. Tứ Đại Nghịch Thiên Công Pháp, đồng thời vận chuyển. Cộng sinh hệ thống tu luyện, cho bọn họ trói bình tĩnh ở cùng nhau, đến xông vào tăng cường lực lượng một bước mấu chốt nhất. Trật tự trưởng khống lực lượng. Hiện tại, trật tự có, liền bắt đầu thuế biến lực lượng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh còn có một cái nghi vấn. Cái kia chính là, tử phủ tháp lại sẽ ngăn cản, chính mình cải biến thánh cung. Theo lý thuyết, tử phủ tháp sẽ ngăn cản thánh cung phá nát. Nhưng là, theo Thái Nhất Tháp thủ hộ chính mình bản nguyên tới nói, nó không thể lại ngăn cản, chính mình vượt qua đến cảnh giới mới. Đáp án, lập tức công bố. Làm 4 đại công pháp phá nát chi pháp. Vận chuyển tới thánh cung phía trên thời điểm, tử phủ tháp quả nhiên tự động biến mất. Lý Thiên Mệnh vô cùng thuận tiện. Hắn trong thánh cung, luyện ngục mệnh tuyền, hồng mông mệnh tuyền, hỗn độn mệnh tuyền cùng khởi nguyên mệnh tuyền, mỗi loại đều có sống chết 2 cái, mỗi cái đều có tầng 12 kiếp hoàn. Lý Thiên Mệnh chỉ cần nghịch chuyển công pháp, liền có thể tại lúc này khắc, để mệnh tuyền phá nát, cuốn lên thánh cung. Một bước này cũng không nguy hiểm. Bởi vì, trải rộng thân thể cường hãn thần ý, có thể khống ở hỗn loạn lực lượng. Đem những lực lượng này, hút vào tiến giới tử bên trong. Tựa như là ngàn tỉ miệng, cũng sớm đã, đói khát khó nhịn. Ong ong ong, tiếng oanh minh âm, lại lần nữa vang lên. Kiếp hoàn nguyên một đám vỡ nát.
Đây là một cái chậm rãi quá trình, cũng sẽ không duy nhất một lần vỡ nát. Thánh cung mệnh tuyển hệ thống, tại bốn đại thánh chi cảnh giới, đã đi đến cuối con đường. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, phá về sau, lập xuống rộng lớn hơn căn cơ. Mới hệ thống, chính là thần ý, giới tử, thiên tinh luân hệ thống. Tại thần ý cùng cảnh giới mới công pháp trưởng khống phía dưới. Nguyên một đám giới tử bên trong, lấy thần ý, đông hoàng kiếm, làm trung ương, nguyên một đám vòng xoáy hình dáng, thiên tinh luân, sinh ra. Làm mỗi một cái giới tử, đều ra đời đông hoàng kiếm cùng thiên tinh luân về sau, Lý Thiên Mệnh trên thân thể, bắt đầu lóng lánh chân chính tinh thần quang huy. Thông qua thần niệm, hắn có thể nhìn đến, những cái kia tinh luân, tựa như là thương thiên phía trên tinh vân vòng xoáy một dạng. Cùng vũ trụ lực lượng, tương tự như vậy. Huỳnh hỏa địa ngục thiên tinh luân, hiện lên màu đỏ thắm, lộng lẫy sáng chói. Miêu miêu hỗn độn thiên tinh luân, rất giống nó thần thông, hồn thiên điện ngục, đen nhánh lập lòe, tinh thần cùng tia điện cùng múa. Lam hoàng hồng mông thiên tinh luân, thì như thái cực phong hồ một dạng, sơn hải mỗi người một nửa, tạo thành màu xanh lam cùng màu nâu âm dương ngư, mỗi một cái thiên tinh luân, quả thực đều là thái cực phong hồ. Tiên tiên khởi nguyên thiên tinh luân, hiện tại lại có ba loại nhan sắc, theo thứ tự là đỏ trắng hắc, tự nhiên càng thêm thần bí chói lọi, những cái kia tinh thần, thậm chí hiện lên đóa hoa hình dáng. Đến mức Lý Thiên Mệnh, hắn, đông hoàng kiếm thần ý, tọa chấn phía dưới thiên tinh luân, hết thảy có tầng 4. Tuy nhiên mỗi một tầng, đều so thái cổ hỗn độn cự thú thiên tinh luân muốn nhỏ một chút, nhưng là, trọn vẹn tầng 4, bao quát hỗn độn, hồng mông, địa ngục, khởi nguyên tứ đại thiên tinh luân. Mỗi một cái giới tử bên trong, bốn tầng tinh luân cùng nhau lực lượng, vẫn là muốn so huỳnh hỏa bọn họ cường. Làm trong thánh cung mệnh tuyển lực lượng tan hết thời điểm, trên cơ bản toàn thân giới tử, đều đã nắm giữ thiên tinh luân. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ bốn cái, đều đã nắm giữ thiên tinh luân chi thể. Nắm giữ thượng thần chi thể. Đương nhiên, cái này cũng không nói rõ, Lý Thiên Mệnh đã đạt tới đạp thiên đệ nhất giai. Bởi vì, trên người hắn lực lượng, toàn bộ đều là trước kia sinh tử kiếp lực biến thành. Chúng ta bây giờ, cần hấp thu đại lượng nguyệt tinh nguyên lực lượng. Ngay tại cái này nguyệt thần điện hấp thu. Kết quả là, bọn họ tựa như là hóa thành vòng xoáy, dẫn đến vô số nguyệt tinh nguyên mà đến. Tại cái này đói khát thời điểm, hấp thu vũ trụ nguyên lực, tụ hợp vào quanh thân thiên tinh luân bên trong. Bọn họ cường độ, bắt đầu bạo tăng. Đương nhiên, coi như hấp thu đến sung mãn trình độ, cái kia đều không phải là kết thúc. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh trên thân, còn đang phát sinh lấy còn lại thuế biến. Đầu tiên cái thứ nhất, cũng là tử phủ tháp. Tử phủ tháp, đã từng thủ vệ thánh cung, thủ vệ Lý Thiên Mệnh lực lượng hạch tâm. Lúc này, Lý Thiên Mệnh lực lượng hạch tâm, biến thành toàn thân giới tử, đã đa nguyên hóa. Lại hoặc là nói, đã không còn hạch tâm. Lý Thiên Mệnh một mực hiếu kỳ, tử phủ tháp sẽ sinh ra cái gì cải biến. Tại thánh cung mệnh tuyển lực lượng. Tuần hướng toàn thân, hóa thành thiên tinh luân thời điểm, cái kia nguyên bản kiên cường tử phủ tháp, vậy mà như, đế hoàng thiên ý, một dạng phân hóa ức vạn, hóa thành một tia sáng tím, tan vào toàn thân giới tử bên trong. Làm cái này màu tím cùng giới tử kết hợp thời điểm, tương đương với cho giới tử tăng thêm một tầng lồng ánh sáng màu tím. Không hề nghi ngờ, đây là một loại phòng hộ lực lượng. Khi tất cả giới tử, đều nắm giữ một tầng màu tím bao phủ thời khắc, biểu hiện bên ngoài đi ra. Chính là Lý Thiên Mệnh da thịt, đều có nhàn nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Mà chính hắn chỗ cảm nhận được, chính là nhục thể phòng ngự cường hóa. Tử phủ tháp phân hóa, tuy nhiên không bằng trước kia giống như không thể phá vỡ, nhưng lại có thể phòng ngự toàn thân. Cái này khiến của ta thần thể, chẳng những có thiên tinh luân chi lực, càng có hơn tử phủ tháp cùng thanh linh tháp song trọng phòng ngự. Một cái gia cố, một cái chữa trị. Tử phủ tháp phòng ngự. Không thể như nhục thân cường hãn như thế, càng cường lực lượng công kích. Nhưng, lại làm cho Lý Thiên Mệnh, nắm giữ có thể so với cộng sinh thú nhục thân phòng ngự lực. Bây giờ thần thể đại thành, quanh thân tinh thần lập lòe, hắn ở vào nguyệt thần điện bên trong, vẫn có phát sáng vạn trượng cảm giác. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh khí chất, lại có trình độ nhất định kéo lên. Hắn thân thủ nắm tay, hấp thu nguyệt tinh nguyên, tiếp tục lớn mạnh quanh thân thiên tinh luân. Mỗi một cái bốn tầng tinh luân. Đều đang xoay tròn bên trong, biến đến càng càng bao la. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, thành một cái ban đầu tiểu vũ trụ. Làm hắn thần thể đại thành về sau, biến hóa thứ hai sinh ra.
cái kia chính là linh hồn. Thần thể, thần ý đại thành, kéo theo lấy trong thức hải linh hồn, cũng đang phát sinh lấy kịch biến. Linh hồn, biến thành thần hồn. Cái kia xương trắng một dạng linh hồn, ở trên trời ý tiêu tán về sau, bắt đầu tại trong thức hải ngưng tụ. Từ vũ khí trạng thái, kết thành một cái màu trắng tinh thực thể tiểu nhân. Huỳnh hỏa bọn họ bốn cái cũng giống như thế, linh hồn đều thành thực thể. Bất quá, hình dáng thì cùng bản thể của chúng nó một dạng. Nói thí dụ như, huỳnh hỏa linh hồn là phượng hoàng. Đương nhiên, cái này có thể nhìn đến thần hồn, nhưng thật ra là thiên địa mệnh tam hồn mệnh hồn. Thiên hồn ở trên, địa hồn tại bên người, căn bản không nhìn thấy. Hai cái này, phải chăng có phát sinh thuế biến? Theo trên điển tịch ghi chép, nếu như tại đạp thiên chi cảnh trước, thì mở ra thức thần, như vậy tại thành thần quá trình bên trong, thức thần hội có một lần thuế biến thức cường hóa. Cái này theo mặt bên chứng minh, lần này linh hồn thuế biến, thiên hồn, địa hồn, đều có thể thuế biến. Mệnh hồn ngưng tụ thực thể, kháng tính tăng nhiều, đến thần hồn cảnh giới. Nghe nói, đến đạp thiên chi cảnh về sau, thì có thể bắt đầu tu luyện mệnh hồn, ngưng tụ làm thực thể mệnh hồn, ở vào một cảnh thần hồn cảnh giới. Mệnh hồn chi lực càng mạnh, trình độ nhất định ảnh hưởng tu luyện, cảm ngộ thiên phú, cũng sẽ ảnh hưởng thần văn sư, luyện khí sư các loại thiên phú. Đồng thời đối thức thần hoặc là linh hồn, huyễn cảnh công kích sức chống cự, đều sẽ càng mạnh. Mệnh hồn tu luyện chi đạo, Lý Thiên Mệnh tạm thời không có trải qua. Nhưng là hắn biết, thiên hồn, chủ trưởng tu hành. Địa hồn, chủ trưởng chiến đấu cùng phụ trợ mệnh hồn. Mệnh hồn, thì là người căn bản. Mệnh hồn chết, thiên địa hồn tán, người thì chết. Mệnh hồn cường đại, chính là người cường đại, càng có thể kéo theo thiên địa hồn cường đại. Mệnh hồn bên trong, có chân chính trí nhớ. Cái này cùng thiên hồn thứ ba thị giác trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến, chính mình thần thể cùng thần cấp mệnh hồn hình thành. Làm trong thức hải, cái kia thực thể tiểu nhân ngưng tụ thành công thời điểm, hắn bất ngờ nhớ tới hắn thành tựu đạp thiên chi cảnh, một dạng thứ nhất thứ then chốt. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Hiện tại, phá kiếp sao? Hắn khát vọng biết đáp án này. Đầu tiên, hắn tại mệnh hồn của mình tiểu trên thân thể người, thấy được vô số kiếp vòng văn tự. Ban đầu 10 cái chữ, mỗi cái đều tại mạng này hồn phía trên, phân hóa rất nhiều. Bọn họ vẫn là văn tự hình thức tồn tại. Đây là kiếp vòng chuyển rời đến mệnh hồn phía trên, điều này có ý vị gì? Lý Thiên Mệnh tâm lý chấn động động. Hắn cảm giác đầu tiên là, suy nghĩ của mình, cảm quan, trong lúc nhất thời biến đến vô cùng rõ ràng. Làm hắn mở to mắt, lấy tai mắt mũi miệng, đi cảm nhận cái thế giới này thời điểm, hắn phát hiện, hết thảy đều biến đến rất đơn giản. Bao quát chung quanh những thứ này nguyệt thần tộc thiên hồn, bọn họ tu luyện cố sự, quét một lần đi qua được thật nhanh. Chỗ gần hạt bụi nhỏ, xa xa thanh âm, đệ tử khác nói chuyện với nhau, mỗi người ngón tay khẽ run, quanh thân quay chung quanh nguyệt tinh nguyên lực lượng, đều biến đến vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả trong đầu chuyện cũ, đều rất rõ ràng. Có lẽ, đây là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mang tới biến hóa. Là năng lực lĩnh ngộ cùng cảm quan bạo tăng sao. Dạng này, làm cho ta lại càng dễ, thân hòa thiên địa vũ trụ, đi tìm tu hành đáp án. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, xa xa không chỉ là như thế. Hắn cúi đầu xem xét, hai tay trên cánh tay, 10 cái màu đen quỷ dị văn tự kiếp vòng, một lần nữa trở về. So sánh mệnh hồn phía trên vô số kiếp vòng văn tự, cái này 10 cái ký hiệu, mới là mệnh kiếp bản thể. Làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi tại đây nguyên một đám văn tự phía trên thời điểm. Hắn bất ngờ phát hiện, hắn vậy mà nhận biết, những thứ này chữ viết xa xưa. Cánh tay trái phía trên, theo chữ thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự là, đông, nam, sinh, thiên, thời. Trên cánh tay phải, theo chữ thứ nhất bắt đầu, theo thứ tự là, tây, bắc, tử, địa, không. Hai bên lẫn nhau có thể đối lên. Theo thứ tự là, đông tây, nam bắc, sinh tử, thiên địa, thời không. Cái này... Không rồi cùng thập phương đạo cung, thập phương điện, giống như đúc sao. Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Thập phương đạo cung, người nào mệnh tên? Vậy mà cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp 10 cái văn tự giống nhau. Ta hiện tại, tính toán phá kiếp sao? Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không biết. Tối thiểu nhất có 2 điểm. Điểm thứ nhất, sinh tử kiếp cảnh điệp ra mệnh kiếp thọ mệnh suy kiệt, biến mất. Hắn tương đương tại 17 tuổi thời điểm. Liền được đạp thiên chi cảnh ngàn năm thọ mệnh.
Điểm thứ hai, hắn cảm giác não tử vô cùng rõ ràng. Hiện tại hắn ở vào vô cùng khát vọng, trưởng khống thế giới trật tự giai đoạn. Như quả không ngoài dữ liệu, hắn phải cùng Lý Vô Địch một dạng, ở vào một loại bạo phát kỳ. Đến đón lấy hắn tốc độ phát triển, hẳn là sẽ thật nhanh. Các ngươi đâu, cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi Huỳnh Hỏa bọn họ. Bởi vì cộng sinh hệ thống tu luyện, đem vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, chia sẻ cho bọn họ. Trên thế giới này, nắm giữ tiểu mệnh kiếp cộng sinh thú, cũng chỉ có bọn họ cùng Lý Thị Thánh Tộc. Cường A, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên nói. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đi ra, để ngươi xem một chút. Huỳnh Hỏa theo cộng sinh không gian bên trong bay ra, rơi vào Lý Thiên Mệnh lòng bàn tay. Có thể nhìn đến, Thánh Cung Mệnh Tuyền chi thể chuyển hóa làm Chu Thân Thiên Tinh Luân chi thể, tại ở bề ngoài nhìn, Huỳnh Hỏa hình thể lớn nhỏ, tạm thời không có quá lớn cải biến. Đây là bởi vì, thân thể cải biến chính là nội hạch. Nhưng là rất rõ ràng, hắn có thể cảm giác được, Huỳnh Hỏa loại kia trên diện rộng sinh mệnh thuế biến. Ánh mắt nó phía trên thứ 1000 cái điểm sao, đã bổ sung lên. Lúc này thời điểm, nó đã thành thần thú. Đây đều là cơ sở biến hóa. Huỳnh Hỏa cho Lý Thiên Mệnh triển lãm, là nó lông vũ. Cái này lông vũ như, địa ngục thiên tinh luân, một dạng, lóng lánh đỏ ngôi sao màu đỏ quang huy, xem ra như là kim loại một dạng, 10 phần lộng lẫy. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, nguyên một đám, đông nam tây bắc thiên địa sinh tử thời không. Những thứ này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp văn tự, tại nó lông vũ bên trong lưu truyền. Những văn tự này trải rộng thân thể của nó, để nó toàn thân trên dưới, có một loại để người ra đầu tê dại lực lượng. Giống như Lý Thiên Mệnh trong thức hải, vô số kiếp vòng văn tự, trải rộng mệnh hồn tiểu thân thể người một dạng. Hiển nhiên, nó phá kiếp, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Đây là loại thứ nhất, không thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú lực lượng bản thân. Bởi vì, tiểu mệnh kiếp là ta mang cho bọn họ. Huỳnh Hỏa trước kia tất cả thủ đoạn, không tính chiến quyết, đều đến tự nó huyết mạch bản thân. Đúng, cho nên ta hoài nghi, nếu như ta phát triển đến cực hạn, dựa vào loại này lực lượng, ta có thể so sánh trước kia ta, càng mạnh. Huỳnh Hỏa nói, bởi vì điệp ra vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, so cái kia nuốt sống mặt trời vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng còn mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Những thứ này kiếp vòng văn tự, tại ngươi lông vũ phía trên, có làm được cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nó có danh tự, gọi thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận. Huỳnh Hỏa nói. Người nào nói tên cho ngươi? Tự nhiên là đi ra. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Có tác dụng gì? Ngươi thử một chút. Huỳnh Hỏa thi triển phần thiên vũ linh thần thông, bất quá lần này, nó chỉ phân ra một mảnh lông vũ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, cái này lông vũ phía trên, có kiếp vòng văn tự tồn tại. Nó đem cái này lông vũ, nắm vào trên cánh, đột nhiên quăng về phía Lý Thiên Mệnh bắp đùi. Phốc phốc, cái kia một cái lông chim, vậy mà theo Lý Thiên Mệnh trên đùi, trực tiếp xuyên thấu qua. Phải biết, Lý Thiên Mệnh bắp đùi, là điệp gia tử phủ tháp thần thể. Nhục thân phòng ngự lực, tương đương cường hãn. Nhưng là, lại hoàn toàn ngăn không được Huỳnh Hỏa cái này mang theo, thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, lông vũ. Vũ trụ hỏa nhận, chính là nó phá kiếp về sau. Lấy được vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp thu hoạch. Trước kia Huỳnh Hỏa thông qua thông thiên phần ma vũ tiến hóa, có thông thiên cương khí, xuyên thấu năng lực rất mạnh. Nhưng là, cùng hiện tại cái này, vũ trụ hỏa nhận, căn bản không tại một cái cấp độ. Tên như ý nghĩa, cái này dao găm ngọn lửa, liền vũ trụ đều có thể mở ra. Nói một cách khác, tương đương với đem Huỳnh Hỏa phương diện này thiên phú, cho vô hạn phóng đại. Muốn là nó trở lại vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng trạng thái. Nó chẳng những có thể nuốt sống mặt trời, chỉ dựa vào lông vũ, đều có thể cắt chém thời không. Ta vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, là tự thân tiểu mệnh kiếp huyết mạch, cùng thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch va chạm, sinh ra kỳ tích. Loại này va chạm, trái lại tạo phúc bọn họ, cho bọn họ bản thân siêu việt hy vọng. Kiến thức Huỳnh Hỏa, thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, uy lực, Lý Thiên Mệnh cũng để cho Miêu Miêu bọn họ đi khai quật, phá vạn cổ là đại mệnh kiếp về sau, mang đến năng lực. Bọn họ đều có, như vậy, ta nhất định có. Hắn chợt nhớ tới Lý Vô Địch. Đúng rồi, Huỳnh Hỏa loại năng lực này, không hãy cùng nghĩa phụ ta, huyết ma biến, là một loại loại hình. Lúc trước khẽ nói tháng năm giữa trời phá kiếp thời điểm, tại dưới ánh trăng, chiến đấu lực đều có thể mạnh hơn đấy. Cho nên nói, cái này thuộc về phá kiếp sau năng lực thiên phú.
không tính thần thông, cũng không là đạo kiếp, mà chính là mệnh kiếp thiên phú. Lúc trước Lý Vô Địch cùng hắn cộng sinh thú, đều thu được huyết ma biến. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, hắn cộng sinh thú phá kiếp thiên phú, có thể sẽ cùng mình khác biệt. Thậm chí, mỗi người đều không giống nhau. Một hồi về sau, Miêu Miêu cũng xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nó màu đen lông tơ phía trên, nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện cái kia kiếp văn văn tự tồn tại. Giống như gọi, bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo. Miêu Miêu tràn đầy phấn khởi mà nói. Có cái gì dùng, Lý Thiên Mệnh hỏi. Đem ta thần thông cùng tốc độ, lại phóng đại. Trước kia bản mèo lại mãnh liệt lại nhanh, hiện tại, cự mãnh liệt cự nhanh. Thần thông vô hạn dùng, tốc độ không giới hạn. Vạn giới lôi bạo chiếm hữu, tất cả lôi đình đều điệp ra kiếp này vòng văn tự, một vụ nổ nổ, tặc cường. Miêu Miêu ngạo kiều nói. Rất rõ ràng, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tại phóng đại ưu thế của bọn nó, để chúng nó càng thêm nghịch thiên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lam Hoàng trên người kiếp vòng văn tự càng nhiều, mà lại toàn bộ đều tại bên ngoài thân trên vảy rồng. Kỳ danh là Sơn Hải Kiếp, Tinh Hải Thôi Sán. Những thứ này kiếp vòng văn tự, không lại là màu đen, mà chính là đủ mọi màu sắc, đan vào một chỗ, tại Lam Hoang trên thân, hình thành óng ánh khắp nơi tinh thần hải dương. Trước kia Lý Thiên Mệnh không hiểu, hiện tại hắn biết, ngôi sao trên trời, đều là con núi có nước thế giới, cho nên, Lam Hoang cũng là một đầu tinh thần chi long. Cái này Sơn Hải Kiếp cùng Tử Phủ Tháp nhưng khác biệt, những thứ này kiếp vòng văn tự, chẳng những tăng cường Lam Hoang phòng ngự lực, càng là tăng cường nhục thân của nó lực lượng. Cái này khiến ưu thế của nó, mở rộng đến càng thêm đáng sợ. Lợi hại. Cuối cùng là tiên tiên. Nó nhánh cây, cánh hoa, dây leo, sợi rễ phía trên, đều có kiếp vòng văn tự tồn tại, số lượng càng nhiều. Kỳ danh là, sinh linh kiếp, sinh mệnh chớ chú. Cái này sinh linh kiếp, thì một chút đặc thù một chút. Lý Thiên Mệnh biết loại này mệnh kiếp thiên phú nơi phát ra. Cái gọi là sinh mệnh chớ chú, cũng là bọn họ tại sinh tử kiếp cảnh. Ở vào tử kiếp thời điểm, đối với địch mạng sống con người, thọ nguyên cướp bóc. Chỉ bất quá, tiên tiên kế thừa loại năng lực này, mà lại rõ ràng phóng đại. Những thứ này kiếp vòng văn tự, đều có cướp bóc sinh mệnh khủng bố năng lực. Thần hỏa kiếp, bôn lôi kiếp, sơn hải kiếp, sinh linh kiếp. Hiện tại có lẽ những năng lực này, tạm thời không tính nghịch thiên. Chờ chúng nó tiếp tục trưởng thành, lại điệp ra thái cổ hỗn độn cự thú ưu thế, sẽ càng ngày càng kinh người. Những cái kia kiếp vòng văn tự, có vĩnh hằng bí mật. Lý Thiên Mệnh cùng bọn họ khác biệt. Hắn loại này kiếp vòng văn tự, xuất hiện ở mệnh hồn bên trong. Cho nên hắn có chút không làm rõ ràng được, thuộc về mình mệnh kiếp thiên phú, lại là cái gì. Trong hoảng hốt, mấy cái mơ hồ chữ, xuất hiện trong đầu. Nó là Thiên Mệnh Kiếp, Tam Hồn Thái Nhất. Tam Hồn Thái Nhất. Hắn có chút sở khóc sở cười, bởi vì cái này quá tối nghĩa. Thiên hồn cùng địa hồn tạm thời nhìn không thấy, chỉ có mệnh hồn bên trên có kiếp vòng văn tự. Thế mà, tam hồn thái nhất, đến cùng có tác dụng gì, hắn không có cách nào cùng huỳnh hỏa bọn họ một dạng nếm thử. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên. Để cho mình, chính thức bước vào đạp thiên chi cảnh cấp thứ nhất, minh nguyệt thiên. Sau 3 canh giờ, đại công cáo thành. Quanh thân 4 tầng ngôi sao vòng chi lực, vô cùng nổ tung. Hắn cảm giác mình mạnh đến mức nghịch thiên. Rút lui. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này, trở về hướng Khương Phi Linh báo tin vui thời điểm. Đột nhiên, hắn vị trí ánh trăng hình dáng nguyệt thần điện, trực tiếp nổ tung, đổ sụp, phá nát. Ầm ầm. Nổ thật to âm thanh, vô số tiếng kêu thảm thiết, cuốn tới. Nguyệt thần điện nổ tung, vô số nguyệt thần tộc tổ tiên thiên hồn, bắt đầu lên không, tiêu tán. Lý Thiên Mệnh ngây dại. Bởi vì, này bằng với Huy Nguyệt gia tộc trăm vạn năm truyền thừa, bị diệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh còn đang suy nghĩ, tam hồn thái nhất đâu, liền để biến cố bất thình lình, chỉnh có chút mơ hồ. Hắn rõ ràng minh bạch, Nguyệt thần điện đối với Huy Nguyệt gia tộc ý nghĩa. Cái này thì tương đương với thần tông trạm tinh cổ lộ. Không có trăng thần điện. Không có tiền bối truyền thừa chỉ dẫn, về sau Huy Nguyệt gia tộc con nối dõi, tu hành đều phải bắt đầu lại từ đầu, tự mình tìm tòi. Cái kia tối thiểu đến hao phí, gấp 3-4 lần trở lên thời gian. Mà lại, hạn mức cao nhất rất thấp. Tương đương với, gia tộc phá sản.
hắn nhìn đến vô cùng rõ ràng. Không có trăng thần điện bên trong các loại kết giới trưởng khống, cái kia 1 triệu trở lên tổ tiên thiên hồn, thành vô chủ chi vật, hướng về trên không phiêu tán. Trong quá trình này, vầng trăng kia hình dáng, Nguyệt thần điện, còn đang kéo dài sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Nguyệt thần điện trong ngoài, đều có không ít người. Cái này kinh thiên chi biến, dọa đến rất nhiều người kinh hoàng kêu thảm. Làm Nguyệt thần tộc, bọn họ so Lý Thiên Mệnh càng rõ ràng, chuyện này ý nghĩa. Lòng của bọn hắn, đã sớm run rẩy, tuyệt vọng, lưng đã phát lạnh. Vấn đề là ai làm? Nguyệt thần điện không có khả năng tự động sụp đổ. Lý Thiên Mệnh chỉ là ở chỗ này đột phá thành thần, hắn động tính tương đương với Nguyệt thần điện tới nói, không tính quá lớn. Bởi vì, hắn hết thảy, đều là trong thân thể hạch cải biến. Cho nên, Nguyệt thần điện sụp đổ, cùng hắn đồng dạng không quan hệ. Lúc này Nguyệt thần điện sụp đổ, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, nguyên lai hắn lúc tu luyện, toàn bộ Huy Nguyệt Thành, giống như có lẽ đã lâm vào trong hỗn loạn. Khả năng đã sớm loạn, chỉ là ta tại Nguyệt thần điện bên trong, không có phát hiện. Hắn vội vàng kết thúc tu luyện, chuẩn bị rời đi. Rầm rầm rầm, các loại đỉnh phong cao thủ chiến đấu thanh âm, còn ở bên tai quanh quẩn. Đến cùng là ai? Lý Thiên Mệnh tâm lý có dự cảm bất tường. Hắn cấp tốc giấu đi, sau đó lấy bây giờ vô cùng bén nhạy cảm quan, bốn phía tìm tòi. Tìm được. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp. Hắn nhìn đến Nguyệt thần điện trên không nơi nào đó, xuất hiện một cái toàn thân bao phủ tại bạch bào bên trong nam tử. Rõ ràng là hắn hủy diệt Nguyệt thần điện. Cái kia giết Huy Nguyệt độ liễu y chiếu hung thủ. Hắn đến cùng phải hay không bồ đề. Lần này trông thấy hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng xác định. Bởi vì, hắn hiện tại cảm quan quá linh mẫn, coi như đối phương ẩn tàng, hắn đều ở tại trên thân, ngửi thấy quỷ thần vị đạo. Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới không phải mở ra lấy sao? Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc. Kỳ thật Nguyệt thần điện bên ngoài, cũng có rất nhiều thủ hộ kết giới bảo hộ. Nhưng rất rõ ràng, bởi vì Nguyệt thần tộc tự cao, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, cường đại, tựa hồ cũng không có ở Nguyệt thần điện mở ra bố trí phòng vệ. Nói trắng ra là, Nguyệt thần tộc tại cái này chạm gác bên trong, hoàn toàn không có đối thủ, càng không cạnh tranh. Trăm vạn năm đến, bọn họ cơ hồ không có từng chịu đựng khiêu chiến, quen thuộc nhàn hạ, sống an nhàn sung sướng, cao cao tại thượng sinh hoạt. Dạng này thị tộc, tại chính thức tao ngộ bồ đề loại này hung đồ thời điểm, trong lòng bọn họ ngạo mạn, tuyệt đối sẽ xấu đại sự. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui. Làm Lý Thiên Mệnh trông thấy bồ đề thời điểm, đối phương cũng không có, tại vô số Nguyệt thần tộc thiên hồn trong khe hẹp nhìn đến hắn. Hắn hủy đi cơ hồ không có bố trí phòng vệ Nguyệt thần điện, dẫn tới Huy Nguyệt thành đại loạn. Lúc này thời điểm, lấy Huy Nguyệt thiên ngự cầm đầu gia tộc cường giả, đã sớm tròn mắt tận nứt. Bọn họ vây quanh bồ đề, tiến hành một trận chấn thiên chém giết. Hắn giống như, so trong truyền thuyết, lại mạnh mẽ rồi. Chỉ nhìn một chút, Lý Thiên Mệnh liền biết, bồ đề vì cái gì tại yên lặng sau một thời gian ngắn, còn có thể chủ động tiến công, mở ra hộ thành kết giới Huy Nguyệt thành. Bởi vì, hắn hiện tại, mới thật sự là đỉnh phong. Dựa theo Lý Thiên Mệnh tính ra, muốn không phải quỷ thần nhất tộc bị Huy Nguyệt độ phu phụ đồ sát, bồ đề rất có thể ẩn núp đến bây giờ, mới có thể tránh thức xuất thủ. Hiện tại Huy Nguyệt thành, quá loạn. Khắp nơi đều là rú thảm, thút thít, khắp nơi đều là sụp đổ phế tích. Hắn trở lại Huy Nguyệt thành, muốn hủy đi Huy Nguyệt gia tộc truyền thừa, tùy tiện giết người, mục tiêu của hắn bên trong, nhất định còn có ta cùng Huy Nguyệt thơ. Mà Huy Nguyệt thơ cùng Khương Phi Linh, bây giờ còn đang độ Nguyệt phủ. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh không có cách nào lưu tại nơi này quan chiến. Hắn lập tức lặng yên rời đi, hướng về độ Nguyệt phủ phương hướng phóng đi. Dọc theo con đường này, tốc độ của hắn so thành thần trước nhanh hơn. Lần thứ nhất sử dụng, tinh luân nguyên lực. Mỗi cái giới tử bên trong, thiên tinh luân nhanh chóng xoay tròn, để tốc độ của hắn như mũi tên, hướng về mục tiêu phun ra. Lực lượng hạch tâm, đều phân tán toàn thân, sử dụng được dùng, càng nhanh mạnh hơn. Đây là Lý Thiên Mệnh cảm giác đầu tiên. Hắn như một đạo tinh quang, tại trên đường phố lóe lên một cái rồi biến mất, rời xa chiến trường kia, rời xa cái kia phá nát Nguyệt thần điện. Nhìn lại, vô số ngân nguyệt thiên hồn, như là cánh diều một dạng, hướng về bầu trời tiêu tán. Tràng diện kia nhất là hùng vĩ. Lại thêm bên kia chiến đấu oanh minh, kiến trúc sụp đổ. Hình ảnh như vậy, đủ để cho toàn bộ Huy Nguyệt thành dân chúng,
đều lâm vào bi thương cùng trong sự sợ hãi. Dọc theo đường phía trên, Lý Thiên Mệnh nhìn đến rất nhiều người chạy trốn, rên rỉ. Không hề nghi ngờ, hôm nay giống như là Huy Nguyệt gia tộc tận thế. Lao vụt ở giữa, Độ Nguyệt phủ, đến. Lý Thiên Mệnh mới vừa vào cửa miệng, liền thấy Huy Dạ Thi cùng Khương Phi Linh. Để Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn chính là, Khương Phi Linh trên người, Nguyệt hồn huyết long, vậy mà hết rồi. Nàng khôi phục tự do, ngoại trừ sắc mặt hơi hơi tái nhợt bên ngoài, tựa hồ cũng không có chuyện gì khác. Làm sao không có? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Hôm nay lại tới một lần loại kia dị thường trạng thái, đem nó cho vặn nát. Khương Phi Linh nói. Việc này giá trị phải cao hứng, nhưng lại có không rõ gian nan khổ cực, cho nên, không thể hoàn toàn tính toán tin tức tốt. Nhưng tối thiểu nhất, thấy được nàng rốt cục khôi phục tự do, không lại dùng bị thống khổ, Lý Thiên Mệnh tâm lý thở dài một hơi. Ngươi, thành công. Huy Dạ Thi trợn mắt hốc mồm nhìn lấy hắn. Kỳ thật, Khương Phi Linh cũng phát hiện. Thánh cung mệnh tuyển tiêu tán, sinh tử kiếp lực biến mất, chuyển hóa làm tinh luân nguyên lực, khác nhau phi thường to lớn. Thần thể tồn tại, cơ hồ không cách nào ẩn tàng. Các nàng đều vì Lý Thiên Mệnh cao hứng. Đừng nói trước, hung thủ xuất hiện, Độ Nguyệt phủ không an toàn, chúng ta lập tức rời đi Huy Nguyệt gia tộc, tại Huy Nguyệt thành tìm một chỗ giấu đi. Huy Nguyệt thành ngoại trừ Huy Nguyệt gia tộc Huy Nguyệt cung điện, còn có 2/3 khu vực. Nếu như giấu đi, chỉ dựa vào Bồ Đề một người, muốn tìm tới bọn họ rất khó. Hiện tại Nguyệt hồn huyết long tuy nhiên nát, nhưng Lý Thiên Mệnh Đông Hoàng kiếm còn không có cầm về. Muốn là ra Huy Nguyệt thành, vậy coi như không về được. Ba người nói đi là đi, trực tiếp rời xa chiến trường. Ta ở bên ngoài có một ít chỗ ẩn thân, đi theo ta. Huy Dạ Thi dẫn đường, tại hiện tại động loạn Huy Nguyệt thành trên đường phố tiến lên, 7 lần quạt 8 lần rẽ, lớn nhất đờ vào một cái hầm cầu. Không nghĩ tới, hầm cầu phía dưới còn có một tòa địa cung. Địa cung còn có kết giới bảo hộ, chỉ cần đem kết giới khởi động, còn có thể chế tạo huyễn cảnh, ẩn tàng địa cung tung tích. Cái này tam nguyên kiếp văn kết giới, đối Khương Phi Linh tới nói không khó. Trốn vào cái này địa cung về sau, Bồ Đề mang tới uy hiếp, tạm thời biến mất. Hắn vào bằng cách nào? Lý Thiên Mệnh hỏi Huy Dạ Thi. Xông vào. Huy Dạ Thi tê cả da đầu nói. Không phải nói Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, có thể ngăn cản hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đạo lý là như vậy, nhưng là xây dựng ở, tu vi của hắn là, thập đạo thiên, tầng thứ tình huống dưới. Kết quả hôm nay, hắn tối thiểu bày ra đạp thiên thập nhất giai, mệnh luân thiên, thực lực, trực tiếp thế như trẻ che vọt vào. Người biết, bình thường thủ hộ kết giới, là vì chiến tranh chuẩn bị, tác dụng mà chống đỡ quân đoàn làm chủ, tại ngăn cản đứng đầu cường giả phương diện, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới sẽ yếu một ít. Chủ yếu nhất là, cái này sát thủ có một đoạn thời gian không có lộ diện, các trưởng bối mê tín Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới uy lực, kết quả bị đánh đòn cảnh cáo. Ta nhìn thấy tên kia xông tới, chuyện làm thứ nhất, cũng là đem Nguyệt Thần Điện đập. Huy Dạ Thi thuộc về Huy Nguyệt gia tộc. Cho nên, Nguyệt Thần Điện sụp đổ, để cho nàng tâm hoảng ý loạn, bực bội bất an, thậm chí hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh cũng không có khả năng nói cho nàng, sát thủ kia 80% cũng là Bồ Đề. Hắn không muốn đem chiến trường, dẫn hướng Viêm Hoàng Đại Lục. Các ngươi nói. Hung thủ kia hiện tại so với chúng ta tộc vương đô cường. Chúng ta tộc vương là thập đạo thiên, cảnh giới, còn lại lão tiền bối, cửu tôn thiên chỉ có mấy cái, còn lại đều là thất diệu thiên, bát thánh thiên, tu vi, bọn họ có thể ngăn cản cái này sát thủ sao? Hắn đều xông tới, lần này muốn là ngăn không được, sợ rằng sẽ đại khai sát giới, vậy ta Nguyệt Thần tộc. Huy Dạ Thi một mặt thê thảm. Xem các ngươi Hy Hoàng bệ hạ, hoặc là còn lại bát Nguyệt Thiên Thành. Trợ giúp phải chăng kịp thời đi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn vừa rồi thì đã nhìn ra, sát thủ một người độc đấu mấy cái, không chút nào rơi vào hạ phong. Cái này sát thủ, nếu như ngay từ đầu mạnh như vậy, hắn sớm liền có thể trực tiếp chu diệt. Điều này nói rõ, hắn trong khoảng thời gian này ẩn núp, là vì đột phá. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh chính mình cũng không nghĩ ra, Bồ Đề vì sao sẽ mạnh mẽ như thế, chớ nói chi là nàng. Nguyệt Thần tộc sự tình, hắn không quản được. Coi như hắn đưa ra Bồ Đề thân phận, cũng sẽ chỉ làm Nguyệt Thần tộc diệt đi 1 tỷ quỷ thần, thế mà, vẫn là không ngăn cản được Bồ Đề đồ giết bọn hắn. Tại Huy Dạ Thi vội vàng dạo bước thời điểm, Lý Thiên Mệnh kiểm tra một chút Khương Phi Linh tình huống.
nàng giống như hết thảy bình thường. Nơi này còn đau không? Lý Thiên Mệnh vuốt ve phần lưng của nàng hỏi. Tốt một chút rồi, ca ca. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Trước đó nhô lên, giống như cũng đi xuống điểm. Lý Thiên Mệnh chạm đến lấy nàng cái kia bóng loáng phần lưng nói. Vậy là tốt rồi. Khương Phi Linh hơi hơi thở dài một hơi. Nàng xoay người lại, nắm Lý Thiên Mệnh tay, hỏi, tiếp đó, người muốn làm sao đi? Trước tiên đem ta Đông Hoàng kiếm cầm về, sau đó rời đi Huy Nguyệt Thành, ta không muốn ở nơi này. Lý Thiên Mệnh nói. Oa, vậy ta làm sao bây giờ? Thủ tiết sao? Huy Dạ Thị ủy khuất nói. Suy nghĩ nhiều quá ngươi. Ta liền sợ sát thủ. Huy Dạ Thị cũng không biết, sát thủ có thể sẽ nhằm vào nàng. Theo Độ Nguyệt Phủ trốn tới, là Lý Thiên Mệnh an bài. Vậy ngươi ngay tại cái này trốn tránh, các loại phong ba đi qua. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, đúng, ta nhớ tới một việc. Huy Dạ Thị vỗ đùi, nhảy dựng lên nói ra. Cái gì? Hôm nay là Nguyệt Thần Huy Quang buông xuống thời gian, ngươi nếu là không đi, lần sau khả năng phải đợi 3 tháng. Huy Dạ Thi nói. Hôm nay, hiện tại, Bồ Đề chính ở bên ngoài đại khai sát giới đây. Đúng a, hôm nay, hiện tại đã là trạng vạng tối, chỉ còn lại 2 canh giờ. Huy Dạ Thi nói. Trước đó, nàng vốn là muốn đi Nguyệt Thần Điện nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, kết quả sát thủ bỗng nhiên xuất hiện, đem nàng hoảng sợ trở về Độ Nguyệt Phủ. Liên quan tới thức thần, Lý Thiên Mệnh có rất lớn chờ mong. Nhất là, hiện tại hắn 10 cái kiếp vòng, đều về tới trên cánh tay, mà lại vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, bày ra mới trạng thái. Phải chăng phá kiếp không rõ ràng, có thể rất rõ ràng, cái này kiếp vòng cho Huỳnh Hỏa bọn họ, cung cấp siêu cường chiến đấu lực. Hắn lưu tại Huy Nguyệt Thành, một cái khác mắt to, cũng là thức thần. Nguyệt Thần Huy Quang buông xuống, địa điểm là tại Huy Quang Điện A. Ngươi dẫn ta đi, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không đi, ta sợ hãi, ta cho ngươi một tấm bản đồ, chính ngươi đi tìm đi. Huy Quang Điện khoảng cách Nguyệt Thần Điện rất xa, đoán chừng sẽ không bị chiến đấu tác động đến. Hôm nay Huy Quang Điện vốn là có rất nhiều người, nhưng là hiện tại sát thủ tiến đến, trắng trợn đồ sát, ta đoán chừng những người khác trên cơ bản chạy. Dù sao, khai mở thức thần, đều là mấy tuổi tiểu hài tử, cũng không dám lưu lại. Huy Dạ Thi nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút. Chỉ còn lại 2 canh giờ, bỏ lỡ còn muốn tại Huy Nguyệt Thành chờ thêm 3 tháng. Vậy liền lãng phí thời gian. Các ngươi hai cái tại cái này trốn tránh, ta đi thử xem. Lý Thiên Mệnh lúc này quyết định. Hiện tại ra ngoài, có nguy hiểm tương đối, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm. Nếu là có thể thừa dịp loạn cầm lại Đông Hoàng Kiếm, vậy hắn tại Huy Nguyệt Thành, thì triệt để không có lo lắng. Chú ý an toàn. Huy Dạ Thi nói, Lý Thiên Mệnh đem Miêu Miêu lưu tại nơi này. Khai mở thức thần không dùng được cộng sinh thú. Cộng sinh thú tuy nhiên có địa hồn, nhưng chúng nó địa hồn có thể khai mở không được thức thần. Không phải vậy thì lộn xộn. Muốn không phải hắn chả muốn cầm về Đông Hoàng Kiếm, hắn đoán chừng sẽ để cho còn lại 3 đầu cộng sinh thú, đều lưu tại nơi này bảo hộ Khương Phi Linh. Cửa cung, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh ôm một cái, tại gò má nàng hôn một cái. Nói, chờ ta trở lại. Không gặp không về. Khương Phi Linh nhẹ nhàng buông lỏng ra, ôm lấy hắn phần eo tay. Không có vấn đề. Nói xong, Lý Thiên Mệnh trực tiếp chạy ra ngoài, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong cung điện dưới lòng đất, Miêu Miêu chổng vó, duỗi một cái cự đại lưng mỏi, lại ngáp một cái, cười tủm tỉm nói. Không sai, các ngươi ra ngoài chinh chiến, ta giữ vững hậu phương lớn, hoàn mỹ. Nói xong. Vù vù chìm vào giấc ngủ. Huy Nguyệt Thành, Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới phía trên. Lơ lửng trên đám mây trên không hướng xuống nhìn xuống, có thể thấy rõ ràng, phía dưới cái kia bị kết giới bao phủ Huy Nguyệt Thành bên trong, chính phát sinh kinh thiên náo động. Vô số bụi mù lăn lộn, to lớn thức thần khắp nơi đều là, mơ hồ còn có thể nghe được các loại kêu đau. Đương nhiên, nhìn càng thêm rõ ràng, là những cái kia trăng bạc bộ dáng thiên hồn, như Khổng Minh đang một dạng lên không. Xuyên qua Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, phun lên thương thiên. Không có Trăng Thần Điện bảo hộ, bọn họ bên ngoài tồn tại thời gian, tuyệt đối sẽ không quá dài. Tại trận này thảm liệt chém giết bên trong, cũng không ai chú ý tới, đám mây phía trên, có một cái áo đen thiếu nữ lơ lửng ở chỗ này. Nàng một đôi thầm trong mắt màu đỏ, chính tại nhìn phía dưới phun trào trăng bạc thiên hồn. Đây chính là Huy Nguyệt Thành, hai người bọn hắn hẳn là còn ở trong này đi. Thiếu nữ,
chính là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng có thể xuất hiện ở đây, nói rõ nàng thông qua đoạn thời gian này khổ tu, lại thêm thái cổ tà ma chỉ dẫn, đạt tới đạp thiên chi cảnh. Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, phát tài. Cộng sinh không gian bên trong, thái cổ tà ma vũ u, trên nhảy dưới tránh, lâm vào trong điên cuồng. Nó muốn đi ra, nhưng là cộng sinh không gian để Lâm Tiêu Tiêu phong bế. Không phải nói, không thể lại ăn thiên hồn sao? Lâm Tiêu Tiêu hơi không kiên nhẫn nói. Nàng rất rõ ràng, lấy thái cổ tà ma cùng mình thiên phú, những thứ này tiêu tán trăng bạc thiên hồn, tuyệt đối là một trận đại tạo hóa. Mà lại, nếu như bọn họ không lợi dụng, những thứ này trăng bạc thiên hồn, lập tức liền sẽ tiêu tán, đương nhiên vô tồn. Mắt thấy những thứ này trăng bạc thiên hồn tiêu tán, thái cổ tà ma gấp đến độ bụng lại nhanh nổ, nó líu lo không ngừng, nói. Ta mới nói bao nhiêu lần, ngươi làm sao lại không hiểu đâu. Mệnh hồn mới là người căn bản, thiên hồn, địa hồn, vậy cũng là tại mệnh hồn đản sinh thời điểm, cái này thiên địa vũ trụ, xứng đôi cho mệnh hồn. Bản chất của bọn chúng thuộc ở thiên địa, nhất là thiên hồn, nó thậm chí đều không thuộc về người, chỉ là thiên địa vũ trụ đối sinh linh dám thì cùng trưởng khống, là một loại ghi chép, hắn bản chất cùng bên trong thiên địa linh khí, vũ trụ nguyên lực, cũng không có gì khác biệt. Như là sinh linh vừa mới chết, hắn thiên hồn khả năng còn mang theo, đến từ mệnh hồn ái hận tình cửu cùng đối trần thế quyến luyến, nhưng loại này phong tổn trăm vạn năm thiên hồn, nói trắng ra là cũng là ghi chép tu luyện kiếp sống vô chủ năng lượng thể, nếu là không bị phong tồn, bọn họ đã sớm cái kia tiêu tán. Chúng ta thái cổ tà ma, mặc dù là thiên hồn, khắp nơi đốt giết cướp đoạt, mục tiêu cũng là các tộc tổ tiên thiên hồn, phá hư người khác truyền thừa, nhưng theo trên căn bản nhìn, hành vi của chúng ta, thiên địa vũ trụ, sẽ không định tính vì tà ác. Bởi vì những ngày kia hồn, coi như bị chúng ta chỗ ăn, chờ chúng ta sau khi chết, cũng tan họp thành thiên địa năng lượng. Đem chết đi thiên hồn phong tồn, mới là một loại để thiên hồn không được an bình phương thức. Đã hiểu không? Cái gọi là tà ác, đó là bị cướp đoạt người, cho chúng ta lập hạ định nghĩa. Vì những thứ này trăng bạc thiên hồn, thái cổ tà ma một hơi, nói nhất đại đầy. Kỳ thật những lời này, nó đã sớm cùng Lâm Tiêu Tiêu, giải thích qua vô số lần. Tiêu Tiêu, chúng ta ước định, không thông qua giết người đến luyện hóa thiên hồn, nhưng là những thứ này bị phong tồn, không cách nào chảy trở về thiên địa vũ trụ thiên hồn, nó cũng là vô chủ năng lượng thể, nó là thứ ba thị giác trí nhớ, tựa như là một bản ngôi thứ ba sách, nó không phải mệnh hồn, nó là có thể sử dụng, được không? Thái cổ tà ma hiện tại vô cùng hèn mọn. Nó sợ hãi sắc vi huyết chú, nhưng nó không muốn làm người yếu. Quả thật có trí nhớ của nó tại, Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng có thể mạnh lên. Nhưng là, nó không quen hiện tại yếu ớt trạng thái. Tiêu Tiêu, nhanh điểm A, mỗi thời mỗi khắc đều có lãng phí, muốn không dạng này, người trước tiên có thể không luyện hóa, ta trước nuốt vào bụng, toàn bộ phong tồn, người có thể hướng tất cả mọi người nghe ngóng thiên hồn bản chất. Nó là thiên địa mệnh tam hồn bên trong, khoảng cách sinh linh xa nhất một hồn, nó bản chất là thiên địa vũ trụ một bộ phận. Nếu như người phát hiện ta tại lừa gạt ngươi, người có thể yêu cầu ta lại nhổ ra, để chúng nó tiêu tán. Thái cổ tà ma còn tại líu lo không ngừng. Vậy liền nói tốt, ngươi trước tồn lấy, không được nhúc nhích, nếu như ngươi loạn động, ta về sau mỗi ngày, đều bị ngươi nhấm nháp một canh giờ sắc vi huyết chú. Lâm Tiêu Tiêu nói, ai, ngươi làm sao cũng không biết nhân tâm tốt đâu. Ta hiện tại bị ngươi trưởng khống, những ngày này hồn, chủ yếu vẫn là đối ngươi có hiệu quả, muốn không phải ngươi, ta sớm vô hạn đột phá. Thái cổ tà ma nói, chính nó, cũng không cần những thứ này, bởi vì nó thần ý, đầy đủ lớn mạnh. Kẹp lại bọn họ cảnh giới, là Lâm Tiêu Tiêu thần ý. Dù sao chính ngươi cân nhắc đi, ta không có dò nghe, ngươi trước hết tổn lấy. Lâm Tiêu Tiêu nói, thật tốt, điểm này Lâm Tiêu Tiêu cũng không sợ. Bởi vì cộng sinh hệ thống tu luyện trói buộc, chỉ cần nàng không cường đại, thái cổ tà ma liền không khả năng cường đại. Bọn họ vĩnh viễn đồng bộ. Cho đến lúc này, Lâm Tiêu Tiêu mới đưa thái cổ tà ma phóng xuất. Thái cổ tà ma chấn động màu đen cánh thịt, tại thương thiên phía trên bay múa, thì cùng thiên cầu thực nguyệt giống như, đem vô số sắp tiêu tán trăng bạc thiên hồn, cho nuốt vào bụng bên trong phong tồn. Ta nói cho ngươi, những người này vì con cái đời sau cường đại. Cưỡng ép đem thiên hồn lưu trên thế gian, tương đương với một mình giam cầm thiên địa vũ trụ năng lượng, đây mới là nghịch thiên hành động. Chúng ta thái cổ tà ma chuyên môn vì quét sạch mà sinh, cái này vạn tộc cho là chúng ta tà ác, trên thực tế, chúng ta mới đại biểu cho thiên địa chính nghĩa. Chúng ta để thiên địa vũ trụ, năng lượng chảy trở về.
Thái cổ tà ma tự tin nói. Vậy các ngươi để thiên hồn trực tiếp tiêu tán, trở về thiên địa không được sao, còn muốn ăn vào đi. Lâm Tiêu Tiêu trợn mắt một cái nói. Ngươi hiểu cái gì, chúng ta cho thiên địa vũ trụ làm thuê, chẳng lẽ thì không xứng cầm làm thuê phí sao? Dù sao ai cũng chạy không khỏi người chết đèn tắt, không ai có thể tránh thức vĩnh sinh, chúng ta điểm ấy làm thuê phí, sớm muộn trả lại thiên địa. Thái cổ tà ma nghĩa chính ngôn từ nói. Lâm Tiêu Tiêu lười nhác cùng nó nói mò. Nàng cúi đầu nhìn phía dưới Huy Nguyệt Thành, bên trong cường giả, để cho nàng cảm giác được tim đập nhanh. Ngươi nhanh điểm, phía dưới rất nhiều cường giả tới, xem ra là phải khẩn cấp thu hồi bọn họ thiên hồn. Nhân số còn không ít, Lâm Tiêu Tiêu nói. Nghe nói như thế, Thái cổ tà ma gấp, một trận cuồng nuốt. Thì cái này chút thời gian, nuốt vào trăm không được có thể, nhưng là bảo tồn chừng 100.000, vấn đề cũng không lớn. Như nó nói như vậy, nó xác thực đem những ngày này hồn, phong tồn tại Thái cổ tà ma đặc thù bụng, để chúng nó không đến mức tiêu tán. Lúc này thời điểm, phía dưới đã có rất nhiều, Nguyệt thần tộc cường giả đi lên. Đi, có kết giới tại, bọn họ không có cách nào vào thành, chỉ có thể trốn đến nơi xa đi. Trở lại Huy Nguyệt gia tộc, Lý Thiên Mệnh hướng chỗ sâu ngóng nhìn, bên kia chiến trường vẫn còn đang đánh. Hiện tại Huy Nguyệt gia tộc người, đều cùng hắn trước đó một dạng, đều tại bỏ mạng ra bên ngoài chạy, tránh cho bị sát thủ giết hại. Bây giờ, bọn họ rõ ràng là toàn cả gia tộc cường giả đều xuất động, vây giết hung thủ. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, bên kia thức thần đều giả thiên tế nhật. Đầy trời đều là cho bụi, căn bản không nhìn thấy bổ đề bóng người. Hắn đều có thể giết đến bây giờ, nói rõ nếu như hắn muốn đi, Huy Nguyệt gia tộc người, căn bản ngăn không được hắn. Hắn trả lưu tại nơi này chém giết, là bởi vì, hắn thật vất vả tiến đến một chuyến, nhất định muốn chém giết nhiều người hơn. Nếu như hắn thật, giết đến không sai biệt lắm, không ai cản nổi ở, hắn đoán chừng sẽ đem hết toàn lực, tìm ta cùng Huy Dạ Thi. Nhìn như vậy lên, Lý Thiên Mệnh lần này đi ra, có nhất định tính nguy hiểm. May mắn, Huy Quang Điện rời xa chiến trường. Lý Thiên Mệnh đối Huy Nguyệt gia tộc đủ quen. Hắn thì nhìn thoáng qua địa đồ, đại khái liền biết Huy Quang Điện tại vị trí nào. Làm hắn đi vào chung quanh đây thời điểm, quả nhiên phát hiện, nơi này Nguyệt thần tộc trên cơ bản đều chạy. Lớn như vậy khu vực, một bóng người đều không có. Vừa vặn, trời cũng giúp ta. Hắn chả lo lắng cho mình khai mở thức thần thời điểm, để cho người khác trông thấy, gây nên phiền toái không cần thiết. Trực giác nói cho Lý Thiên Mệnh, hắn không thể đi Lý Khinh Ngữ đường. Cho nên, mặc kệ ta hôm nay mở ra mấy cái thức thần, ta tại trước mặt mọi người sử dụng, tuyệt đối không thể vượt qua 5 cái. Huy Quang Điện so Nguyệt Thần Điện muốn nhỏ một chút, nhưng bên trong một mảnh trống trải. Lý Thiên Mệnh mở ra cửa lớn, độc thân tiến đến. Trước mắt là Bát Ngát Đại Điện, cao đến vài trăm mét, một kiện bài trí đều không có. Thuận miệng nói một câu, bao quát chân đạp mặt đất, đều có thể phát ra hồi âm. Hắn đem đại cửa đóng lại. Về sau, hắn đem ánh mắt rơi vào cái này Huy Quang Điện trung ương. Vị trí kia, trên trời rơi xuống một đạo chùm sáng 7 màu, chiếu sáng một cái hình tròn khu vực. Khu vực này không lớn, đường kính chỉ có chừng 3 thước. Lý Thiên Mệnh cất bước mà đến, gọn gàng mà linh hoạt, đứng ở quang mang này khu vực. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ có thể nhìn đến, cái này Huy Quang Điện trên không trên nóc nhà, có một khối lỗ trống. Thông qua cái này lỗ trống, có thể nhìn đến vì sao trên trời. Nhưng bây giờ, lại có một cái màu sắc rực rỡ như thủy tinh thạch đầu, lơ lửng tại Huy Quang Điện trên không. Cái kia chính là, Nguyệt Thần Huy Quang. Nghe nói đây là một kiện đặc thù thần vật, đến từ trật tự chi địa, có thể phụ trợ khai mở thức thần, toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh thức thần mở ra, cũng có thể cái này Nguyệt Thần Huy Quang có quan hệ. Bình thường nó đều tại, Nguyệt Thần Thiên Thành. Bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã đứng ở, Nguyệt Thần Huy Quang chỗ chiếu rọi khu vực. Thân thể của hắn, cũng không có cảm giác biến hóa gì, dù sao Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi chính là địa hồn. Bất quá, hắn vẫn là đem hai tay ống tay áo, đều cho tuốt đi lên, đưa trên cánh tay 10 cái kiếp vòng cho lộ ra. Trong đó, tay trái hắc ám tí phía trên 5 cái màu đen văn tự, tây bắc chỗ chết hư không, cũng không rõ ràng, thậm chí rất khó phát giác. Khai mở thức thần, đầu tiên bước đầu tiên, tại Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi xuống, nhường đất hồn hiển hình, nhìn đến chính mình địa hồn. Lý Thiên Mệnh hiện tại rất quen thuộc thiên địa mệnh tam hồn. Nhưng là nói thật, hắn chỉ gặp qua thức hải bên trong, hiện đang là thật thể mệnh hồn.
thiên hồn ở trên, lơ lửng không cố định, địa hồn ở chung quanh, cũng theo không có hiện thân qua. Tam hồn, quá kỳ diệu, tam hồn thái nhất, cái này, thái nhất, là có ý gì? Cùng thái nhất tháp có quan hệ sao? Lý Thiên Mệnh cảm giác rất có ý tứ. Hiện tại không người quấy rầy, hắn liền chuyên tâm, đi tìm kiếm mình địa hồn. Đồng thời, tại Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi phía dưới, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên cánh tay mình 10 cái kiếp vòng, chính đang phát sinh lấy biến hóa rất nhỏ. Cái này 10 cái màu đen văn tự, vậy mà tại vặn vẹo, giống là sống lại một dạng. So với nghĩa phụ ta phá kiếp, ta cái này vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, giống như thẳng nội liếm, ẩn tàng sâu vô cùng. Bọn họ, đến cùng cất giấu bí mật gì? Thời gian trôi qua, hắn rất chờ mong. Xì xì xì. Sau đó không lâu, cái này 10 cái kiếp vòng, bắt đầu phát ra một số tiếng vang. Ta hiện tại lực lượng của thân thể hạch tâm, là toàn thân giới tử, nhưng nghe nói, khai mở thức thần về sau, những thứ này kiếp vòng, cũng là thức thần lực lượng hạch tâm. Kiếp vòng xem ra không lớn, kỳ thật nội bộ, cũng có rộng lớn không gian. Đến lúc đó, ta lúc tu luyện, bản thể cùng thức thần, có thể đồng bộ, cần nguyệt tinh nguyên càng nhiều. Nhìn như vậy lên, thức thần, tựa như là, ký sinh, tại bên trong thân thể của mình một dạng. Cái này cùng, xen lẫn, có bản chất khác biệt. Thức thần không thể rời khỏi thân thể, làm không được cộng sinh thú linh hoạt như vậy, càng không có thần trí, càng giống là một loại vũ khí. Tại Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi xuống, Lý Thiên Mệnh cảm giác mệnh hồn nhận lấy một số ảnh hưởng. Hắn dần dần có một ít u ám, trước mắt màu sắc quang mang quá mức chói lọi, nhìn đến thời gian dài, cũng sẽ cho người sinh ra một số ảo giác. Địa hồn. Lý Thiên Mệnh một mực tại tìm tòi tung ảnh của nó. Thời gian trôi qua bên trong, không biết đi qua bao lâu, một cái mơ hồ bóng người, dần dần ngưng thực, từ từ xuất hiện tại trước mắt mình. Thức thần khai mở, mấy cái kiếp vòng, liền sẽ có mấy cái thức thần, địa hồn liền cần, chia ra thành mấy cái. Phân liệt quá nhiều, có thể hay không dẫn đến địa hồn suy yếu. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không rõ ràng. Hắn chỉ có thể nói. Mệnh kiếp nhất tộc đem đất hồn biến thành chiến đấu cá thể, là một loại khiến người ta nhìn mà than thở trí tuệ. Hắn định thần nhìn, cái kia đứng ở trước mắt một mét chỗ, cùng mình đối mặt bóng người. Hắn, dần dần ngưng thực. Đó là một cái, hư vô chính mình. Bộ dáng của hắn, cùng mình hoàn toàn giống nhau, tóc trắng, hắc hai con mắt màu vàng óng, mặt mỉm cười, dường như xa cách từ lâu trùng phùng. Trên người hắn, quả nhiên cùng mệnh hồn một dạng, tràn đầy kiếp vòng văn tự. Điều này nói rõ, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, đã ảnh hưởng tới địa hồn, mệnh hồn. Tam hồn thái nhất, như vậy thiên hồn, rõ ràng cũng có kiếp vòng văn tự. Đây chính là đất của ta hồn, cho nên, sẽ phân liệt thành 10 cái sao. Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm giác, cái này địa hồn, đã cùng chính mình 10 cái kiếp vòng, phát sinh một chút liên lụy. Hắn tại Nguyệt Thần Huy Quang chiếu rọi phía dưới, chính đang phát sinh lấy thuế biến. Lý Thiên Mệnh chờ đợi hắn phân liệt. Đúng vào lúc này, một kiện để Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nghĩ tới sự tình, phát sinh. Cho tới nay, lặng lẽ tiềm tàng ở trên người hắn, linh hồn kiếp phó, vậy mà thoát ly thân thể, đến trước mắt của hắn, tạo thành một cái mơ hồ bóng người, cùng địa hồn sóng vai đứng chung một chỗ. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn cái kia còn lại 8 cái, hồn phó, hóa thành điểm đỏ, bỗng nhiên toàn bộ tiêu tán ra. Bọn họ cùng linh hồn kiếp phó một dạng, toàn bộ cùng địa hồn hội tụ cùng một chỗ. Lý Thiên Mệnh đếm một chút. Một tăng thêm 9, tương đương với 10, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Không phải vậy đâu, tương đương 3.000 hậu cung sao? Khá lắm, người cái này đổ bỏ đi, nữ nhân không có mấy cái, huynh đệ một đống lớn. Sớm muộn đâm chết ngươi. Huynh hỏa mắt trợn trắng. Huynh đệ một đống lớn. Lý Thiên Mệnh cảm giác, bây giờ nói cái này còn quá sớm. Ai biết tiếp đó? Cái này 9 cái hồn phó thêm lên một cái địa hồn, sẽ phát sinh biến hóa gì? Theo khai mở thức thần trình tự nhìn lại, địa hồn hiện thân về sau, sẽ ở kiếp vòng cùng Nguyệt Thần Huy Quang cộng đồng tác dụng dưới, đầu tiên phân liệt. Trên cơ bản, thức thần tu luyện giả cầm giữ có mấy cái kiếp vòng, địa hồn liền sẽ chia ra thành mấy cái. Thế mà, bây giờ 9 cái, đế quân hồn phó, đều đi tới Lý Thiên Mệnh trước mắt. Bọn họ cùng địa hồn đứng chung một chỗ, là có ý gì? Là chủ động xuất hiện, vẫn là. Cái này tựa hồ không có đáp án. Nhưng là, Lý Thiên Mệnh lại nhìn đến, tiếp đó, hắn địa hồn cũng không có phân liệt.
ngược lại phát sinh một kiện, càng chuyện kỳ diệu. Cái kia chính là, địa hồn phía trên cái kia vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, kiếp vòng văn tự, vậy mà tuôn hướng 9 cái đế quân hồn phó. Cơ hồ tại trong thời gian rất ngắn, 9 cái hồn phó trên thân, đều có cùng địa hồn một vài mục đích kiếp vòng văn tự. Tại cái này, kiếp vòng văn tự, nước vọt khắp hồn phó toàn thân thời điểm, Lý Thiên Mệnh từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác. Hồn phó, biến hóa. Bọn họ dù là còn bảo lưu lấy một số tự mình, nhưng hắn trên bản chất, tại kiếp vòng văn tự dung hội phía dưới, vậy mà thành cùng loại Lý Thiên Mệnh, địa hồn, tồn tại. Mỗi một cái hồn bộc, đều cùng địa hồn một dạng, cùng Lý Thiên Mệnh trong thức hải mệnh hồn, sinh ra liên hệ. Trước kia, mệnh hồn bên trong phảng phất có một đầu vô hình tuyến, cùng hồn khiên dẫn trói chặt. Mà bây giờ, mệnh hồn nhiều 9 đầu tuyến, lấy giống nhau, kiếp vòng văn tự, làm cơ sở, lại trói chặt 9 cái hồn phó. Hồn phó, thành Lý Thiên Mệnh mới địa hồn. Ta không phải địa hồn chia ra làm 10 cái, mà chính là lấy 9 cái hồn phó làm cơ sở, lấy vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp liên tiếp, ra đời thì 9 cái mới địa hồn. Cho đến nay, cái này đại mệnh kiếp vẫn không thể tưởng tượng. Tại sao lại phát sinh bực này biến hóa, Lý Thiên Mệnh cũng không rõ ràng. Hắn chỉ có thể suy đoán, khả năng này là tam hồn thái nhất hiệu quả. Tựa hồ, thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh tu luyện mạnh, hiện lên hiện tại nhục thân, phương diện lực lượng. Mà vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mạnh, thì hoàn toàn chuyển rời đến thiên địa mệnh tam hồn phía trên. Giống như là hai khung xe ngựa, kề vai sát cánh. Hồn phó thành địa hồn, tăng thêm nguyên bản địa hồn, tổng số cũng là 10 cái. Cái này cùng một cái địa hồn, chia ra thành 10 cái, khác nhau ở chỗ nào? Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt cái này 10 cái, trên thân lưu chuyển lên kiếp vòng văn tự, địa hồn. Hắn chỉ có thể nói, khả năng dạng này cơ sở càng mạnh đi. Dù sao, nếu như đến đón lấy có thể mở mang ra 10 cái thức thần, như vậy mỗi một cái thức thần, hoặc là lấy Lý Thiên Mệnh đơn độc một cái địa hồn làm căn cơ, hoặc là cũng là lấy đế quân hồn phó, làm căn cơ. Theo kiếp vòng văn tự, tại 10 cái, vùng đất mới hồn, lẫn nhau ở giữa lưu động, nó trên người chúng kiếp vòng văn tự, tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cái này 10 cái hoàn toàn mới địa hồn, có điểm giống là Lý Thiên Mệnh, mệnh hồn, tay chân. Cũng có thể nói, là mệnh hồn binh khí. Biết thần số lượng lấy kiếp vòng làm cơ sở, bởi vì mỗi cái thức thần, đều nhất định muốn một kiếp vòng, làm lực lượng căn cơ. Địa hồn tăng thêm kiếp vòng, tương đương với thức thần. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Mệnh khẳng định là 10 cái thức thần. So Lý Khinh Ngữ sẽ còn thêm một cái. Như vậy, ta thức thần, đến cùng lại là cái gì? Hắn tiếp tục chờ đợi. Bây giờ địa hồn sẵn sàng, lập tức tới ngay thức thần đản sinh thời khắc. Nguyệt thần huy quang chiếu rọi, địa hồn nhập kiếp vòng, thức thần hàng trần thế. Thời cơ đã đến, hết thảy liền từ Lý Thiên Mệnh, nguyên địa hồn, bắt đầu. 10 cái địa hồn sắp xếp trước mắt, tại chỗ hồn, bước ra một bước, cùng Lý Thiên Mệnh mặt đối mặt đứng thẳng. Lý Thiên Mệnh nâng lên cánh tay phải, ánh mắt rơi vào, lớn nhất tới gần tay cầm cái kia màu đen văn tự kiếp vòng phía trên. Cái này văn tự, là, đông, ý tứ. Tại Nguyệt Thần huy quang chiếu rọi xuống, hết thảy biến đến mê huyễn. Lý Thiên Mệnh tại chỗ hồn, đúng vào lúc này, hóa thành một trận bao hàm kiếp vòng văn tự mê vụ, tràn vào, đông chữ kiếp vòng, bên trong. Một trận đủ để dẫn phát linh hồn cộng minh thuế biến, đột nhiên bắt đầu. Từ nơi sâu xa, một cái hư vô mà cổ lão thanh âm, tại mệnh hồn bên trong quanh quẩn. Lý Thiên Mệnh nghe qua cái thanh âm này. Đó là hắn đạt được thái nhất tháp thời điểm, cái kia nói cho hắn biết, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, người áo bào trắng thanh âm. Lần này, Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy hắn tồn tại. Thanh âm của hắn, lại ở trong lòng oanh minh quanh quẩn. Đông Nam Tây Bắc. Chính là hỗn nguyên tứ cực, tứ phương tổ thần tọa chấn, định đỉnh thiên địa ở trong gầm trời. Đây là tại giải thích, 10 cái văn tự bên trong, đông nam tây bắc, hàm nghĩa. Tại thanh âm oanh minh bên trong, hắn tận mắt thấy, đông chữ kiếp vòng, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong đó bộ, như là tinh vân va chạm. Địa hồn ở trong đó dung hội kiếp vòng lực lượng, phát sinh căn bản cải biến, hóa thành thức thần linh thể. Hắn chả không thấy được thức thần dáng vẻ. Nhưng là hắn lại nhìn đến, cái kia, đông chữ kiếp vòng, nhiều một đạo nét bút. Đó là một thanh kiếm, đem một cái cổ lão, đông chữ, cho chia làm hai bên hai nửa. Tại chỗ hồn, dung nhập đông chữ kiếp vòng về sau, mặt khác ba cái,
hồn phó địa hồn, bắt đầu đồng thời dung nhập Tây chữ kiếp phòng, Nam chữ kiếp phòng cùng Bắc chữ kiếp phòng bên trong. Như thế, Lý Thiên Mệnh tay trái tay phải, mỗi người lớn nhất dựa vào bên ngoài hai cái kiếp phòng, đều đã có địa hồn. Kiếp phòng nội bộ, phát sinh thuế biến. Một cái mới, linh thể, lực lượng hệ thống, tại kiếp phòng bên trong sinh ra. Toàn thân thức thần, thai nghén mà ra. Đã có bốn cái, hiện tại có thể nhìn xem, ta thức thần, là cái dạng gì a? Thức thần loại hình, trình độ nhất định, quyết định thức thần cường đại hay không? Nghe nói, thiên chi thức thần, rõ ràng mạnh nhất. Nguyệt thần tộc, khuyển minh thần, côn hải ma, lục thải thần lộc, các loại, đều thuộc về thiên chi thức thần, có thiên thần hàng lâm ý tứ. Còn lại thuộc loại, như là binh khí, thực vật, đồ vật các loại, tầng thứ đồng dạng. Đương nhiên, thức thần mạnh không mạnh, vẫn là quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố. Tại cảnh giới trước mặt, loại hình không có ý nghĩa gì. Huy Nguyệt Dục, Thiểm Quang Kiếm, trên thực tế so Huy Nguyệt Dận, Khuyển Minh Thần còn mạnh hơn. Làm Lý Thiên Mệnh nhìn đến, Đông Nam Tây Bắc, bốn chữ này, đều bị bốn thanh kiếm xuyên qua thời điểm. Hắn suy đoán chính mình thức thần, hẳn là sẽ là binh khí loại hình. Lại là kiếm. Thức thần, hiện thân đi. Hắn giang hai cánh tay. Cái này hai cánh tay phía trên, Đông Nam Tây Bắc bốn cái kiếp vòng vậy mà tại chấn động, phát ra chấn động oanh minh, dẫn tới toàn bộ Huy Quang Điện đều tại rung động. Nói thật, cái này thức thần đản sinh động tính, so với những cái kia mấy tuổi tiểu hài tử khai mở thức thần thời điểm, phải lớn hơn vô số lần. Dù sao, những đứa trẻ mở ra thức thần, là thánh chi cảnh giới. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở ra, là thần cấp thức thần. Ong ong. Giống như hắn dự liệu như thế. Tại hắn triển khai hai tay, tay cầm chiêu thiên thời khắc. Cái kia bốn cái kiếp phòng bên trong, đột nhiên xông ra bốn thanh lập lòe cự kiếm. Cái này chói mắt linh thể thần binh, hắn ánh sáng chói lóa mang, để Lý Thiên Mệnh hai mắt, cũng nhìn không được híp lại. Cái này ra sân, quá khốc khoe. Hắn vốn là đứng tại thất thải quang mang phía dưới, lại triển khai hai tay, thì đi theo vạn chúng chú mục sân khấu giống như, mà bốn kiếm sau gào thét. Theo trên cánh tay lao ra. Cái kia nháy mắt bày ra phong mang, để Huy Quang Điện bên trong, vô tận kiếm khí mãnh liệt. Làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt, rơi vào, đồng chữ kiếp vòng, bên trong chui ra ngoài cự kiếm thời khắc, vừa rồi cái thanh âm kia, còn ở bên tai quanh quẩn. Cái này là một thanh kim kiếm lớn màu đỏ. Kiếm nhận rộng lượng, lộ ra đến vô cùng trầm trọng. Hắn trên chuôi kiếm, chính là một đôi phượng hoàng vũ rực hình dáng. Kiếm nhận từ trên xuống dưới, hết thảy song song chín cái mặt trời, mỗi một cái mặt trời, đều như là có nguyệt tinh nguyên một dạng, nóng rực đốt cháy. Đây là Lý Thiên Mệnh, tại chỗ hồn, thức thần, cho nên lộ ra phá lệ hừng hực. Vũ trụ chi đông, luyện ngục song lô, đông phương tổ thần, hùng cứ tinh vũ, đây là, đông thần thái hạo kiếm. Đông thần thái hạo kiếm, năm chữ, không ngừng ở bên tai chấn động. Thanh âm này quá mức rộng rãi, đinh tai nhức óc. Lý Thiên Mệnh rung động sau khi, lập tức nhìn về phía thanh thứ hai kiếm. Đó là một thanh màu đen nhánh kiếm nhận, hẹp dài lại khinh bạc. Chính giữa có điều máu đỏ tươi tuyến, theo chuôi kiếm một mực kéo dài đến mũi kiếm. Vũ trụ chi Tây, thiên địa mệnh tam ma chi địa, ma chủ trấn thiên. Đây là Tây Minh Tổ ma kiếm. Thanh âm kia lại xuất hiện. Thanh thứ ba kiếm, hắc bạch song sắc, âm dương tương giao. Vũ trụ chi Nam, âm dương chưa phân. Hỗn độn chưa rõ ràng, yêu ma quỷ quái hoành hành. Đây là, Nam Thiên Hỗn Động Kiếm. Thanh thứ bốn kiếm, quanh thân băng lam, thứ nhất nhỏ bé, lãnh quang liễm diễm. Trên đó quấn quanh lấy màu xanh biếc cành, chuôi kiếm nở hoa. Vũ trụ chi Bắc, có vĩnh sinh chi địa, thập phương kỷ nguyên vĩnh sinh bất tử người, cô độc yên giấc. Đây là, Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Lý Thiên Mệnh nghe được có chút mộng. Đông Thần Thái Hạo, Tây Minh Tổ Ma. Nam Thiên Hỗn Động, Bắc Cực Vĩnh Sinh. Hắn cảm giác, khai mở thức thần, mới tính là chân chính phá kiếp A. Bởi vì cái này đản sinh thức thần, triển hiện ra tiềm lực cùng độ cao, đã tới gần thái cổ hỗn độn cự thú mộng cảnh. Nhất là Bắc Cực Vĩnh Sinh Kiếm. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh, có chút tê cả ra đầu. Vĩnh Sinh Chi Địa, có phải hay không là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, thập phương kỷ nguyên bất tử người. Thanh kiếm này thức thần. Còn cùng Khương Phi Linh có quan hệ sao? Khương Phi Linh ma thành, có thể mai táng hỗn độn thần đế cùng nguyên thủy ma tôn, khẳng định rất kinh người. Không nghĩ tới, nàng và tiên tiên có liên lụy,
cùng cái này Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, thức thần, vậy mà cũng có liên lụy. Nói thật, thì cái này bốn thanh kiếm thức thần, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy đầy đủ đáng sợ. Minh khí thức thần, đại thể sẽ bị cho rằng, không bằng thiên chi thức thần. Nhưng, cái kia cũng phải nhìn là cái gì kiếm. Bản nguyên thú tộc tại Nguyệt Chi thần cảnh, còn bị kỳ thị đâu, có thể huỳnh hỏa bọn họ, còn không phải thái cổ hỗn độn cự thú. Cho nên, mặc kệ thức thần là cái gì hình thức tồn tại. Mạnh, thì là chân lý. Không gian phát triển to lớn, càng là chân lý. Kiếm chi thức thần chỗ tốt, chính là có thể xem như binh khí trong tay kéo dài, tương đương với phụ gia Đông Hoàng kiếm uy lực. Ta sử dụng một loại chiến quyết, 10 thanh kiếm, cùng ta cùng một chỗ sử dụng, này bằng với vô hạn tăng cường, ta chiến quyết cường độ. Tại hắn quen thuộc, thậm chí bắt đầu nếm thử trưởng khống thức thần thời điểm. Còn có 6 cái địa hồn, 6 cái kiếp vòng đâu? Đúng vào lúc này, lại có 2 cái địa hồn, tiến vào, sinh tử, kiếp vòng. Mới thức thần, sinh ra. Lại là 2 thanh kiếm, theo sinh tử kiếp vòng bên trong sinh ra. Chữ là kiếp vòng bên trong, sinh ra một thanh hư vô trường kiếm, có vô số bóng người. Đó là một thanh phức tạp kiếm, 10 phần ồn ào, hồng trần vạn trượng. Đây là sinh linh chi kiếm, liên lụy vận mệnh, nhân quả, chúng sinh nhập khổ hải trầm luân. Kỳ danh là, chúng sinh nhân quả kiếm. Chữ chết kiếp vòng bên trong, đồng dạng là một thanh hư vô trường kiếm, nhưng lại bị nguyên một đám vòng xoáy màu xám bao phủ. Bên trong đồng dạng sinh linh vô số, nhưng lại đi hướng chung kết. Đây là tử vong chi kiếm, chúng sinh lao tới luân hồi, sinh sôi không ngừng, sinh tử chính là một cái bế vòng. Cho nên, kỳ danh là, vãng sinh luân hồi kiếm. Lục đạo kiếm thần lục đạo sinh tử kiếm quyết, cái gọi là địa ngục luân hồi, thiên đạo luân hồi, đều là mình lấy tên, dính vào 2-3 kiếm ý. Mà cái này đem tử vong thức thần chi kiếm, mới thật sự là vãng sinh luân hồi. Đã 6 thanh kiếm, không như ý bên ngoài, lại có 2 cái địa hồn, tiến vào thiên địa kiếp vòng. Thứ 7, kiếm thứ 8, sinh ra. Chữ thiên kiếp vòng bên trong, một thanh tinh thần chi kiếm, sáng chói sáng lóng lánh. Đây là lớn nhất chánh kiếm, dường như một thanh kiếm, bao gồm vô tận tinh hà, hóa thành vũ trụ bản thân. Trời, chính là vô tận tinh không, kiếm này trưởng khống thiên đạo trật tự, bình định tinh không vạn tộc. Cho nên, kỳ danh là trật tự hoàng kiếm. Địa tự kiếp vòng bên trong, một thanh bằng phẳng lại rộng lớn cự kiếm, giống như một đạo sắc bén bình chướng. Nhìn không thấy, lại như núi cao nguy nga một dạng tồn tại. Chỗ, chính là thiên nhất giới diện. Kiếm này tự thiên nhất giới diện sinh ra, gánh chịu 2 cực vũ trụ. Kỳ danh là thiên nhất đế kiếm. Sau cùng còn lại 2 cái địa hồn. Khi bọn hắn tiến vào, thời không kiếp vòng, sau. 10 thanh kiếm, đủ. Thời gian chi kiếm, như một dòng sông dài, tự từ xưa đến nay lưu truyền mà đến, không ngừng biến hóa, không có cố định hình thái, xem ra rất mềm. Thời gian, kỷ nguyên, vĩnh hằng. Sau đó, thái hư trụ vương kiếm, sinh ra. Không gian chi kiếm, như một cây dao găm, giống như là một mảnh mặt kính, trong mặt gương, phản chiếu lấy thế giới chân thật. Không gian, càn khôn, hư thực. Sau đó, vô lượng giới vương kiếm, sinh ra. Rốt cục đủ. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy trên đỉnh đầu, cái này song song 10 thanh kiếm. Tại Nguyệt Thần Huy Quang chiếu dọi phía dưới, cặp mắt của hắn, tỏa ra lấy sáng chói sắc thái. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Dẫn xuất thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nắm 10 kiếm, đóng đầu càn khôn. Câu nói này nói xong, cái này cổ lão thanh âm, hoàn toàn biến mất. Thế mà, thanh âm của hắn, vẫn tại Lý Thiên Mệnh trong đầu, oanh minh chấn động, kéo dài không dứt. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Chúng Sinh Nhân Quả kiếm, Vãng Sinh Luân Hồi kiếm, Trật Tự Hoàng kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm. Cái này 10 kiếm thức thần, tên là Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Lý Thiên Mệnh được chứng kiến Liễu Y Chiếu trường kiếm thức thần, cũng cùng Huy Nguyệt Dận Thiểm Quang kiếm giao phong qua. Hắn hiện tại cũng không biết, cái này Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, có uy lực gì. Nhưng rất rõ ràng, bọn họ đều là mình thức thần sử dụng, cần lực lượng căn cơ. Hiện tại cái này Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, vẫn là lớn nhất trạng thái không ổn định. Hắn kiếp vòng. Nhất định phải lập tức bổ sung Nguyệt Tinh Nguyên. Dù nói thế nào, cần phải so người khác thức thần hiếu thắng. Đoán chừng cùng huỳnh hỏa bọn họ một dạng, cùng tu luyện của ta cảnh giới chói chặt. Ta mạnh,
bọn họ mới có thể cường. Cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng cộng sinh thú khác biệt chính là, bọn họ tương đương với Lý Thiên Mệnh binh khí kéo dài. Tương đương với Đông Hoàng kiếm gấp 10 lần phóng đại. Không hề nghi ngờ, chỉ cần thức thần kiếp vòng, hấp thu đầy đủ nguyệt tinh nguyên, làm đến lực lượng ngang hàng, Lý Thiên Mệnh đơn thể chiến đấu lực có thể tăng vọt. Mà lại, cái này 10 thanh kiếm, cũng có thể đi trợ giúp cộng sinh thú. Duy nhất một chút, ta có thập đại thức thần, nhưng tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, về sau tạm thời sử dụng, Đông Nam Tây Bắc, 4 kiếm. Trừ phi gặp phải nạn sinh tử đề, còn lại 6 thanh kiếm, lại là ta mạnh nhất át chủ bài. Tại làm rõ ràng, trật tự thiên tộc đối khẽ nói thái độ trước, tuyệt không sử dụng. Nếu như cái này thập đại thức thần lấy ra đến, căn bản không dùng nói cứu Dạ Lăng Phong. Đoán chừng cùng Lý Khinh Ngữ một dạng, lập tức sẽ bị bắt được trật tự chi địa đi. Kỳ thật, át chủ bài, cũng là một loại chỗ tốt, xuất kỳ bất ý, mới có thể giết người. Mà lại, không lấy ra đến, lại cũng không đại biểu, ta không thể tu luyện thức thần. Hiện tại cái này thập phương kỷ nguyên thần kiếm, nội tình đều là trống không. Lý Thiên Mệnh muốn cầm về Đông Hoàng kiếm, hắn dứt khoát ngay tại cái này huy quang điện, bắt đầu tu luyện thức thần, lấy bổ sung nguyệt tinh nguyên lực lượng. Lý Thiên Mệnh trong thân thể, có tứ đại cộng sinh thú cộng sinh tu luyện ra được lực lượng, cho nên cái này mỗi một chiếc, kỷ nguyên thần kiếm, kiếp vòng thức thần chi lực, không có khả năng đạt tới cùng hắn ngang hàng trình độ. Nhiều lắm là 1/4. Đây không phải thức thần quá yếu, mà chính là Lý Thiên Mệnh bản thể, đi qua cộng sinh thú tăng phúc, siêu việt đạp thiên cấp 1. Là bản thể hắn quá mạnh. Làm so sánh, nếu như cái này kỷ nguyên thần kiếm thức thần chi lực, bổ sung hoàn chỉnh. Bàn về sức chiến đấu, đơn thể phía trên khẳng định không bằng thái cổ hỗn độn cự thú. Nhưng, sự cường đại của bọn nó, không ở chỗ đơn đấu, mà ở chỗ đối Lý Thiên Mệnh chiến quyết khủng bố tăng phúc. Nói thí dụ như, hắn thi triển địa ngục luân hồi kiếm, tương đương với một người thêm tứ thức thần, cùng một chỗ thi triển. Nếu như thập phương kỷ nguyên thần kiếm, cùng một chỗ sử dụng, tương đương với một người thêm 10 cái thức thần, cùng một chỗ thi triển. Mà lại, khác biệt thức thần. Khẳng định sẽ có không cần hiệu quả. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy lựa chọn, trước lấy ra Đông Nam Tây Bắc 4 kiếm, một là bởi vì thập phương kỷ nguyên thần kiếm, uy lực cần phải tương đương, hai là bởi vì, cái này tứ phương thần kiếm, lẫn nhau ở giữa có dạng lẫn nhau liên lụy, rất thích hợp hình thành kiếm trận. Huy quang điện bên trong, hắn hiện tại, 10 thanh hình thái khác nhau cự kiếm vần quanh, như kiếm hoàng buông xuống. Đạp thiên chi cảnh, nhất trọng chênh lệch rất lớn, ta đến cấp thứ nhất. Tăng thêm cộng sinh thú, đoán chừng có thể cùng tầng thứ tư tứ phong thiên, đối kháng. Hiện tại tăng thêm tứ phương thần kiếm, đoán chừng có thể vượt qua tứ trọng, cùng ngũ huyền thiên đối chiến. Loại này vượt qua, phải đặt ở sinh tử kiếp cảnh, tương đương với bước bát trọng. Có thể thấy được cộng sinh thú điệp ra thức thần, uy lực mạnh mẽ đến đâu. Đương nhiên, đây là Lý Thiên Mệnh suy đoán. Đến mức thập phương thần kiếm đều xuất hiện, lại có cái gì chiến lực? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất khó nói. Nếu như đối phương cảnh giới cao hơn quá nhiều, đây không phải là số lượng có thể để bù đắp. Dù sao, 10 cái 3 tuổi tiểu hài tử, cũng không tiện đánh một cái người lớn. Cụ thể còn phải nhìn, muốn làm sao đánh. Hắn hiện tại không thể ra 10 thanh kiếm. Cho nên, vấn đề này, hắn tạm thời không dùng cân nhắc. Thật đến nhất định phải bại lộ thời điểm, liều mạng là được rồi. Hiện tại cái này thức thần vừa mới sinh ra, vẫn chưa tới đạp thiên cấp một mức độ, mới cao 10 mét. Ta nhớ được Huy Nguyệt dục thức thần thiểm quang kiếm, đều gần 100 thước. Điều này nói rõ, về sau Lý Thiên Mệnh muốn đột phá nhất trọng, cần vũ trụ nguyên lực càng cao. Thân thể của hắn, tương đương với một chủ 10 bộ, bản thể thêm thức thần, toàn bộ cần muốn tăng lên. Còn có 4 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. May mắn, huynh hỏa bọn họ có thể tự cung tự cấp. Không dùng Lý Thiên Mệnh quản. Hắn sửa chữa tốt bản thể cùng thức thần, là được rồi. Có thể là hồn phó quan hệ, ta thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, hình thành linh thể, giống như càng ngưng thực một số, tiếp cận thực thể. Mặt khác, cái này 10 thanh kiếm, đều có kiếp vòng văn tự tồn tại. Bọn họ bởi vì vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp mà sinh, mệnh kiếp uy lực, hẳn là sẽ điệp ra ở phía trên, tam hồn thái nhất. Cái này địa hồn thức thần. Cần phải tính toán, địa hồn thái nhất đi. Địa hồn thái nhất, thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần sinh ra. Mệnh hồn thái nhất, Lý Thiên Mệnh cảm giác cùng lĩnh ngộ, thiên phú có quan hệ, cùng phá kiếp sau bạo phát tu vi có quan hệ.
đến mức thiên hồn thái nhất, tạm thời không rõ ràng. Nói thật, chỉ là thập phương kỳ nguyên thần kiếm, dù là tạm thời chỉ có thể lấy ra 4 thanh, đều đã cải biến Lý Thiên Mệnh nguyên bản đối chiến kết cấu. May mắn, huynh hỏa bọn họ 4 cái, đều phải đến vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tạo hóa, mới đi theo Lý Thiên Mệnh tiết tấu. Đây cũng không phải là nói thái cổ hỗn độn cự thú không mạnh, Lý Thiên Mệnh cường thế, tối thiểu có 7 phần 10, là bọn họ 4 người huyết mạch tạo nên. Là bọn họ 4 in 1, chế tạo ra Lý Thiên Mệnh dạng này quái vật. Mà lại, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp sinh ra, cùng bọn họ cũng có quan hệ rất lớn. Hỗn độn cự thú huyết mạch cùng thập phương mệnh kiếp, lại lẫn nhau tạo nên. Tại cái này huy quang điện bên trong, Lý Thiên Mệnh vừa khai mở thức thần lực lượng, còn có chút hưng phấn. Trên thực tế, thức thần tương đương với một phần của thân thể hắn, tựa như là cánh tay của mình một dạng, hắn có thể trực tiếp chỉ huy, vận dụng cái này 10 thanh kiếm. Trong lúc nhất thời, bọn họ tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu ngự không chạy như bay. Lý Thiên Mệnh thậm chí thao túng bọn họ, thi triển đơn giản chiến quyết, nếm thử mấy lần, trên cơ bản thì thuần thục. Siêu. Tại hắn, mệnh hồn, trưởng khống dưới, cái kia thức thần, đông thần thái hạo kiếm, hướng về phía trước phi nhanh lao vút. Cái kia kim hồng sắc kiếm nhận xé rách không khí, liệt hỏa lăn lộn. Huỳnh hỏa 10 phần bựa, giẫm tại cái kia đông thần thái hạo kiếm phía trên, thì cùng nó tại ngự không chạy như bay giống như. Không tệ không tệ, về sau ngươi chính là kê gia tiểu đệ. Nó đối, đông thần thái hạo kiếm, nói. Ngươi đây là cái gì tạo hình, người khác ngự kiếm phi tiên, người ngự kiếm bay gà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao, bay gà không được sao? Huỳnh hỏa chơi đến quên cả trời đất. Lý Thiên Mệnh thử mấy lần, thậm chí sử dụng cái này, đông thần thái hạo kiếm, liền lục đạo sinh tử kiếm quyết, đều sử dụng ra. Thức thần bổ sung linh hồn công kích, cho nên binh khí thức thần uy lực, cùng đông hoàng kiếm hơi có khác nhau. Nó thắng ở thân kiếm to lớn, khí thế thật lớn, phạm vi càng rộng, thậm chí nắm giữ kiếp vòng văn tự cùng đông thần thái hạo kiếm bản thân hỏa diễm uy lực. Nhưng, kiếm chi thức thần, nhưng không sánh được đông hoàng kiếm, đối tiểu đan vị đánh giết năng lực. Cái gọi là tiểu đan vị, so như thân thể. Dùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm, chém giết thức thần, cộng sinh thú, hoặc là hình thể to lớn quỷ thần, rõ ràng càng hữu hiệu. Cho nên nói, cái này thức thần sinh ra, phong phú ta đối chiến thủ đoạn. Mỗi người thức thần cũng khác nhau, thậm chí binh khí loại, cũng không phải là tối ưu thức thần. Thế mà, Lý Thiên Mệnh cảm giác, có thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh thú về sau, cái này 10 thanh thần kiếm, ngược lại càng thích hợp bản thân. Bên ngoài còn tại chiến đấu, huy quang điện phụ cận, vẫn không có một ai. Thức thần đã mở ra hoàn tất, đến đón lấy có thể chậm rãi khai quật, chỉ còn lại ta đông hoàng kiếm. Còn có để Linh Nhi, ăn tiếp gần một tháng đau khổ thù. Đối Lý Thiên Mệnh tới nói, đây là một loại tử thù. Thành thần trước đó cái này hơn nửa tháng, hắn mỗi ngày đều lòng nóng như lửa đốt, sống ở lửa giận bên trong. Bây giờ, rốt cục chờ đến bạo phát thời khắc. Cầm lại đông hoàng kiếm, rời đi Huy Nguyệt Thành. Cái này nhất định phải, đánh bại Huy Nguyệt Kiếp. Cái này Huy Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, Nguyệt Chi Thần cảnh trước 3 gia hỏa, hẳn là bên trong tứ thiên, ngũ huyền thiên. Tăng thêm nắm giữ kiếp, chiến lực của hắn, Lý Thiên Mệnh trải nghiệm qua, xác thực cường đến kinh người. Ta trước bổ sung 4 thanh kỷ nguyên thần kiếm thức thần chi lực, thử một chút có thể hay không đấu bại hắn. Hiện tại bồ đề 4 phía giết hại, chính là rời đi thời cơ tốt. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, bắt gấp hết thảy thời gian. Vừa vặn cái này huy quang điện không người, có đại lượng nguyệt tinh nguyên lực lượng, hắn liền ngồi tại cái này huy quang điện trung ương, lấy, đông nam tây bắc, 4 cái kiếp vòng, đầu tiên hấp thu nguyệt tinh nguyên lực lượng. Thông qua kiếp vòng, đem nguyệt tinh nguyên chuyển hóa làm, thức thần chi lực, lấy tẩm bổ thức thần trưởng thành. Kiếp vòng bên trong, trước kia chỉ có 10 mét kỷ nguyên thần kiếm, theo thời gian trôi qua, nhanh chóng trưởng thành. Đại khái một lúc lâu sau, trưởng thành đến 20 mét. Nhưng giống như có lẽ đã đến cực hạn. Người khác đạp thiên nhất trọng, thiểm quang kiếm có 100 mét, ta chỉ có 20 mét. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Người quá ngắn, Huỳnh Hỏa nhìn có chút hả hê nói. Vô sỉ. Cái này 4 thanh kiếm, tuy nhiên so người khác ngắn, nhưng là uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Mà lại càng thêm ngưng thực, cứng hơn, càng tiếp cận thực thể. Người khác 100 mét đó là không khí, cả đây là khoan điện, có thể giống nhau sao? Lý Thiên Mệnh nói. Chậc chậc chậc, Huỳnh Hỏa chào phúng cười to.
Lý Thiên Mệnh thử một chút. Cái này tứ phương thần kiếm thức thần, tuy nói chỉ có 20 mét, nhưng là luận uy lực, tối thiểu so người khác đạp thiên nhất trọng, còn mạnh hơn nhiều. Thức thần lực lượng hệ thống, kỳ thật độc lập tại, ta cộng sinh hệ thống tu luyện bên ngoài. Ta có thể tại đạp thiên nhất trọng, cơ hồ nắm giữ 3, cấp 4 lực lượng, nhờ vào tự thân hỗn độn cự thú thể chất cùng công pháp, nhưng thức thần cũng không có những thứ này tư bản. Ta thức thần hiện tại là đạp thiên cấp 1, uy lực của nó, chỉ xây dựng ở kiếp phòng văn tự, hồn phó cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm bản thân phía trên. Bằng không, phổ thông thức thần, như cùng ta cảnh giới ngang hàng, chỉ có đạp thiên cấp 1, kỳ thật đối với ta cơ hồ không dùng. Không tính thức thần, hắn hiện tại cũng có thể quyết đấu tứ phong thiên, cảnh giới. Giả thiết hắn khai mở thức thần, là thiểm quang kiếm, chỉ có cấp thứ nhất thức thần, đối tứ phong thiên đối thủ, có thể có làm được cái gì. Cho nên, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tại uy lực phía trên, có thể đuổi kịp Lý Thiên Mệnh cùng thái cổ hỗn độn cự thú cộng sinh hệ thống tu luyện, đã là một kiện vô cùng chuyện không tầm thường. Cái này đã chứng minh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm cường đại. Thí dụ như đông thần thái hạo kiếm, tuy chỉ có đạp thiên cấp một thức thần chi lực, nhưng Lý Thiên Mệnh đơn dùng nó, liền tự thân tinh luân nguyên lực đều không cần, hắn liếc mắt đều có thể chém giết, đạp thiên tầng thứ 3 huy dạ âm. Đây chính là hắn thức thần chỗ cường đại. Có thể miễn cưỡng cùng hỗn độn cự thú đồng bộ, cái kia chính là nghịch thiên. Thức thần đạo kiếp, tạm thời giống như không có khai quật ra. Đông Nam Tây Bắc, tứ phương thần kiếm, đều trưởng thành đến 20 mét, thì cực hạn tại Lý Thiên Mệnh tự thân cảnh giới, không lại trưởng thành. Cái này 20 mét, sánh được 200 mét. Lý Thiên Mệnh trước không cho mặt khác 6 thanh kiếm, bổ sung tới, mà chính là mau chóng rời đi Huy Quang Điện. Đệ nhất, nhìn Huy Nguyệt Thành tình hình chiến đấu. Thứ hai, tìm Huy Nguyệt Kiếp.